Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 46. Hừm, không sai, ta xác thực có không ít lá bài tẩy. Vốn cho là không cần, bất quá cảm giác ngươi cũng không bình thường, có thể làm cho ta dùng tới một hai lá a. Tường Tử đúng là không chút nào kiêng kỵ, trong mắt đột nhiên ngưng ra vẻ nghiêm túc nói. Ngày đó bên trong thuật tháp, ngươi thật không có đạt được đồ vật gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Ồ, tựa hồ ngươi rất khẳng định ta có đạt được gì a? Lẽ nào ngươi đối với thuật tháp này hiểu rất rõ? Vậy xin hỏi ta nên đạt được cái gì đây? La Hậu Thần Thương, một. Tường Tử lạnh lùng nói. Hừ, ta không cùng ngươi tranh miệng lưỡi, biết ngươi miệng lợi hại không ai nói qua ngươi, liền để ta dùng sức mạnh đánh bại ngươi, sau đó lấy vật kia đi. Nhìn bản lĩnh của ngươi a. Lý Vân Tiêu tranh đấu đối lập, dùng tay làm dấu mời. Tường Tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không khách khí, hai chân liền bay lên trời, nghiêng người công tới. Tu vi của hắn vẫn là nhất tinh vũ tôn, ở dưới xung kích này trực tiếp tăng cao hai đẳng cấp, vọt tới tam tinh vũ tôn. Mạc Tiểu Xuyên hơi nhướng mày nói. Lực bộc phát thật mạnh, tam tinh vũ tôn sao? Có thể xa xa không phải cực hạn của hắn, hiện tại còn chỉ là nóng người mà thôi. Nhưng Hắc Liên Thiếu Hoàng là không lo lắng một chút nào, lạnh nhạt nói. Mặc kệ nó, chỉ cần không tới vũ đế, ta cũng không nhận ra có người có thể tạo thành uy hiếp đối với Vân Thiếu. Trên pháp bàn, Lý Vân Tiêu không chút hoang mang xuất thủ ứng đối, tứ quyền ở trên không trung đảo mắt liền công thủ mấy trăm chiêu, không khí bốn phía không ngừng bị đánh nổ, ầm 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 chấn động ra, từng vòng linh áp khuếch tán, để phòng ngự trực tiếp mở ra hai tầng. Hai người đều là cận thân vật lộn, chiêu số đơn giản không có một chút nào đầu cơ trục lợi, hoàn toàn là loại đấu pháp cứng đối cứng. Đột nhiên Lệ Phi Vũ nói. Tuyên trưởng lão, tựa hồ người đối với Lý Vân Tiêu rất có lòng tin. Có biết vì sao hắn rõ ràng chỉ là thất tinh vũ hoàng, nhưng có thể ở dưới tình huống không hề đầu cơ trục lợi, gắng gượng chống đỡ vũ tôn mà không hạ phong hay không? Ánh mắt của Tuyên Ngọc Đường cũng trước sau ở trên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn đem sức chiến đấu chân thực của hắn nhìn thấu, chưa từng nhìn Lệ Phi Vũ một chút, chỉ là từ tốn nói. Vũ kỹ cùng thể thuật. Vũ kỹ cùng thể thuật. Lệ Phi Vũ nói. Thể thuật còn dễ lý giải, nhưng vũ kỹ. Ta nhìn vũ kỹ của hắn cũng vô cùng bình thường a, Tường Tử không kém hắn chút nào. Trong mắt Thôi Bác lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Phi Vũ, người dù sao không phải vũ đế, vì lẽ đó quan sát có hạn, trong từng chiêu từng thức của Lý Vân Tiêu này, tuy rằng đơn giản, hơn nữa thật giống như có rất nhiều động tác dư thừa, thế nhưng trong từng chiêu từng thức, dĩ nhiên có sức mạnh quy tắc trôi chảy, chiếu tình huống này xem, đừng nói mạnh mẽ chống đỡ tam tinh vũ tôn, sợ là lại cao hơn mấy cấp cũng có thể kháng. Cái gì? Lệ Phi Vũ ngơ ngác thất thanh, suýt chút nữa nhịn không được lên tiếng gọi ra, cả kinh nói. Sức mạnh quy tắc, không phải chỉ có vũ đế mới có thể trưởng khống sao? Thôi Bác cười khổ nói. Xác thực như vậy, thân phận Lý Vân Tiêu này quá mức thần bí, đã lật đổ rất nhiều thường thức. Cho dù đợi lát nữa Phi Vũ người bại trong tay hắn, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường nói. Tựa hồ Tuyên trưởng lão biết một ít gì, chẳng lẽ không có thể nói ra cho mọi người tìm hiểu một chút sao? Có lẽ đối với Phi Vũ chiến thắng người này có trợ giúp rất lớn. Ánh mắt của mọi người Vạn Bảo Lâu đều rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường, sắc mặt Tuyên Ngọc Đường bắt đầu khôi phục vàng như nghệ, không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người thất vọng, Tuyên Ngọc Đường không muốn nói thì ai cũng ép không được hắn, coi như là lâu chủ đích thân đến cũng không được. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là tính cách này. Đại gia cũng đều rõ ràng. Bên trong pháp bàn, Lý Vân Tiêu cùng Tường Tử tranh đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng hai người đều là một bộ thành thạo điêu luyện, cũng nhìn ra được không có suất toàn lực, nhưng vẻn vẹn là như vậy, đạo phòng ngự thứ hai trên pháp bàn vẫn bị kích thích ra, để tránh khỏi dư âm lực lượng lan đến. Ha ha, Lý Vân Tiêu, quả nhiên có tài, nhưng tiếp tục đánh như vậy muốn đánh tới khi nào, vẫn là lấy ra bản lãnh thật sự đi. Tường Tử cười to mấy tiếng. Đột nhiên thu hồi trưởng thế, ở trên không trung ngưng tụ sức mạnh. Từng đạo ánh vàng như luân hiện lên, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, thu vào trong lòng bàn tay, xúc thế vận chiêu. Lý Vân Tiêu nói, như ngươi mong muốn. Hai tay hắn trong giây lát nhanh chóng kết ấn, từng đạo ấn quyết từ trong tay khuếch tán ra, mặc dù mọi người ở ngoài pháp bàn không cách nào cảm nhận được trưởng thế quyền uy trong đó,
nhưng có thể từ trên pháp bàn lấp lóe ánh sáng phòng ngự, liền nhìn ra đại khái. Giờ khắc này trong pháp bàn tất cả đều là kim quang chói mắt, thân ảnh của hai người hầu như có chút thấy không rõ, một mảnh chói mắt. Kim Đào Lạc Trưởng. Bỗng nhiên Tường Tử hét một tiếng, dưới lòng bàn tay, kim quang như quang hoa nở ra, trong thiên địa một trận nổ vang, như long trời lở đất, toàn bộ bầu trời đều trở nên hơi hôn ám. Kim ấn của Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên nổ ra, hội tụ lực lượng thiên địa tứ cực, để bầu trời nguyên bản lờ mờ trở nên càng thêm âm trầm, thật giống như mưa gió sắp tới, ép người thở không thông. Thiên địa ấn. Ầm ầm ầm. Hai người một thức quyết đấu, ở trên pháp bàn nổ ra, ánh sáng bảo vệ ngũ sắc từ trên pháp bàn chấn động ra, dáng màu đầy trời, bầu trời âm trầm hôn ám ở dưới đòn đánh này phá giải ra, mây đen dần dần tiêu tan, tản mát thiên khung. Mà hai người ra chiêu ở dưới va chạm, thân thể đồng thời đẩy lui, khí huyết trong cơ thể khuấy động không ngớt, chiến ý trong mắt càng ngày càng mạnh. Hòa nhau. Người xem dưới đài vạn phần căng thẳng, hai người cho tới bây giờ dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Sắc mặt Chu Khả Đĩnh nghiêm túc nói. Hòa nhau sao, Lý Vân Tiêu kia quả nhiên cường đại, vừa nãy quyết đấu là hắn khống chế độ chính xác, tạo thành cục diện nhìn như hòa nhau, cùng một cường giả vượt qua mình nhất đại cảnh giới quyết đấu, dĩ nhiên có thể làm được khống chế như vậy, Trần Phong, người thua không oan a. Trần Phong một mặt oán khí, tầng tầng hừ một tiếng. Xuân Cầm không hiểu nói. Nếu như sức mạnh của hắn vượt qua đối thủ, vì sao phải khống chế như vậy? Không trực tiếp đánh bại đối phương. Chu Khả Đĩnh lắc đầu nói. Ngươi không hiểu, hiện tại hai người đều là đang không ngừng thăm dò nội tình đối phương, vì lẽ đó ai cũng không chịu lấy ra lá bài tẩy chân chính. Động tác này của Lý Vân Tiêu cũng là vì để cho đối phương không tìm được manh mối. Bất luận thực lực hay là tâm cơ, hắn đều là nhân tuyển tốt nhất, bên trong Thương Minh dĩ nhiên ra người này, không phải phúc của Đao Kiếm Tông ta à. Thủy Lạc Yên nghe mà một bụng oán khí. Không nhịn được nói. Đao Kiếm Tông các ngươi thân là bảy đại siêu cấp thế lực, lẽ nào một Lý Vân Tiêu cũng không đối phó được sao? Nếu như Trần Phong công tử lại bại, Lý Vân Tiêu này đoạt được số một, như vậy hai phái chúng ta trong lúc đó ký hiệp ước cũng vô hiệu. Tiêu Cảnh Minh vừa nghe, trong lòng đột nhiên vui vẻ, thầm nghĩ nếu như hiệp ước vô hiệu, như vậy hôn minh của Trần Phong và Thủy Lạc Yên cũng không thể nào nhắc lên, đối với mình mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hắn không nhịn được cười nói. La Hậu Thần Thương, hai. Ta xem Trần Phong là thua chắc rồi, chuẩn bị lại biến thành chư diện một lần đi, ha ha. Trần Phong giận tím mặt, nếu không có Chu Khả Đĩnh ở đây, sợ là đã xuất thủ giáo huấn hắn. Chu Khả Đĩnh nhìn Thủy Lạc Yên một chút, lạnh nhạt nói. Điểm ấy Thủy cô nương liền không cần quan tâm. Ngay trước đó không lâu, hai phái đã có tân ước, bất luận lần này xong quyết kết quả làm sao. Thủy cô nương cũng phải gả cho Trần Phong công tử. Sau đó tất cả công việc của Mạn Đa Thương Hội đều không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận làm tân nương, ngày sau một lòng một dạ hầu hạ Trần Phong thiếu gia là được. Cái gì? Thủy Lạc Yên cùng Tiêu Cảnh Minh cùng thay đổi sắc mặt, Tiêu Cảnh Minh hầu như đứng không vững, cả giận nói. Chuyện khi nào, vì sao ta cùng ngươi đến đây lại không biết? Chu Khả Đĩnh hơi nhướng mày. Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện Tiêu Cảnh Minh đối với Thủy Lạc Yên có ý nghĩ, cái này cũng là nguyên nhân diễn biến thành hắn cùng Trần Phong trong lúc đó khắp nơi không hợp, bằng không hai đại thiên tài trong Đao Kiếm Tông, một vũ một thuật, không chút liên quan, từ đâu tới thù hận. Thủy Lạc Yên lạnh lùng nói, hôn nhân của ta không tới phiên người khác làm chủ, muốn ta gả cho hắn có thể, trừ khi hắn có thể đánh bại Lý Vân Tiêu, Thủy Lạc Yên ta chỉ gả cho cường giả, nếu như các ngươi đều đấu không lại hắn. Vì sao ta không trực tiếp gả cho Lý Vân Tiêu, chẳng phải so với gả cho những phế liệu các ngươi càng mạnh. Lớn mật. Xuân Cầm gầm lên một tiếng, lập tức một cái tát không chút lưu tình vỗ tới, thực lực của nàng so với Thủy Lạc Yên càng cường đại, đối phương không cách nào tránh né, trực tiếp trúng một trường, lanh lảnh vang lên. Tiện nhân, ngươi dám đánh nàng. Vừa nãy Tiêu Cảnh Minh khiếp sợ Thủy Lạc Yên nói, không thể phản ứng lại, giờ khắc này nhìn thấy Thủy Lạc Yên bụng mặt. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, không nói hai lời liền trở tay quạt trở lại. Đùng! Một cái tát không có phiến đến trên mặt Xuân Cầm, bị Trần Phong nắm lấy, nắm đến cánh tay của hắn đau nhức, cả giận nói. Trần Phong, người buông tay cho ta. Trần Phong chấn hắn văng ra ngoài, lạnh lùng nhìn Thủy Lạc Yên, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu ta có thể đánh bại hắn, thế nhưng ngươi,
ở trước mặt ta tính là thứ gì, chờ sau khi cưới ngươi, xuân, hạ, thu, đông là tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ để các nàng hảo hảo quản giáo ngươi. Bốn người xuân, hạ, thu, đông vừa nghe, trong lòng đều thiết hỉ không ngớt, đồng thời lộ ra vẻ lãnh ngạo, nhìn chằm chằm Thủy Lạc Yên. Thủy Lạc Yên bưng mặt đỏ bừng, không sợ ánh mắt của Trần Phong chút nào, cười lạnh nói. Chờ thắng rồi hãy nói, nam nhân chỉ có thể khoác lác ta gặp quá nhiều. Trên mặt Trần Phong co giật một thoáng, lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục đưa mắt nhìn chiến đấu. Giờ khắc này trong sân, sắc mặt Tường Tử cũng biến thành nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Cố ý khống chế sức mạnh không cho ta nhìn ra thực lực chân thật, có chút bản lĩnh a, đã như vậy, ta liền nhìn ngươi có thể đuổi tới sức mạnh của ta bao lâu. Trong hai tay của hắn hiện ra một ánh hào quang, ở trước người dần dần kéo dài, ngưng ra một thanh trường thương, khí tức kinh người. Huyền khí cấp 9. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, con người đột nhiên áp xúc. Cũng không phải hắn kinh sợ huyền khí cấp 9 oai, chỉ là có thể ở thực lực này liền nắm giữ huyền khí cấp 9, tuyệt đối không phải thân phận phổ thông, hắn lập tức đối với lai lịch của Tường Tử càng thêm hiếu kỳ. Không tệ, thật tinh mắt, chui la hậu thần thương này của ta, xác thực là đồ vật cấp 9, cho tới thực lực chân thật của ngươi, ta cảm thấy đã không có cần thiết thăm dò, bởi vì ta lập tức liền thấy được. Trên người Tường Tử tuôn ra một chùm sáng, tràn vào bên trong la hậu thần thương, nhất thời khí tức rung động, toàn bộ thân thương đều chấn động, trong chớp nhoáng này, toàn bộ phòng ngự pháp bàn tự động mở ra đạo thứ ba. Tất cả mọi người đều đại biến, phòng ngự pháp bàn ở trong chiến đấu hạ xuống, cũng đem thần thức người phía dưới che đậy, không cách nào điều tra tình huống phía trên. Thế nhưng la hậu thần thương vừa ra, vẻn vẹn là lực lượng khí tức liền để đạo phòng ngự thứ ba hiện ra, trình độ cường hãn có thể tưởng tượng được. Lý Vân Tiêu một tay chỉ ra, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm liền xuất hiện ở trong tay, hàn quang chiếu thu thủy, kiếm khí như cầu vồng, lần này hắn không đợi Tường Tử, trực tiếp múa kiếm giành tấn công trước, chỗ kiếm khí đi qua, hoa sen nở rộ, tinh mỹ tuyệt luân. Kiếm pháp thật là cường hãn, thật là đẹp. Trong lòng mọi người đều cảm khái không thôi, loại kiếm pháp tuyệt mỹ này, phối hợp thân hình mờ ảo của Lý Vân Tiêu, dường như tiên nhân, làm bọn họ đấu kỵ đòi mạng. Tường Tử hừ lạnh một tiếng, trường thương ở trên không trung run lên, liền bắn ra ngoài, trên mũi thương hóa ra điểm điểm hàn mang, điểm ở trên hoa sen, phá diệt từng cái. Chanh! La hậu trường thương điểm ở trên Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm, lập tức một luồng hào quang màu xanh hình tròn dập dờn đi ra, Tường Tử dùng sức ép thân thương một chút, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm nhất thời bị áp chế xuống, khí tức càng co càng nhỏ. Tay phải nắm chặt trường kiếm của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên thả ra. Biến thành trưởng pháp vỗ vào trên chuôi kiếm, bảo kiếm lập tức hướng lên vẩy một cái, trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí, sau đó ở trên không trung lăn lộn, hướng mi tâm của Tường Tử chém tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn lần thứ hai hiện ra ánh kiếm, lại là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trên không trung đâm ra mấy cái đồ án, sau đó một chiêu kiếm bốc lên, phi thân đâm thẳng tới. Tường Tử thay đổi sắc mặt, vội vàng thu thương lui về sau, một đạo thanh quang chạm lạc. Ầm một tiếng vang vọng, đập vào Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm làm nó chấn động trở lại. Lý Vân Tiêu thân kiếm hợp nhất đã đâm tới. Sau khi trường thương của Tường Tử đánh bay bảo kiếm, thuận thế đem chuôi thương che ở trước người, ngăn trở Lý Vân Tiêu phi thân đánh tới. Ầm, một nguồn sức mạnh chấn động ra, thân thể Tường Tử ở trên không trung chấn động, liên tiếp lui về phía sau. Lý Vân Tiêu tay trái bấm quyết, chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra ngoài chịu đến dẫn dắt bay trở về. Bị hắn nắm vào trong tay, một người song kiếm, không buông tha bất cứ cơ hội nào, song kiếm bị hắn giao nhau ở trước người, sau đó giơ lên thật cao, thân thể ở trên bầu trời ngưng tụ thành hai đạo kiếm khí màu trắng, bỗng nhiên đánh chém mà đi. Tường Tử bị kiếm mang kia đánh văng ra, cả người khí huyết rung động không ngớt, bỗng nhiên một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm xông lên đầu, liền nhìn thấy hai đạo kiếm khí giao nhau, nghiễm nhiên hình thành một chữ thập, ở trên không trung mở rộng ra. Lập tức liền bao trùm toàn bộ pháp bàn. Khinh người quá đáng. Tường Tử gầm lên một tiếng, la hậu thần thương ở trong tay xoay tròn, ở phía sau hắn dần dần hiện ra một hình bóng lực sĩ, trong tay lực sĩ này cầm lấy một cây thương ảnh. Theo Tường Tử đánh ra một thương, hình bóng kia cũng chém ra, thương thế đại thịnh, phá tan kiếm khí áp chế bốn phía, hóa thành một tia chớp đánh tới. Long Tử, một, ầm ầm ầm. Hai đạo kiếm quang hầu như đã dung hợp lại cùng nhau, trong giây lát cùng thương mang va chạm,
dĩ nhiên chống đỡ chớp mắt thời gian liền bị thương mang công phá, toàn bộ kiếm khí thế như phá trúc, bị thương thế tan rã. Thế đi của thương mang không giảm, ở dưới tường tử khống chế, hướng Lý Vân Tiêu đâm thẳng tới. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, song kiếm như cánh mở ra, sức mạnh dâng trào bỗng nhiên rót vào trong đó, hai cỗ hàn khí ngưng trong không khí, từng mảng hoa tuyết kết tinh, bay lả tả ra, rất nhanh khắp nơi là một màu trắng xóa. Chuyện gì xảy ra, hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ một thương này. Mọi người kinh hãi, thương mang đã đâm tới trước ngực, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ làm như không thấy, vẫn còn đang ấp ủ kiếm khí trong song kiếm. Con người của tường tử cũng thu nhỏ lại, một luồng cảm giác bị xem thường xông lên đầu, lãnh đạm nói. Muốn chết? Ừ. Thương mang xuyên thấu lồng ngực của Lý Vân Tiêu, thật giống như không hề có lực cản, từ phía sau lưng hắn rung ra, phá không mà đi. Tường tử thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên cả kinh nói. Không tốt. Thân thể Lý Vân Tiêu ở trong chớp mắt thương mang phá thể, hư hóa thành thân thể lôi điện màu xanh, đón thương thế phi tập mà đến. Hàn ý thấu xương trên hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm như thiết cát, kiếm khí chưa đến, hàn khí đi đầu bức người, để cả người tường tử như rơi vào hầm băng. 3000 nghiệp chướng, La Hậu nhất kích. Tường tử kinh ngạc nhưng không loạn, thân thể nhanh chóng thối lui về phía sau, tranh thủ một đường thời gian cho mình, trường thương trong tay xuất ra đạo đạo thanh mang, phá vỡ hàn khí phụ thể, dựng ra một thế thương uy, nằm ngang ở trước người cản lại. Tranh! Hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên chém ở trên La Hậu trường thương, năng lượng mạnh mẽ lấy điểm ba chuôi binh khí va chạm làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra, ánh sáng màu xanh cùng trắng như tuyết đan xen vào nhau, xuyên thấu qua ánh sáng ngũ sắc trên pháp bàn nhìn tới, có vẻ dị thường rực rỡ, thân ảnh của hai người nhấn chìm ở trong cường quang. Hai người Lý Vân Tiêu cùng tường tử như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng không có như người bên ngoài xem thư thái như vậy, hai cỗ sức mạnh trực tiếp trùng kích thân thể của bọn họ. Lý Vân Tiêu ở dưới trạng thái thân hóa lôi đình không cách nào chém đi trường kiếm, chỉ có thể ngưng ra thực thể, từng đạo hào quang màu trắng ở trên người bắn ra, ánh sáng minh nguyệt không ngừng suy yếu sức mạnh xung kích. Tường tử càng là cả người nổi gân xanh, hầu như đạt đến trình độ khó có thể chịu đựng. Hắn nguyên bản là bị giết trở tay không kịp, bị động phòng ngự, hàn ý lạnh thấu xương tủy rót vào trong cơ thể hắn, trắng trợn phá hư cơ năng thân thể. A, à, đáng chết! Tường tử không nhịn được giống to, sức mạnh trên song kiếm của Lý Vân Tiêu cuồn cuộn không ngừng đè xuống, tựa hồ muốn dựa vào đòn đánh này liền triệt để chấm dứt thi đấu. Ngông cuồng, ta há có thể cho ngươi như ý. Trên gương mặt tường tử vặn vẹo, trong thân thể phát sinh tiếng nổ vang phốc phốc phốc, bắp thịt liên tiếp nhô cao, vẻ mặt trở nên vô cùng dị thường. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rụt lại, chỉ cảm thấy trên trường thương của đối phương truyền đến sức mạnh không ngừng tăng cường. Từ ban đầu khổ sở phòng ngự, đến bây giờ lại nghịch chuyển xu hướng suy tàn, phản kích lại, một nguồn sức mạnh chấn động nhập trong cơ thể hắn. Đây là, yêu hóa, không đúng, không giống như là yêu hóa A, nhưng mà... Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn dáng dấp của tường tử, nội tâm quái dị cùng khiếp sợ không nói ra được, thậm chí cảm nhận được một luồng sợ hãi đến từ nội tâm ở trên người lan tràn. Không được, là lực lượng huyết mạch, uy thế tuyệt cường. Người này cũng là chân long hậu duệ, hơn nữa nồng độ huyết mạch vô cùng dày. Trong linh hồn truyền đến tiếng kinh hãi của yêu long, trong thanh âm mang theo một loại run rẩy. Làm sao có khả năng, huyết mạch mãnh liệt như thế, trời ạ, hắn sẽ không phải là trực hệ hậu duệ đời thứ nhất của thượng cổ chân long chứ. Lý Vân Tiêu kinh hãi, dĩ nhiên là long áp, chẳng trách quen thuộc như thế, cùng trên long cốt châu truyền tới cảm giác vô cùng gần gũi, chỉ là cách biệt rất xa. Chẳng trách hắn đối với đồ vật trên thuật tháp cảm thấy hứng thú như vậy, nguyên lai bản thân hắn là chân long hậu duệ, đạt được long cốt châu có tác dụng rất lớn. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ, trong tay truyền đến lực phản chấn càng lúc càng lớn, rốt cục vượt qua cực hạn hắn chống lại, cự lực bộc phát ra, oanh một tiếng đem hắn đánh văng ra, hai thanh trường kiếm tuột tay bay đi. Một luồng sức mạnh to lớn ép ở trên người hắn. Chấn động thân thể không cách nào hóa lôi ẩn trốn, chỉ có thể không ngừng vận chuyển lực lượng thân thể chống lại, ma thiên khải cũng ngưng hóa ra thực thể, chỉ tiếc sau khi ma khí xua tan, bộ áo giáp này hầu như không hề có linh tính, chỉ có thể kháng trụ một ít công kích đơn giản. Phốc! Rốt cục một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Lý Vân Tiêu kinh hãi nhìn phía trước, thân thể hắn đã vận chuyển tới chí cường bá thể, vẫn như cũ không cách nào chống lại lực lượng ngập trời này,
bị dung ra tâm huyết. Ở dưới con mắt của mọi người, hắn căn bản không dám dùng lực lượng bất diệt kim thân, nếu như truyền ra một điểm phong thanh, sợ là lập tức đưa tới họa sát thân. Vân Thiếu, chỗ ngồi của Thiên Nguyên Thương Hội, tất cả mọi người giật mình, hơi thay đổi sắc mặt, kinh hãi không ngớt nhìn trong pháp bàn. Có thể một đòn phản chấn trở lại, đem Lý Vân Tiêu dung ra tâm huyết, có thể thấy được sức mạnh này cường hãn đến mức nào. Giờ khắc này Tường Tử cầm thương, mũi thương điểm trên đất, trên người một luồng sát khí to lớn không ngừng lao ra, khuôn mặt còn đang vặn vẹo biến hóa, một cái yêu ảnh nhàn nhạt ở quanh người hắn hiện lên, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền cảm thấy trong linh hồn truyền đến rung động. Lần này không chỉ có Lý Vân Tiêu kinh hãi, hết thảy người của Thương Minh đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng cái bóng nhạt như hư vô kia. Trời ạ, đó là vật gì? Vẻn vẹn là hình bóng cũng làm cho người không cách nào nhìn thẳng, nếu như trực tiếp hiển hóa ra chân thân, này há không phải tất cả mọi người phải bái phục xuống sao? Ùng ục. Thôi Bác mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, kinh hãi nói. Mẫn trưởng lão, người này đến cùng lai lịch ra sao? Bên người hắn hiển hóa ra hình bóng lại là cái gì? Mẫn trưởng lão cũng là một mặt dại ra, tự lẩm bẩm. Cỗ sức mạnh kia sâu không lường được, để ta cũng cảm thấy sợ hãi, đó là đạo hư ảnh này sao? Này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người nghe mà một trận say xe, nguyên lai hắn cũng không biết. Giờ khắc này, Đường Kiếp vẫn hôn mê bất tỉnh trong giây lát, dương đôi mắt ra, như điện mang lấp lóe ở con mắt khép mở trong lúc đó. Nhìn tới pháp bàn, nhất thời thay đổi sắc mặt. Long tử, hai. La Anh vẫn chữa trị cho hắn, phát hiện hắn thức tỉnh cùng dị thường, cau mày nói. Đường Kiếp, làm sao? Trong miệng Đường Kiếp nói vài câu làm người ta nghe không hiểu, tựa hồ là oán giận cùng bất mãn, sau đó để La Anh kinh hãi đến biến sắc chính là, hắn dĩ nhiên không nói hai lời liền lâm không dựng lên, hóa thành một ánh hào quang hướng xa xa bay đi. Đường Kiếp. La Anh không rõ vì sao kêu to một tiếng, nhưng không được Đường Kiếp đáp lại chút nào, trơ mắt nhìn hắn biến mất ở phía chân trời, chính là phương hướng trụ sở của Tứ Cực Môn. Việc của Đường Kiếp gây nên đại gia chú ý, nhưng giờ khắc này càng nhiều tâm tư cùng tinh lực đều ở hình bóng bên người Tường Tử kia, mọi người cũng chỉ là phân thần mà thôi. Khuôn mặt Đường Tâm lộ ra ngưng sắc, nhàn nhạt hừ nói. Phỏng chừng hắn là bị dọa, vì lẽ đó chạy thoát đi. Dù sao hiện tại hắn đã là tồn tại nửa người nửa yêu, có thể hình bóng trên người Tường Tử để hắn sợ hãi cũng khó nói. Lời này của Đường Tâm ngay cả mình cũng không tin, chỉ bất quá là nói ra vài câu châm chọc Đường Kiếp mà thôi, nghe mà La Anh nhíu chặt mày, nhưng hình bóng bên người Tường Tử thực quá mức khủng bố, không biết là vật gì, ngay cả hắn cũng xem mà một trận hoảng sợ. Đừng nói những vũ giả dự thi kia, hết thảy vũ đế cường giả cũng là tâm thần rung mạnh, ngơ ngác nhìn tới. Ở bên trong pháp bàn, Lý Vân Tiêu càng là đứng mũi chịu sào, nếu không phải hồn lực của hắn cực cường, sợ là từ lâu đã không gánh được lực lượng uy thế kia. Long hậu duệ, La Thanh Vân cũng coi như là long duệ tử tôn a. Làm sao cách biệt to lớn như thế? Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh tràn trề, bắt đầu vận chuyển đại diễn thần quyết, mới thoáng để linh hồn của mình an định lại, xua tan sợ hãi toàn thân. Theo đại diễn thần quyết vận chuyển, Yêu Long cũng chậm rãi bình phục tâm cảnh, trầm giọng nói. Trình độ huyết mạch cách biệt quá to lớn, há có thể so sánh, hình bóng bên người hắn kia tựa hồ là Long Tử, tuy không phải thượng cổ chân Long, nhưng ở thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại cấp 10 thần cảnh, người này hẳn là hậu duệ Long Tử. Lý Vân Tiêu mắng. Có ma sao, một hồi thuật quyết phổ thông, dĩ nhiên xuất hiện Long uy cường đại như thế, thế thì còn đánh như thế nào? Yêu Long trầm giọng nói. Lực lượng huyết mạch của hắn tuy mạnh, nhưng tựa hồ không cách nào điều động, vì lẽ đó chỉ có thể thả ra long uy, đối với ngươi cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất. Rõ ràng, chỉ là xuất thủ với long hậu duệ, nội tâm có chút sợ hãi. Lý Vân Tiêu cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên đất bay lên, dưới sự khống chế của hắn, lâm không dựng đứng lên, treo ở trên không trung, tỏa ra đạo đạo hàn khí, trái lại để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Khuôn mặt Tường Tử trở nên vô cùng xấu xí, trên trán nhô ra hai cái bọc nhỏ trong suốt, bên trong tựa hồ có sừng muốn phá đỉnh mà ra, nhưng thủy chung không cách nào như nguyện, hình bóng Long Tử ở sau khi hiện lên lấp lóe, liền trở lại trong cơ thể hắn, uy thế mới từ từ biến mất. Tường Tử mang theo trường thương, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói.
không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ta hiển lộ ra trạng thái này, thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Bất quá, cái này cũng là điểm cuối của vũ quyết. Hắn dùng sức nắm chặt đầu thương, một luồng kình phong nổ tung, chấn động đến mức trên pháp bàn nổi lên một trận ánh sáng phòng ngự, Lý Vân Tiêu cảm thấy một luồng cự lực đập vào mặt, có chút đứng không vững. Mọi người dưới đài từng cái kinh hãi đến biến sắc, này không khỏi cũng quá mức dọa người rồi, vẻn vẹn là lực lượng của một đạo kình phong, liền có thể làm cho bàn pháp chấn động lên ánh sáng phòng ngự, giờ khắc này sức mạnh trên người Tường Tử nên mạnh bao nhiêu. Ngay cả Lịch Phi Vũ cùng Trần Phong cũng là một mặt kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần, tự vấn lòng, đổi thành mình lên sân khấu có thể không bất bại sao. Hai người một chút lòng tin cũng không có, đáp án không biết. 3000 nghiệp chướng bụi không nhiễm, là hậu một điểm tử kim thương. Trong miệng Tường Tử quát nhẹ, trường thương ở trên đất hóa ra đạo đạo đốm lửa, trên mũi thương màu đen đột nhiên hiện lên long ảnh, thân thương hợp nhất, phá không mà ra, một điểm lệ mang đâm tới. Như bao phủ một vùng thế giới, trên pháp bàn, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vạn phần nghiêm nghị, giờ khắc này trạng thái của Tường Tử mặc dù không tới vũ tôn đỉnh cao, sợ cũng cách không xa. Hai tay hắn bấm quyết, hai thanh trường kiếm đột nhiên lấp lóe, một thanh kiếm thế như cầu vồng, phía trên hiện ra ánh sao, một thanh khí quán trời cao, bên trong xuất hiện chiều dương, phảng phất ánh nắng ban mai tảng sáng. Hai thanh trường kiếm ở dưới hắn khởi động. Kiếm khí phảng phất có linh, muốn phá tan kiếm thể ngưng hình mà ra, lực lượng đánh văng tất cả, đem thương mang trấn áp không gian xé ra, phá tan tất cả áp chế. Cái gì? Trong lòng Tường Tử cả kinh, trên hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm kia truyền đến kiếm khí, để hắn cũng cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Nguyên bản là hậu tử kim thương của mình vừa ra, tất nhiên là thắng định không thể nghi ngờ, hiện tại hắn lại có chút hoài nghi, nhưng thương thế đã lên, không còn chỗ chống hỏa hoãn. Tường Tử không do dự tăng thêm mấy phần sức mạnh, cho mình thêm chút tự tin. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, đồng thời điều động hai thanh huyền khí cấp 9 để hồn lực của hắn hao tổn rất lớn, nhưng nếu không phải như vậy, thực sự khó có thể đỡ lấy La Hậu Tử Kim Thần Thương. Kiếm quyết ban mai, kiếm quyết tinh diệt. Hai tiếng quát nhẹ vang lên, hai thanh huyền khí cấp 9 phảng phất thu được tân sinh, phát sinh kiếm minh vui sướng, kiếm khí phóng lên trời, đón lấy La Hậu Thần Thương. Oanh! Tia sáng chói mắt như cực quang giữa bầu trời, ở sau khi chớp mắt bất động nhanh chóng khuếch tán, ánh sáng phòng ngự trên pháp bàn cũng bị trùng kích mất đi màu sắc, toàn bộ trận bàn giống như ban ngày. Ùm ụp! Chu Khả Đĩnh nuốt nước miếng, trên trán mồ hôi hột lăn xuống, ngơ ngác nói. Hai thanh trường kiếm kia đúng là huyền khí cấp 9 sao? Một tên thất tinh vũ hoàng đồng thời điều động hai thanh huyền khí cấp 9, điều này cũng thôi, nhưng vừa nãy hai thức kiếm quyết kia. Là ta hoa mắt ư. Trần Phong cũng bị dọa nói. Hai chiêu kiếm quyết kia lực lượng mạnh mẽ, thậm chí không dưới lực lượng song kiếm kiếm trận mà ngày đó hắn nghênh tiếp thiên khiển của ta, Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên biết nhiều vũ kỹ cường đại như vậy. Trong mắt Chu Khả Đính cũng nghiêm nghị trước nay chưa từng có, trầm giọng nói. Ngươi nói song kiếm kiếm trận ta không cách nào phán đoán, thế nhưng hai thức vũ kỹ này rất giống kiếm quyết của phá quân vũ đế cổ Phi Dương. Chuyện này quả thật để ta khó có thể tin, một tên thất tinh vũ hoàng, đồng thời điều động hai thanh huyền khí cấp 9, sử dụng tới kiếm quyết của cổ Phi Dương, lẽ nào ta đang nằm mơ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Biến thân. Thôi bác cũng hết sức nghiêm nghị, ngạc nhiên nói. Đúng là kiếm quyết của cổ Phi Dương, hắn đến cùng là ai? Nhâm Quang Nhiễm ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ cổ Phi Dương không chết, lại thu một đồ đệ? Nếu như người này là đồ đệ của cổ Phi Dương, như vậy thuật vũ song đạo có thành tựu cao như thế cũng nói thông. Thôi bác lắc lắc đầu nói. Bằng vào chúng ta đạt được tình báo đến xem, cổ Phi Dương không thể còn sống, người này hẳn là nhờ số trời run rủi được hắn chân truyền. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ chính là Tường Tử kia, thật là một điểm tình báo cũng không có, lại cũng thuật vũ song đạo kinh người như vậy, lẽ nào là bỗng dưng nhô ra hay sao? Nhâm Quang Nhiễm than thở. Phải a, Lý Vân Tiêu chí ít có thể tra được hắn ở Nam Vực, Tường Tử này. Hắn đột nhiên nói. Tuyên trưởng lão, giờ khắc này ngươi còn cho rằng Lý Vân Tiêu nhất định có thể thắng sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn Tuyên Ngọc Đường, sắc mặt hắn ít có lúc hiện ra nghiêm nghị nói. Nói thật, tuy rằng ta đối với Lý Vân Tiêu tự tin rất lớn, nhưng giờ khắc này cũng có chút dao động,
bởi vì ta tựa hồ nghĩ đến lai lịch của tường tử này. Cái gì, là lai lịch ra sao? Lần này trong vạn bảo lâu đều kinh hãi, đồng thời thụ nhĩ lắng nghe. Tuyên Ngọc Đường khôi phục vẻ bình thường, nhàn nhạt nói. Vẫn chưa thể xác định, chờ ta chắc chắn lại nói. Mọi người đều ngất, tất cả đều là ánh mắt u oán theo dõi hắn, lộ ra cực kỳ oán hận, chưa từng thấy ai như người như thế. Trong Thiên Nguyên Thương Hội, thời điểm Mạc Tiểu Xuyên nhìn đến hai thước kiếm quyết, cũng là tâm thần chấn động mạnh, kinh hô. Không tốt. Hắc Liên Thiếu Hoàng vẻ khinh bỉ nói. Đừng ngạc nhiên, kiếm quyết vừa ra, hết thảy đạo trích đều vong, đây là chuyện tốt. Lạc Vân Thường trầm tư nói. Tiểu Xuyên ý tứ là sợ bị người nhìn thấu thân phận của hắn. Mạc Tiểu Xuyên ngưng trọng nói. Đây chỉ là một trong số đó, nhưng mặc dù có người nhận biết kiếm quyết, cũng không thể đoán được thân phận của Vân Thiếu. Ta lo lắng chính là, Vân Thiếu ngay cả kiếm quyết cũng triển khai ra, hơn nữa là đồng thời ngự hai thanh huyền khí cấp 9, chứng minh tình trạng của hắn hiện tại vô cùng gay gâu, bằng không chắc chắn sẽ không bại lộ lá bài tẩy cùng thực lực của mình như vậy. Đinh Linh Nhi lo lắng nói. Này như thế nào cho phải, ta xem dáng dấp của tường tử kia, hẳn không phải là nhân loại, nếu như đánh không thắng, ta liền đúng lúc thay Vân Thiếu chịu thua. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh nói. Không thể, mặc dù thật sự chịu thua cũng phải là Vân Thiếu tự mình mở miệng, đừng quên thân phận của hắn. Đinh Linh Nhi lo lắng không ngớt, thầm nói, phải a, hắn là phá quân vũ đế, cho dù không địch lại cũng tuyệt đối không thể chịu thua, bất quá trên người hắn còn có giới thần bi, sẽ không dễ dàng thua như vậy. Phi phi phi, ta nghĩ loạn gì thế, nhất định có thể thắng, Vân Thiếu nhất định có thể thắng. Trên pháp bàn ánh sáng dần dần tản ra, thân ảnh của hai người từ trong ánh sáng hiển lộ ra, cách xa nhau hơn 10 mét lẳng lặng đứng thẳng, tường tử nắm La Hậu Thương trong tay, mà hai thanh trường kiếm của Lý Vân Tiêu lại lẳng lặng cắm ở trước người, phía trên từng đạo hàn khí từ mũi kiếm bao phủ mà lên, năng lượng vẫn như cũ dồi dào không ngớt. Phốc! Lý Vân Tiêu trước tiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trên thân thể xuất hiện đại diện tích da nẻ. Tuôn ra bao quanh lệ khí, liên tục lui mấy bước mới ổn định thân thể. Tuy rằng pháp bàn này cực kỳ cứng rắn, thích hợp vũ quyết, nhưng đối với vũ giả quyết đấu mà nói thì lại càng tàn khốc hơn, tất cả sức mạnh không thể rời đi nửa phần, đều bị thân thể của hắn chịu đựng, lệ khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể phá hư toàn thân hắn, bất quá may là bá thiên luyện thể quyết có thể hấp thu lực lượng phá hoại đến chữa trị thân thể. Tê tê, đột nhiên hai tiếng phong tê vang lên, sắc mặt tường tử bi thảm. Trên vai hắn ầm một tiếng tuôn ra một đám mưa máu, sau đó như suối phun bắn ra hai mũi tên máu. Mũi thương La Hậu Thần Thương ở trên đất kéo ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Vừa nãy dưới một đòn mãnh liệt, là kết cục lưỡng bại câu thương. Đáng chết, chỉ là bò sát, dĩ nhiên tổn thương nhục thân của ta. Tường tử một mặt khó có thể tin, tức giận đến liên tục gào thét, theo hắn phát điên gào thét, uy thế long tử trên người hắn lần thứ hai tản ra. Khiến lòng người không ngừng run rẩy. Lý Vân Tiêu biến sắc, tuy rằng hắn nhìn qua so với tường tử thảm hại hơn, thế nhưng bá thiên luyện thể quyết hiệu quả nghịch thiên để tổn hại của hắn đã khôi phục hơn nửa, lúc này hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh quyết đánh vào trong hai thanh trường kiếm, lần thứ hai ngự kiếm mà lên. Tường tử thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Ngự hai thanh huyền khí cấp 9, kiếm quyết vừa nãy, người còn có thể tới một lần sao? Trên mặt hắn không cách nào tin tưởng, loại kiếm quyết bá đạo đồng thời điều động hai thanh thần kiếm kia, dù chỉ là một lần cũng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Song kiếm kết trận, sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, không để ý tường tử khiếp sợ chút nào, theo quyết ấn không ngừng đánh vào, hai thanh kiếm bắt đầu phát sinh cộng hưởng, từng đạo hào quang màu vàng từ trên thân kiếm rung ra, vòng quanh trường kiếm tự mình kết trận, hai trận pháp không ngừng giao hòa lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái trận pháp. Tỏa ra kiếm khí khủng bố, phóng lên trời. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng có chút hơi run, loại cường độ chiến đấu này đối với hắn mà nói gánh nặng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm đồ, lên! Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trận đột nhiên lên không, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đè ép mắt trận, khí tức kinh khủng lập tức khuếch tán, toàn bộ kiếm đồ lâm không bay lên, hướng về trên người tường tử đánh đi. Tường tử thay đổi sắc mặt. Khí tức khủng bố trên kiếm đồ kia không dưới hai thước kiếm quyết lúc trước chút nào, kiếm đồ chưa rơi, không gian bốn phía đã bắt đầu chấn động đến mức muốn phá nát ra, ánh sáng phòng ngự trên pháp bàn mở ra đạo thứ ba,
cơ bản là phòng ngự to lớn nhất dưới vũ đế có khả năng mở ra. Đáng ghét a, cái ước định gì ta mặc kệ, trước hết giết người này lại nói. Tường tử gầm thét lên nói ra câu không hiểu ra sao này, trong tay lóe lên hắc quang, liền hiện ra một vật, không thấy rõ dáng dấp, nhưng khí tức lại làm cho trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, tuyệt đối là chân long bí bảo, cùng long cốt châu của hắn như thế, tỏa ra long khí thuần khiết. Đánh giết! Bỗng nhiên Lý Vân Tiêu hét một tiếng, ấn ký trong tay ép xuống. Sắc mặt hắn vạn phần nghiêm nghị, loại long mạch cường đại này, nếu như phối hợp long thân bí bảo, trời mới biết sẽ có hiệu quả như thế nào xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy trên người tường tử này có quá nhiều bí mật, vẫn là sớm một chút đánh bại hắn mới tốt. Kiếm đồ ở dưới quyết ấn của hắn ầm ầm hạ xuống, vật trong tay tường tử lóe lên, hóa thành một đạo hắc mang bao trùm quanh người hắn, đón nhận kiếm đồ oai. Câu xá luân, 1. Ầm ầm ầm. Kiếm khí xông tới, ánh kiếm bị chấn động đến mức bắn về phía bốn phương tám hướng, hai thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung xoay tròn. Khí tức cấp 9 cùng kiếm trận oai, hầu như hủy diệt tất cả. Hống. Đột nhiên ở trung tâm kiếm đồ kia nổ tung, một đạo kinh thiên nộ hống vang vọng, xông thẳng cửu tiêu. Phòng ngự pháp bàn trong nháy mắt mở ra tầng thứ tư, chỉ có vũ đế chiến đấu mới xuất hiện. Người bốn phía đồng thời kinh hãi, không chỉ có phòng ngự của pháp bàn biến hóa, hơn nữa một tiếng kinh thiên nộ hống rung động lòng người kia, phảng phất mang theo long uy khuếch tán, ở trong tim của mỗi người vang vọng. Khiến người ta sản sinh ra một luồng chấn động từ đáy lòng, những vũ giả tu vi yếu kém liền ngã xuống tại chỗ, nằm sấp trên mặt đất run rẩy không ngớt. Ầm ầm, hai tiếng binh khí bắn lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm của Lý Vân Tiêu bị chấn động trở về, hắn hoảng hốt, hai tay vội vàng bấm quyết khống chế, lại phát hiện lực phản chấn quá mạnh, song kiếm hướng hắn đâm thẳng đến, thân thể xoay một cái, triển khai thuấn di biến mất ở tại chỗ, cặp kiếm kia chanh một tiếng cắm ở trên pháp bàn. Tiếng rung không ngớt. Một cái bóng màu đen trực tiếp từ trên pháp bàn bay lên trời, cả người tường tử đã biến hóa long trời lở đất, quanh thân bao phủ ở trong một lớp vảy màu đen, cả người triệt để yêu hóa, trên trán sinh ra song giác màu đen, khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu ở phía dưới, La Hậu thần thương trong tay cũng phát ra sức mạnh mạnh mẽ, muốn đáp xuống. Tất cả mọi người đều bị tình cảnh này triệt để choáng váng. Lại không nói giờ khắc này tường tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, sức mạnh trên người hắn đã không thua gì vũ đế oai, thế thì còn đánh như thế nào? Ngay khi tường tử giống to muốn lao xuống, một thanh âm nhàn nhạt ở trên không trung vang lên nói. Người kích động, bỏ qua ước định của chúng ta ở sau đầu, nếu như hỏng đại sự cũng đừng hy vọng đạt được vật kia. Bất quá, may là đã hoàn thành chuẩn bị. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến. So với muốn đối mặt tường tử càng thêm khó coi, bởi vì chủ nhân của thanh âm này hắn đã nghe ra là ai. Không khí một trận lay động, dần dần hiện ra mấy bóng người, trường y rộng lớn ở trong gió phần phật cổ động, lẳng lặng lâm lập trời cao. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, quả nhiên là thương hồi lâu không gặp, còn có mấy tên yêu tộc, đường kiếp lúc trước rời đi cũng bỗng nhiên ở trong hàng ngũ, còn có tên tứ cực môn chử trưởng lão cùng bốn tên vũ đế tùy tùng đường kiếp. Tổng cộng 11 người, trên người mỗi người đều lộ ra khí tức cường đại. Trong mắt tường tử hiện ra một tia cuồng nhiệt, khà khà cười nói. Vật kia có thể trước tiên cho ta hay không? Thương khẽ mỉm cười nói. Ta xưa nay đều là người thủ tín, hy vọng ngươi cũng có thể thủ tín, sau khi chuyện thành công tự nhiên sẽ cho ngươi. Tường tử hừ nói. Ngươi không sợ thực lực ta không đủ, chấn giữ không được những người này, cuối cùng hỏng đại sự của ngươi. Thương cười nói, tương truyền chân long hậu duệ, chỉ cần có thể tập hợp đủ 9 long thân bí bảo, liền có thể huyết mạch phản tổ, lực lượng chân long trở về thể thân, thành tựu thập phương chân linh. Người bây giờ có được long lân, long giác, chui la hậu thương trong tay kia ta không nhìn lầm, hẳn là dùng xương sống chân long luyện chế thành. Tam bảo tại người, thêm vào huyết mạch nghịch thiên của ngươi, đủ để trong thời gian ngắn kinh sợ mọi người. Tường tử hơi thay đổi sắc mặt. Tay nắm thương không khỏi căng thẳng, chui la hậu thương này nguyên bản chính là bí mật to lớn nhất của hắn, coi như là vừa nãy thời điểm đối địch Lý Vân Tiêu cũng không có giải phong, không nghĩ tới lại bị đối phương nhìn thấu, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Hy vọng như thế, liền theo ngươi nói, ta chỉ giúp ngươi một nén nhang thời gian, ta cũng chỉ có thể giúp đến trình độ này, một nén nhang sau, bất luận kết quả làm sao, Long bảo nhất định phải cho ta. Thương khẽ cười nói. Tất nhiên.
phía dưới người Thương Minh từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, không rõ vì sao, Hảo Hảo Vũ Quyết đánh tới một nửa làm sao thêm ra nhiều người như vậy, hơn nữa từng cái khí tức cực kỳ cường đại, nghe bọn họ nói chuyện tựa hồ tiết lộ ra mùi vị âm mưu. Thôi bác cau mày, quát lên. Tường tử, chuyện gì thế này? Vũ Quyết còn muốn so hay không? La Anh cùng Đường Tâm cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết bọn người Đường Kiếp muốn dở trò quỷ gì, hơn nữa như vậy xem ra, tường tử này dĩ nhiên cùng những yêu tộc kia là một nhóm. Mẫn Thành Tương cũng choáng váng, cao giọng nói. Tường tử, người đây là... Được rồi. Khuôn mặt tường tử lộ ra lạnh lùng, châm chọc nói. Ngươi cho rằng ta là vì một ít vật liệu cấp 9 liền đến thương hội các ngươi làm đệ tử sao? Thiết, bất quá là vì tiêu chuẩn thuật vũ song quyết mà thôi, hiện tại đã không cần. Tất cả mọi người đều choáng váng, không hiểu hắn nói không cần là có ý gì. Giờ khắc này Thương nhẹ nhàng vung tay lên, Vũ, Lê, Dực, Phù bốn tên đại yêu đột nhiên hóa thành một ánh hào quang hướng bốn phương hướng tản ra, rất nhanh từ bốn góc của Tống Nguyệt Dương thành truyền đến tiếng nổ vang to lớn. Thôi bác sầm mặt lại, cả giận nói. Từ đâu tới yêu nhân, dám phá hoại Thương Minh song quyết, đáng chết, cút cho ta. Hắn kinh nộ lâm không vỗ tới một trường, toàn bộ bầu trời chấn động, một đạo trường ảnh hiện lên ở bầu trời Tống Nguyệt Dương thành, đột nhiên đánh về đám người Thương. Đường Kiếp bỗng nhiên nói. Chử trưởng lão. Thôi bác một trưởng oai, tuyệt không phải là bọn họ có thể đón đỡ được, nơi đây tu vi cao nhất là chử trưởng lão rồi, tuy rằng không địch lại thôi bác. Nhưng mà không kém bao nhiêu, hắn không nói hai lời, cao giọng hét một tiếng, liền hiện lên một đạo quyền ảnh, bỗng nhiên ép về trưởng phong kia. Hai cỗ sức mạnh bá đạo ở trên không trung chấn tan ra, dẫn tới phong vân biến sắc, bầu trời hôn ám. Thôi bác cả kinh, nếu như hai người ở đây đánh nhau như vậy, sợ là toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành sẽ bị muốn hủy hoại trong một ngày, hắn vội vàng ngừng tay, phẫn nộ quát. Đường Kiếp, các ngươi đây là muốn làm gì? Phá hoại thuật vũ song quyết, người có biết là tội gì không? Đường Kiếp không để ý tới thôi bác gầm lên, mà là hướng tường tử nói. Còn không mau mau động thủ, chờ bọn hắn tức giận ai có thể ngăn được. Tường tử khà khà nở nụ cười, khí tức trên người bắt đầu trở nên sát khí rất nặng, song giác trên trán như măng chậm rãi bốc lên, theo sừng rồng dần dần hiện lên, hình bóng long từ lúc trước lần thứ hai nổi lên, long uy bộc phát ra, mọi người trên bầu trời đều biến sắc. Khổ sở chống lại loại long uy kia. Lần này người Thương Minh cũng hết mức kinh hãi, lúc trước có thiên cương pháp lang bàn ngăn cách, bọn họ đã cảm thấy long uy này khó có thể chống đối, giờ khắc này càng là từng cái trong lòng chấn động mạnh, long uy kia mạnh càng sâu hơn trước, đồng thời nội tâm kinh hãi không ngớt, vừa nãy Lý Vân Tiêu chính là cùng quái vật như vậy chiến đấu sao? Câu xá luân, 2. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Vân Tiêu nhìn trên bầu trời, tự lẩm bẩm. Nhưng phần lớn tâm thần vẫn là cấp tốc khôi phục thực lực của mình, chỉ là nội tâm cảm thấy càng ngày càng bất an. Yêu Long nhận ra được tâm tình của Lý Vân Tiêu, hừ nói. Đừng lo lắng, trời sập cũng có người đẩy. Nơi này nhiều cao thủ như vậy, chỉ là vài tên yêu tộc, có thể làm được gì? Lý Vân Tiêu tự an ủi mình. Chỉ mong như vậy đi, chỉ là những yêu tộc kia đều không phải bình thường, cũng không phải hạng người vụng về, chuyện không có nắm chắc bọn họ há có thể làm. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có vấn đề. Ầm ầm ầm. Chung quanh Tống Nguyệt Dương thành truyền đến âm thanh không ngừng, chỗ xa xa nhìn tới, chấn động lên bụi bặm to lớn, tựa hồ có đổ vật kình thiên mà lên. Sau khi tường tử hóa ra hai cái sừng rồng, La Hậu thần thương trong tay run lên, thân thương ở trên không trung bỗng nhiên rung động, từng đạo lực lượng phong ấn giải phong ra, tay trái hắn bấm quyết, trong miệng không ngừng đọc ra văn tự cổ điển, hình bóng long tử càng ngày càng mạnh. Này! Thôi bác sợ hãi nhìn La Hậu thần thương, theo mỗi một đạo phong ấn giải trừ, lực lượng long uy càng mạnh, để sâu trong linh hồn hắn sợ hãi càng lúc càng lớn, không chỉ là hắn, mỗi một người Thương Minh đều thay đổi sắc mặt, bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Loại long uy này, làm sao sẽ mạnh như thế, thôi bác, ta có một loại cảm giác xấu, cứ tăng cường xuống như vậy, sợ là tất cả mọi người cũng bị kinh sợ. Trương Sùng kinh hãi, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này đã có rất nhiều vũ giả không chống đỡ được lực lượng long uy, đồng thời sợ hãi bái phục. Thôi bác cũng linh cảm đến đại sự không ổn, không kịp nhớ ảnh hưởng, bỗng nhiên quát lên. Tất cả mọi người theo ta đồng loạt xuất thủ, bắt những yêu nhân này. Hắn vọt lên trước tiên,
phía sau mấy đạo ánh sáng cũng theo sát mà lên, chính là mấy tên vũ đế cường giả. Thương hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không có hoảng loạn, mà là lâm không một điểm, một mâm tròn to bằng bàn tay từ trong tay nổi lên, trong nháy mắt lớn lên, toàn bộ bầu trời ở một khắc đó đột nhiên xảy ra biến hóa, chỗ tứ cực nhất thời lập lòe một đạo ánh sáng cực huyễn, bay vụt mà đến, hội tụ ở trên mâm tròn. Mâm tròn càng lúc càng lớn, mặt trên khắc họa các loại hoa văn phù hiệu vào lúc này phảng phất sống lại, lấp lóe liên tục, từng đạo trận pháp phức tạp ở trong mâm tròn không ngừng kích hoạt, trận thế tầng tầng chồng chất, khuếch tán ra. Hai tay Thương nhanh chóng kết ấn, một cái khoa đầu văn màu vàng khủng bố ở trong hai tay hiện lên, lâm không đập xuống, đánh vào trong mâm tròn. Trong phút chốc, một đạo âm cổ mờ ảo truyền ra, tựa hồ là yêu tộc tế tự, thanh âm kia cực kỳ trang nghiêm, cảm động, rồi lại cực kỳ mê hoặc, hiện ra hai loại trạng thái trái ngược, chỉ có thể phán đoán ra là một nữ âm. Theo âm cổ lượn lờ bay lên, trên mâm tròn ầm ầm đánh xuống một đạo cường quang, ở phía dưới khuếch tán, uy lực mạnh hầu như có cảm giác dập tắt toàn bộ thành trì, mà mục đích chính là nhóm cường giả Thôi Bác. Thật mạnh, đây là trận pháp gì? Đám người Thôi Bác kinh hãi, trên mâm tròn công kích tựa hồ cùng dị động xa xa kêu gọi lẫn nhau, hội tụ lực lượng thiên địa tứ cực, ở dưới Thương khống chế dĩ nhiên phát sinh công kích cường đại như thế, thế nhưng loại uy lực qua trận pháp công kích tất nhiên sẽ có thiếu hụt, vậy thì là không thể thời gian dài cùng quy mô lớn triển khai. Mọi người liên thủ đứng vững, bằng không Tống Nguyệt Dương Thành sẽ bị phá hủy, chúng ta liền liên thủ đột phá trận thế này, bắt người kia. Mấy người Thôi Bác ở trên không trung trong giây lát sử dụng tới phương pháp phòng ngự, các loại ánh sáng ở quanh thân mọi người thoáng hiện, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, hình thành kết giới phòng ngự đơn giản nhất, nhưng mỗi người đều là vũ giả cường đại, tuy rằng không thành trận thế, chỉ là kết giới đơn giản chồng chất, cũng là phòng ngự rất mạnh, ở trên không trung khuếch tán ra. Oanh! Cực quang hạ xuống, chấn động ở trên kết giới, ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng tản ra, toàn bộ bầu trời triệt để biến sắc. Bị kết giới cùng cực quang phân cách thành hai loại trạng thái, phảng phất hai cái thế giới. Tất cả người Thương Minh đều khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy giống như tận thế tới, sợ hãi nhìn trên bầu trời, không biết đón lấy vận mệnh sẽ ra sao. Loại cấp bậc quyết đấu này, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay, coi như là Lý Vân Tiêu cũng nghiêm nghị, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chăm chú nhìn chằm chằm mâm tròn kinh khủng kia. Các loại trận thế trên mâm tròn đầu đuôi liên kết, đang không ngừng kích hoạt. Phức tạp để hắn cũng kinh hãi liên tục, hơn nữa những trận pháp kia tác dụng không đơn thuần là phòng ngự hoặc công kích, lượng lớn phù hiệu quỷ dị pha trộn, từng cái giải phong, vật này tất nhiên chính là câu xá luân lúc trước nghe nói đến, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Trên bầu trời linh áp khủng bố dần dần tán đi, thế giới hôn ám bắt đầu lộ ra điểm điểm ánh sáng. Trong lòng bọn người Thôi Bác chấn động mạnh, muốn bày xuống loại đại trận cấp bậc này công kích, ngoại trừ đối với trận pháp yêu cầu cực cao. Cần cường đại huyền khí để ép mắt trận, cần thiết thời gian cùng nguyên thạch cũng nhiều vô cùng. Giờ khắc này đám người Đường Kiếp không e dè sử dụng, chứng minh bọn họ từ lâu làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, việc lần này sợ không có đơn giản như mình tưởng tượng. La Anh cũng ở trên không trung, kinh nộ quát lên. Đường Kiếp, trừ trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Đường Kiếp bỗng nhiên cười to nói. Ha ha! Đương nhiên là muốn khai sáng thời đại mới của Thương Minh a. La Anh, chỉ cần ngươi xin thể cống hiến cho ta, hôm nay có thể sống sót. Cái gì? La Anh kinh hãi, giận dữ cười nói. Chuyện cười, thực sự là vô tri, bằng mấy người các ngươi, mặc dù có trận pháp này dựa dẫm, cũng vọng tưởng muốn giết chúng ta. Đường Kiếp, đầu óc ngươi hỏng rồi sao, nếu như môn chủ biết được, há có thể tha cho ngươi. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Cách ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết trời cao biển rộng, việc này phụ thân đã sớm biết, bằng không làm sao hắn sẽ phái trừ trưởng lão đến giúp ta. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, nguyên lai tứ cực môn môn chủ Đường Khánh cũng tham dự trong đó, sắc mặt La Anh cùng Đường Tâm đều cực kỳ khó coi, như vậy xem ra, hai người bọn họ dĩ nhiên chẳng hay biết gì, hiển nhiên là quân cờ bị bỏ đi. Đặc biệt là Đường Tâm, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo lên. Ẩn Long vỗ vào bả vai hắn, lạnh nhạt nói. Bình tĩnh, tạm thời quan sát. Trên trời cao, Thôi Bác lạnh lùng quát lên. La Anh, đừng phí lời cùng bọn họ, thời gian kéo càng lâu, trận bàn này khôi phục sức mạnh lại càng lớn, đồng loạt xuất thủ bắt bọn họ. Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến một tiếng hừ lạnh,
theo một luồng uy thế cường đại xông thẳng linh hồn ầm ầm hiện lên. Vương tộc, một. Thời khắc này hết thảy người Thương Minh nội tâm đều chấn động, ngơ ngác nhìn tới, chỉ thấy Tường Tử chẳng biết lúc nào đã thay đổi dáng dấp, trên trán thình lình có song giác, là hậu thần thương từ lâu không còn, chỉ có một cái cột sống âm u như roi quấn ở trên người hắn, tỏa ra uy thế kinh người. Mà hai tay Tường Tử khép lại, mười ngón tay xòe ra, thủ thế dĩ nhiên có dáng dấp đầu rồng, chỉ là trong đó không có mắt, mà bạch cốt âm u kia ở trong gió bay lên, khí thế cả người tăng cao đến một điểm giới hạn. Một long ảnh ám sắc dần dần nổi lên, mơ hồ cùng hắn chồng lên nhau. À đây là, hắn. Hắn là người hải tộc. Yêu long bỗng nhiên kêu sợ hãi nói. Cái gọi là long sinh cửu tử, mỗi người không giống, nhưng long tử toàn thân đen kịt này, xưng là ly long, chính là thủy tổ của Bắc Hải vương tộc trong tứ hải A. Lý Vân Tiêu liếm môi nói. Hải tộc, vương tộc, tạm thời mặc kệ lai lịch thân phận của hắn đây là muốn làm gì? Thanh âm lạnh như băng của Tường Tử ở trên không trung vang lên, một luồng uy lực tuyệt cường bỗng nhiên nổ tung, đầu rồng hội tụ ở trong hai tay phụt đi ra, trong miệng lạnh giọng thì thầm. Chân long chi nạp, ầm ầm. Theo hắn quát vang một tiếng, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, linh hồn phảng phất bị búa lớn nghìn cân bắn trúng, tâm thần thất thủ, rất nhiều người thực lực thấp kém ở dưới một đạo long uy kia, linh hồn trực tiếp chấn tan, đột tử tại chỗ. Đám người Thôi Bác cách Tường Tử gần nhất, càng là đứng mũi chịu sào bị công kích, từng cái tâm thần tổn thất lớn, liên tục phun ra máu tươi. Tuy rằng thực lực bọn họ cao cường, thế nhưng loại tấn công bằng thần thức thẳng vào linh hồn này, vẫn làm bọn hắn tay chân thất thố. Mà long uy kinh khủng kia, cũng không ở dưới một đòn biến mất, mà phảng phất như núi lớn đè ép xuống, chấn động đến mức những người chưa chết kia toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo. Ở trong linh hồn đối với thần cảnh cường giả kính nể. Đám người Thôi Bác từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, ở dưới long uy, trong linh hồn phảng phất đè lên núi lớn, không nhấc lên được sức phản kháng. Trương Sùng thay đổi sắc mặt, vội la lên. Trận thế này cùng long uy quá mạnh mẽ, ngắn hạn vô vọng thủ thắng, mọi người liên thủ bày xuống kết giới, mặc dù là không thể đỡ long uy, cũng có thể suy yếu rất nhiều, lại chậm chậm nghĩ biện pháp, bằng không toàn thành sẽ gặp phải tao ương. Thôi Bác nhìn phía dưới, vẻn vẹn là trên quảng trường trung ương, ở dưới long uy vừa nãy liền tử thương một nửa, chớ đừng nói người còn lại phân bố ở trong thành trì, trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, lần này thuật vũ xong quyết biến cố đột nhiên, trong nháy mắt liền chết mấy vạn người, để hắn triệt để không còn chú ý. Ở dưới Trương Sùng hống một tiếng, giống như máy móc bay xuống, hết thảy vũ đế cường giả đồng thời ở phụ cận pháp bàn kết trận, một kết giới màu vàng nhạt đột nhiên mở ra, không ngừng khuếch tán ra. Đem toàn bộ người trong quảng trường bao phủ, quả nhiên ở dưới liên thủ lại, những người chưa chết kia áp lực chợt giảm, nhưng vẫn như cũ sợ hãi không ngớt, sinh không nổi chống cự chi tâm. Sắc mặt Tường Tử cũng không thoải mái, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh nói. Các ngươi làm cái tốc độ gì, trình độ long uy như thế này, ta chỉ có thể chống đỡ một nén nhang thời gian vừa đến, liền thực hiện lời hứa, ta đi ở tùy ý. Thương cười nhạt nói. Yên tâm. Một nén nhang đầy đủ. Giờ khắc này trong thành có lượng lớn khí tức dâng lên, không ngừng bị hút vào trong câu xá luân, hai mắt Đường Kiếp bốc lên quang mang, cười gằn nói. Này là sinh lực của người chết đi vừa nãy sao? Thương gật đầu nói. Câu xá tâm ý chính là xá ngũ giác, xá tất cả pháp tướng, cuối cùng đến bỉ ngạn. Câu xá luân này chính là yêu tộc đại năng vì phối hợp câu xá thần quyết khai sáng ra huyền khí, trợ giúp những uổng mạng chi hồn siêu độ. Trợ giúp những người chưa chết đạt đến bỉ ngạn. Đường Kiếp liếm môi một cái, kha kha cười nói. Giết người còn văn vẻ như thế, đây thực sự là đồ tốt. Thương không để ý tới châm chọc trong ngữ ý của hắn, trong tay một điểm, hỗn thiên nghi từ trên người hắn bắn ra, rơi vào trên câu xá luân, trận pháp trên câu xá luân còn đang không ngừng biến hóa, đột nhiên từ đó hiện ra một hình bóng nhàn nhạt, ngưng tụ thành dáng dấp một cô gái, hai tay ôm lấy hỗn thiên nghi. Lực lượng sinh cơ cường đại cuồn cuộn không ngừng từ trong câu xá luân bị rút ra, thông qua hai tay của hư ảnh, rót vào trong hỗn thiên nghi. Cả người Lý Vân Tiêu bỗng nhiên chấn động mạnh, suýt chút nữa tâm thần thất thủ, để long uy đánh vào linh đài, hư ảnh nữ tử trên câu xá luân, dĩ nhiên chính là nữ tử thiên chiếu khuyết kim trên người hắn, cũng là ở Nam Hỏa thành tử địa, pho tượng nữ tử Nam Hỏa kim tinh kia. Hình bóng này đồng dạng là mơ mơ hồ hồ,
nhưng Lý Vân Tiêu có thể vạn phần khẳng định, này nhất định chính là cô gái kia. Trong Nam Hỏa Thành nhìn thoáng qua, nhân sinh đã vĩnh viễn khó quên. Đường Kiếp cùng Thương đối thoại không ẩn giấu chút nào, truyền vào trong tai mỗi một, người phía dưới tất cả đều nghe mà cả người sợ hãi. Những yêu nhân này dĩ nhiên là muốn thông qua trận pháp hấp thụ sinh mệnh lực của bọn họ, chết rồi siêu độ, không chết cũng đưa đi vãng sinh. Chu Khả Đính cũng mặt đầy nghiêm nghị, tuy rằng hắn không tin chỉ là một huyền khí trận pháp, là có thể lấy đi tính mạng của tất cả mọi người bọn họ, nhưng Trần Phong và Tiêu Cảnh Minh là hạch tâm đệ tử của Đao Kiếm Tông, quyết không thể ra nửa điểm sai lầm. Tuy rằng tu vi của Trần Phong vượt qua Tiêu Cảnh Minh, nhưng giờ khắc này Long Uy trực ép hồn phách, tình huống rất nguy hiểm. Tiêu Cảnh Minh trái lại tốt hơn rất nhiều, còn không ngừng phân ra hồn lực đến giúp Thủy Lạc Yên chống cự. Chu Khả Đính ngưng tiếng nói. Thôi đại nhân, nơi đây ngươi là người chủ trì, hiện tại ra tình hình bực này, như thế nào cho phải? Sắc mặt Thôi Bác khó coi nói. Thực sự ngoài dự đoán mọi người, lòng uy chấn động hồn phách, khó có thể chống đối, câu xá luân trận kia ta cũng đã tra xét một thoáng, đem toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành đều niêm phong lại, ngay cả hư không cũng đóng kín. Hơn nữa vừa nãy dưới Long Uy, ta phỏng chừng toàn thành chí ít thương vong một nửa trở lên. Hắn nói đã rất bảo thủ, trừ bọn họ ra, người còn lại trong thành, hiếm có sống sót. Thương thành đệ nhất thiên hạ mấy ngàn năm qua, dĩ nhiên tao ngộ bi thảm như vậy. Sắc mặt La Anh vạn phần khó coi, ngước nhìn bầu trời giận dữ hét. Đường Kiếp, người tuyệt đối không nên lỡ một bước thành thiên cổ hận, những yêu nhân này lấy ra tính mạng mấy trăm ngàn người, chính là đại địch khắp thiên hạ. Hôm nay nếu như ngươi không thể đầu minh khí ám, tương lai tất nhiên gặp phải toàn thương minh, thậm chí người trong thiên hạ truy sát. Vương tộc, 2. Đường Kiếp lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo nói. La Anh, chẳng trách người vĩnh viễn chỉ có thể làm phó môn chủ, kém không chỉ là tu vi, càng là dã tâm cùng thô bạo a. Chỉ có người yếu mới có thể bị người trong thiên hạ truy sát, mà cường giả chân chính hẳn là truy sát người trong thiên hạ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cường giả tuyệt thế nào không phải dẫm vô số hải cốt người đi tới. Những run rế này có thể làm việc cho ta, trở thành một khối đá kê chân dưới bá nghiệp của Đường Kiếp ta, sinh mệnh của bọn họ cũng có ý nghĩa, để những run rế như bọn họ phóng ra hào quang, cái này cũng là tâm ý câu xá a, chỉ có câu xá, mới có thể đến bỉ ngạn. Ngươi, điên rồi, ngươi đúng là điên rồi. La Anh tức giận nói không ra lời, tình thế bây giờ, nói như thế nào đi nữa cũng sẽ không có tác dụng. Thôi Bác lo lắng nói. Tất cả mọi người là hạng người kiến thức rộng rãi, thông minh nhanh nhẹn, có thể có biện pháp gì không? Hắn cười khổ nói. Dưới tình huống này, không ra một nén nhang thời gian chúng ta cũng sẽ đến bỉ ngạn. Ngoại trừ vô thượng Long Uy trấn áp một tòa thành trì ra, lực lượng yêu dị trên câu xá luân cũng bắt đầu thu gặt sinh mệnh sống sót trong trận pháp, bọn họ tạo ra kết giới bắt đầu cảm giác áp lực, chỉ có thể không ngừng thu nhỏ lại phạm vi. Người ở ngoại vi liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đồng thời chen vào trong. Cần Đan Hà phẫn nộ quát. Hết thảy người ở ngoài thất đại thương minh toàn bộ rời xa hạt nhân tám trượng, bằng không giết không tha. Nàng vừa dứt lời, liền một trưởng như đao gọt ra ngoài, trực tiếp đem một tên đệ tử chen vào trong chém thành hai đoạn. Đệ tử ở ngoài bảy đại thương minh từng cái hút vào ngụm hơi lạnh, ngơ ngác lui lại rất nhiều, không còn dám xông về phía trước. Hơn nữa tất cả mọi người lập tức trở nên trầm mặc, trong mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng không người dám nói. Ngay cả người thất đại thương minh, cũng biến thành trầm mặc. Tuy rằng Thôi Bác cau mày, nhưng không nói gì, vào lúc này, mặc dù là đoàn kết nhất trí cộng đồng ngăn địch, nhưng ai cũng ích kỷ, huống hồ chủ lực ngăn địch là thất đại thương minh bọn họ, thương hội còn lại tuy rằng cũng có một chút vũ đế cường giả cộng đồng chống đỡ kết giới, nhưng năng lực vẫn là hết sức có hạn. Đột nhiên Đường Tâm mở miệng nói. Loại trận pháp yêu dị này tuy rằng ta không quen biết, nhưng thiên hạ trận pháp hẳn là thông qua một ít nguyên tố thiên địa cùng với sức mạnh phù hiệu để đạt tới mục đích câu thông thiên địa, câu xá luân chi trận này cũng hẳn là như vậy. Theo ta thấy, nó hẳn là thông qua bốn mắt trận ở bốn góc Tống Nguyệt Dương Thành, cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng tứ cực truyền lại đây, lúc này mới có thể chống lại mọi người liên thủ, then chốt phá giải có thể ở chỗ phá tan lực lượng tứ cực kia. Thôi Bác vui vẻ nói. Ta ngược lại quên Đường Tâm công tử chiếm được vương tỏa 800.000 trận đạo truyền thừa, đối với trận pháp lý giải, là cả thế gian hiếm thấy, đã như vậy, không bằng chúng ta phái ra cao thủ, phân phá mắt trận chung quanh. Trương Sùng cau mày nói. Phái ra cao thủ,
Nếu như không có trung ương kết giới phòng ngự, đừng nói phá mắt trận, ở dưới long uy bên ngoài, ngay cả mấy người chúng ta tu vi cao nhất cũng phải sợ run tim mất mật, còn phá trận như thế nào? Mọi người toàn bộ trầm mặc, tình huống bây giờ kéo dài kết giới cũng khó khăn, càng khỏi nói phá trận. Huống hồ còn có vài tên vũ đế của đường kiếp cùng tứ cực môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ ở trên bầu trời, tình huống so với tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Đường Tâm khổ sở nói, có thể hoàn toàn chống lại long uy bực này, sợ chỉ có cấp 9 đại thuật luyện sư, mặc dù là cấp 8 cũng rất khó khăn. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người Lý Vân Tiêu, Thôi Nguyên cùng Tiêu Cảnh Minh, ba người này là ba vị thuật luyện sư cấp 8 duy nhất trong đội ngũ. Thôi Nguyên cười khổ nói, long uy kia đối với ta mà nói tuy rằng ép thân, nhưng chưa tới trình độ không cách nào chống đối, chỉ là tu vi vũ đạo của ta chỉ có thất túc cảnh vũ hoàng, làm sao có thể cùng những yêu nhân kia chống lại. Tiêu Cảnh Minh đồng dạng hừ một tiếng, sau đó không nói, tu vi của hắn cũng đồng dạng dừng lại ở thất túc cảnh giới. Lần này ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày nói, tu vi của ta cũng chỉ có thất túc cảnh vũ hoàng, các ngươi không thấy được sao? Tất cả mọi người ngây ngất, lời này là không sai, nhưng mới vừa rồi cùng Tường Tử chiến một trận, 100% là sức mạnh vũ tôn, thậm chí so với vũ tôn bình thường còn cường đại hơn quá nhiều. Thôi bác cười khổ nói, Vân Thiếu, đã đến lúc này, nếu như đại gia vẫn chưa thể đồng tâm hiệp lực, liền thật sự không thể cứu. Giờ khắc này có hy vọng ra ngoài phá trận cũng chỉ có ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, trời sập có vóc dáng cao đẩy, ta lại không phải vóc dáng cao, bận tâm cái gì. Còn có, mới vừa rồi cùng Tường Tử chiến một trận, các ngươi cũng thấy được, hiện tại ta hoàn toàn không có nguyên lực, cả người uể oải, thể nhược. Được rồi, ngươi muốn điều kiện gì trực tiếp nói đi. Đột nhiên Tiền Vô Địch trừng mắt cả giận nói, ta đối với ngươi còn không biết sao, muốn nguyên thạch hay là đan dược, huyền khí, mau mau nói. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên một thoáng, lập tức không vui nói. Vô Địch huynh thật sự coi ta là người như thế sao? Thật là làm cho người ta thương tâm, ta tâm tính thiện lương a, giữa người và người tín nhiệm cơ bản nhất cũng không còn. Trước tiên cho ta mấy bình đan dược cấp 9 khôi phục khí lực đi, vừa nãy chiến một trận thật sự thiệt thòi không ít. Thôi bác tranh thủ lấy ra một bình ngọc nói. Bên trong có 3 viên nguyên dương hồi huyết đan, là thánh phẩm chữa thương. Thôi Nguyên cũng trầm tư một thoáng, có chút khó bỏ cầm một cái hộp ngọc nói. Bên trong là một viên thiên su hoàn thần đan, đối với hồn lực bổ sung cực cường, giá trị không dưới cấp 9. Thứ tốt, Lý Vân Tiêu một cái liền đem hai chiếc lọ cuốn tới, đổ ra một viên nguyên dương hồi huyết đan, cùng thiên su hoàn thần đan đồng thời nuốt vào. Lập tức cảm nhận được lực lượng dâng trào ở trong người thiêu đốt, nguyên lực cùng hồn lực song song tăng lên. Ha ha, quả nhiên là chân phẩm. Ánh mắt của hắn hướng về những người khác quét qua, cau mày nói. Các ngươi thì sao, lẽ nào chỉ để vạn bảo lâu tiêu pha, các ngươi từng cái kiếm chỗ tốt. Cần Đan Hà cả giận nói. Thể lực của ngươi không phải khôi phục sao, thôi bác đưa cho ngươi 3 viên nguyên dương đan, ngươi chỉ dùng 1 viên A. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ta dùng mấy viên quản ngươi chuyện gì, mọi người xem, đây chính là tinh thần đoàn kết. Đây chính là đại cục làm trọng sao, loại dáng vẻ này còn muốn để một mình ta đi ra ngoài liều mạng, các ngươi ở hậu phương xem cuộc vui, ta tâm tính thiện lương. Chấp pháp giả, Tiền Vô Địch ngất phù vù, vỗ đầu nói. Tất cả mọi người ra chút huyết, đã đến lúc này, để hắn làm thịt một lần đi, tài vật cùng tính mạng bên nào nặng bên nào nhẹ, tự mình ước lượng a. Hắn lấy ra túi chứa đồ của mình, cũng không thèm nhìn tới liền ném đi nói. Lý Vân Tiêu ngươi cũng chớ quá mức, chờ đến lúc đó, bạn tốt cùng tình nhân của ngươi cũng phải đi bị ngạn, đừng tưởng rằng các ngươi có thể một mình tránh được một kiếp. Ngươi không cần quan tâm. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn có giới thần bi, người của Thiên Nguyên Thương Hội có thể thu vào, chỉ là ở trước mặt những người này biểu hiện ra không khỏi quá dọa người, tránh được kiếp nạn hôm nay cũng sẽ lưu lại cho mình họa ngầm. Mọi người nghe Tiền Vô Địch nói, đều đồng thời giúp Tiền. Ngay cả người của Đao Kiếm Tông cũng không buông tha, mạnh mẽ gõ một bút, tức giận đến Trần Phong cùng Tiêu Cảnh Minh tái nhợt, rồi lại không dám nói cái gì. Đúng vào lúc này, trên bầu trời, từ chỗ tứ cực bay tới mấy bóng người.
Vũ một mặt nghiêm nghị nói. Đông chi cột sống đã hoàn thành toàn bộ. Lê nói. Tây chi cột sống đã hoàn thành toàn bộ. Dực cũng xuất hiện ở bầu trời nói. Nam chi cột sống đã hoàn thành toàn bộ. Bắc chi cột sống cũng đã hoàn thành toàn bộ. Phù trầm ổn nói. Không trung lay động một thoáng, lại một bóng người dần dần nổi lên, dĩ nhiên là Lý Dật, hắn một mặt bình tĩnh cùng vẻ đạm mạc, lạnh lùng nói. Ngoài thành tứ đại truyền tống đại trận toàn bộ bị phá hủy. Mỗi một thanh âm cũng như thẩm phán rơi vào trong tai người thương minh, tuy rằng tứ cực cột sống không biết là ý gì nghĩa, nhưng hoàn thành đối với bọn họ mà nói chung quy không phải chuyện tốt, đặc biệt cuối cùng Lý Dật nói tứ đại truyền tống trận bị phá hủy, càng làm cho trong lòng mọi người cảm giác nặng nề. Ánh mắt của Lý Dật như lão ưng ở phía dưới tìm kiếm con mồi, bỗng nhiên rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, cả người đột nhiên run lên, run giọng nói. Thương đại nhân, có thể để Lý Vân Tiêu này đi ra hay không, ta muốn ăn sống người này. Thương khẽ cười nói. Ồ, ngươi cũng có cửu oán với hắn, người này quá mức nguy hiểm, mặc dù là câu xá luân trận sợ cũng khó có thể thương hắn, đợi lát nữa có cơ hội cho ngươi xuất thủ. Hả, hắn lợi hại như vậy. Tường Tử vẫn ở bên cạnh lặng lẽ không nói đột nhiên mở miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ không tin. Thương mỉm cười, không biện giải nhiều. Lý Vân Tiêu nắm giữ giới thần bi hắn là biết đến, chỉ cần trốn vào, câu xá luân lợi hại đến đâu cũng không cách nào đột phá lực lượng một giới. Bất quá chỉ cần hỗn thiên nghi được chữa trị, liền có lực lượng giết hắn. Đột nhiên, sắc mặt Thương biến đổi, một vệt tinh mang từ trong con người bắn thẳng ra, lạnh lùng nói. Lý Dật. Truyền tống đại trận của ngươi phá hoại chậm, đã có tiểu chuột lẫn vào. Cái gì? Không chỉ là Lý Dật, tất cả mọi người đều giật mình, trong giây lát hướng về phía trước nhìn tới. Không gian phía trước bọn họ như mặt gương vỡ tan, một chiếc chiến xa từ trong đó chậm rãi bay ra, trên chiến xa có hỏa diễm thiêu đốt liên tục, phía dưới là sóng lớn như sóng biển, toàn thân chiến xa kim quang lóng lánh, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây là... Đường Kiếp đã nhận ra chiến xa trước mắt này, sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người vạn phần sốt sáng lên. Phía dưới người thương minh cũng từng cái mở to hai mắt, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thôi bác vui vẻ nói. Đại thiệt, dĩ nhiên là chấp pháp chiến xa. Ha ha, có cứu. Mọi người từng cái hoan hô, bỗng nhiên Cần Đan Hà căm tức nhìn Lý Vân Tiêu, quát lên. Lý Vân Tiêu, trả đồ vật lại cho ta. Sốt cục tới. Trong con ngươi ẩn long dần hiện ra một tia lạnh lùng, hừ nói. Ta nói rồi, đối phó Đường Kiếp, không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Trên mặt Đường Tâm cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, khóe miệng có ý lạnh nhàn nhạt. Cả người La Anh chấn động, cả kinh nói. Thánh vực chấp pháp giả là các ngươi đưa tới. Đường Tâm lạnh lùng nói. Đường Kiếp cùng đại yêu cấu kết, việc như thế đương nhiên phải trước tiên báo cho thánh vực biết. Hắn tự cam đọa lạc. Cùng người yêu tộc xen lẫn, ở một khắc đó, cũng đã không phải người của tứ cực môn ta, mà là công địch của thiên hạ, đương nhiên phải để lãnh tụ thiên hạ đứng ra diệt trừ. La Anh nghe mà cả người lạnh run, hai huynh đệ này tranh đấu, đã không có một chút thân tình nào, hoàn toàn một mất một còn. Sắc mặt Đường Tâm ôn hòa nói. La Anh thúc thúc, việc đại yêu lần này sợ là cha ta cũng sẽ liên lụy vào, đến thời điểm đó tứ cực môn phải nhờ vào ngươi quan tâm. Sắc mặt La Anh âm trầm không nói, không biết nội tâm nghĩ cái gì. Trương Sùng lộ ra nụ cười nói. Đường Tâm công tử đại nghĩa diệt thân, cứu mọi người trong nước lửa, đây là một công lớn, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đường Tâm đại hỉ, ôm quyền nói. Đa tạ chư vị. Lời ấy của Trương Sùng không thể nghi ngờ đại biểu cho lập trường của Kim Tiền Bang, đó là ủng hộ hắn vô điều kiện. Đường Kiếp ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói. Một bầy kiến hôi, đừng cao hứng quá sớm, thánh vực chấp pháp giả thì lại làm sao, sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Trên chiến xa màu vàng óng, đứng thẳng ba tên nam tử toàn thân mặc áo giáp, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Người cầm đầu tay trái nắm chuôi kiếm bên hông, lạnh lùng quát. Ngày hôm trước thu được tin tức, nói tứ cực môn Đường Kiếp cùng yêu tộc cấu kết, muốn nguy hại đại lục, không nghĩ tới vừa đến quả nhiên như thế. Hiện tại thấy bản chấp pháp sứ. Còn không mau mau bó tay chịu trói, theo ta về thánh vực chờ đợi xử lý. Thương liếc mắt nhìn nói. Ba tên vũ đế cấp thấp mà thôi, tốc chiến tốc thắng, không nên lan đến gần câu xá đại trận.
Đường Kiếp cười gằn nói. Liền giao cho tứ cực môn ta đối phó đi, Trừ trưởng lão, lệnh cho 5 người các ngươi đồng loạt xuất thủ, tốc chiến tốc thắng. 5 người ứng tiếng, khí thế trên người tăng mạnh, hướng về chấp pháp chiến xa ép đi. Trừ trưởng lão ngưng tiếng nói. Người chấp pháp của thánh vực đều có bí pháp liên thủ, ngàn vạn lần không thể khinh địch. Chấp pháp sứ giận tím mặt, quát lên. Lớn mật, dám chống cự thánh vực chấp pháp, chỉ dựa vào cái này liền đủ để ban các ngươi tội chết. Hắn vung tay, quát lên. Lên. Hai tên chấp pháp giả phía sau đồng thời từ trên chiến xa bay lên, hai người đều cầm một trường đao hàn quang lăng liệt trong tay, nhảy vào trong 5 người, ánh đao hiện ra, bầu trời bị chém ra từng cái vết nứt. Người cầm đầu đánh vào vài đạo pháp quyết trên chiến xa, nhất thời bầu trời thiêu đốt hừng hực, liệt hỏa gào thét mà lên, chiếu rọi bầu trời đỏ chót, mà thủy hệ nguyên tố dưới xe thì lại sôi trào mãnh liệt, cuốn lên từng đạo bọt nước, bao phủ tới. Lực lượng thủy hỏa đan vào nhau, hình thành từng vòng kết giới, trực tiếp nhốt 5 người Trừ trưởng lão ở bên trong. Phá trận, 1. Chấp pháp giả cầm đầu bấm quyết một điểm, một đạo kiếm khí từ bên hông bắn ra, ở dưới hắn trưởng khống hướng về câu xá luân chém tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này nhốt lại người phía dưới, chỉ cần phá tan đại trận, để mọi người thương minh đi ra, mình liền thắng lợi. Hanh, còn muốn đồng thời đấu tất cả mọi người, không biết trời cao đất rộng. Bóng người phù lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt mấy người, một thanh búa lớn biến ảo mà ra, hai tay bỗng nhiên chém xuống, lực lượng mãnh liệt dung ra đạo đạo phủ mang, chém ở trên đại kiếm. Ầm. Bảo kiếm của chấp pháp giả ở dưới va chạm, phát sinh tiếng rên rỉ to lớn, bỗng nhiên đánh bay trở lại, trở xuống trong tay người kia, vừa nhìn liền thấy linh khí mất hết, còn đang không ngừng rung, tựa hồ mang theo sợ hãi rất lớn. Chấp pháp giả thay đổi sắc mặt, đột nhiên trước mắt ánh sáng lóe lên, cảm thấy bầu trời tối lại, thân thể to lớn của phù che khuất ánh mặt trời, tuyên hoa phủ chém thẳng đến. Bao nhiêu năm, còn chưa có người dám xuất thủ với thánh vực, các ngươi đây là nghịch thiên rồi. Chấp pháp giả giận dữ, đại kiếm trong tay lần thứ hai rót vào nguyên khí, mạnh mẽ kích thích ra sức mạnh, ở trên không trung ngưng ra một đạo kiếm hình chém đi qua. Oanh! Hai hình bóng to lớn đánh chém ở trên không trung, trên kiếm hình lập tức hiện ra đạo đạo hoa văn, ầm một thoáng phá nát đi, phủ ảnh lần thứ hai nổ xuống. Cùng lúc đó, đại kiếm trong tay chấp pháp giả cũng kịch liệt rung động, hắn kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hóa thành một ánh hào quang từ trên chiến xa bay xuống. Phủ ảnh kia vô cùng bá đạo, đột nhiên chém ở trong chiến xa, lập tức chấn động lên kim diễm ngập trời, thủy hỏa nhị khí hỗn loạn, lẫn nhau ăn mòn. Xa xa, thế giới thủy hỏa nhốt lại 5 người Trừ trưởng lão lập tức biến mất không còn tăm hơi, hai tên chấp pháp giả ít đi trận pháp trợ uy, nhất thời rơi vào trong khổ chiến, liên tục gặp nạn. Sắc mặt của chấp pháp giả cầm đầu cực kỳ khó coi, cả giận nói. Ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay truyền đạt trở lại. Các ngươi chờ lửa giận của thánh vực đi. Hắn ném câu nói này, dĩ nhiên hóa thành một ánh hào quang liền hướng xa xa bay đi, không chút nào dây dưa bỏ chạy. Truy, Đường Kiếp biến sắc, dự định để đám người Trừ trưởng lão đuổi theo, thương cản lại nói. Thôi, việc nơi đây thánh vực vừa tra liền có thể biết, không có thể bảo mật. Tứ đại truyền tống trận đều hủy, hắn muốn đi về cũng không biết phải mất bao lâu thời gian. Đường Kiếp cao giọng hừ nói. Trừ trưởng lão, hai phế vật kia không thể để bọn họ chạy, hôm nay liền dùng đầu thánh vực chấp pháp giả đến huyết tế một ngày vĩ đại này. Hai tên chấp pháp giả nhìn thấy đầu lĩnh của mình đã chạy thoát, nhất thời hoảng hồn, mấy cái không lưu ý, bị 5 người liên thủ công phá, nhất thời chịu khổ tai họa sát sinh, vẫn lạc. Phía dưới người thương minh từng cái xem trợn mắt há hốc mồm, thánh vực ở trong lòng bọn họ là tồn tại vô địch chí cường, thánh vực vừa ra. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ giải quyết, không nghĩ tới mới nháy mắt thời gian, hy vọng liền phá diệt. Trương Sùng liếm môi nói. Đường Tâm, người còn có hậu thủ gì không? Đường Tâm cùng Ẩn Long cũng triệt để dại ra, con người của Đường Tâm cũng muốn rơi ra, lẩm bẩm nói. Điên rồi, bọn họ thật sự điên rồi, thánh vực chấp pháp sứ cũng dám giết. Trong lòng mọi người nặng trịch, phải a, thánh vực chấp pháp sứ cũng dám giết. Vậy giết bọn hắn lại càng không có chút lo lắng nào. Đột nhiên Chu Khả Đính cao giọng nói. Các bằng hữu, tại hạ là người Đao Kiếm Tông, không phải thương minh, kính xin bằng hữu thả một con đường, ngày sau chắc chắn báo đáp. Hắn vừa nói, lập tức đưa tới mọi người khinh bỉ,
nhưng Chu Khả Đĩnh lại khí định thần nhàn, không cảm thấy có gì không thích hợp. Trong đám người phía dưới đột nhiên tao loạn cả lên, mỗi một người đều lớn tiếng nói. Phải a, ta cũng không phải người thương minh, chỉ là tới xem náo nhiệt một chút mà thôi, mong rằng thả một con đường sống. Đường kiếp công tử, ta là đại cứu tử của ngươi, lần trước ngươi ở Nguyễn gia chơi cô gái kia chính là muội muội ta, mong rằng tha ta một mạng, muội tử ta gần đây luôn nhớ tới ngươi. Chư vị đại nhân yêu tộc, ta bình thường thích cùng người yêu tộc giao thiệp, trong nhà nuôi mấy trăm con yêu thú, đối với bọn họ coi như con đẻ a, kính xin thả một con đường sống. Trên người ta kỳ thực cũng có huyết mạch yêu tộc, nói đến cũng coi như là nửa người mình, hơn nữa gần đây thường thường có hiện tượng yêu hóa, ta phỏng chừng không lâu liền có thể triệt để biến thành người yêu tộc, cầu thả đồng loại một con đường sống. Đường kiếp quát lên, tất cả im miệng cho ta, trong trận pháp, ai cũng đừng nghĩ sống. Thôi bác nói, Vân Thiếu, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, người đi phá trận. Lý Vân Tiêu vẫn luôn yên lặng tích góp khí lực, thời điểm thánh vực chấp pháp sứ xuất hiện hắn không có ôm quá nhiều kỳ vọng, đúng như dự đoán, nhưng đã vì hắn tranh thủ rất nhiều thời gian, ở dưới lượng lớn cao cấp đan dược rót vào, cơ bản khôi phục lại đỉnh cao. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi, xoay chuyển ánh mắt nói. Đem kết giới chỗ Thiên Nguyên Thương Hội mạnh hơn một chút. Ta không hy vọng thời điểm mình đi ra ngoài liều mạng, bọn họ chịu đến tổn thương. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi đã cảm thấy có chút không chịu nổi, những người thực lực thấp kém càng là nằm trên mặt đất thở dốc. Tất cả mọi người hơi nhướng mày, kết giới đại trận này Thiên Nguyên Thương Hội bọn họ xuất lực ít nhất, nhưng giờ khắc này không ai dám chọc giận hắn, ngay cả Cần Đan Hà cũng thức thời câm miệng. Đoàn người lặng lẽ không nói, nhưng vẫn đem lực lượng kết giới hướng về bên Thiên Nguyên Thương Hội. Lập tức có người ở ngoại vi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ở dưới trận pháp cùng long uy áp chế bị mất mạng tại chỗ. Lực lượng bên ngoài trận pháp càng ngày càng mạnh, mà phòng ngự lại càng ngày càng yếu, mỗi một phần tài nguyên đều cực kỳ quý giá, bên Thiên Nguyên Thương Hội chiếm được tăng mạnh, tất nhiên có người sẽ tương ứng không may. Đường Tâm nói, thời gian sợ là không đủ, chỉ cần ngươi phá tan một cái cột sống, chúng ta liền có thể ra sức đánh bạc một đòn, có nắm chặt phá tan trận thế rất lớn. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không cần, ta trực tiếp phá câu xá luân này đi. Cái gì? Đường kiếp kinh hãi nói. Câu xá luân hấp thu lực lượng tứ cực, đó là bộ phận mạnh nhất trong trận pháp, ngươi làm sao có thể phá, huống hồ một đòn vừa nãy kia ngươi cũng xem, nếu như đến một thoáng, ngươi có thể gánh được sao? Lý Vân Tiêu nói. Câu xá trận này có cảm giác như thập cẩm, công năng đa dạng, nhưng nhiều thì có tệ. Hiện tại nó một mặt triển khai trận lực thu gặt sinh mệnh, một mặt hấp thụ lực lượng sinh mệnh, dưới tình huống này rất khó lại triển khai công kích như lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mọi người phía trên, cười nói. Thương, ta nói không sai chứ. Phá trận, hai. Tất cả người thương minh giật mình, thôi bác nói. Ngươi biết những người yêu tộc này. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Xem như là bạn cũ. Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng cười khổ nói. Thật hận lúc trước ở Yêu Nguyên buông tha những thằng nhóc này, hiện tại chấn giữ không được. Mạc Tiểu Xuyên hừ nói. Ngươi khi nào có thể thành sự, ngoại trừ đi làm đầu lĩnh một ít giặc cướp thổ phỉ, thâu nữ nhân, ngươi còn có thể làm gì? Thương ở trên bầu trời, không ngừng thi thuật khống chế câu xá luân cùng hỗn thiên nghi, mỉm cười nói. Nói không sai, hiện tại câu xá trận xác thực không thể công kích. Hiện tại nó chỉ là một cái lò nung lớn, chậm rãi đem bọn ngươi hòa tan đi mà thôi. Mặc dù ngươi nhìn ra, thì có ích lợi gì, kỳ thực ngươi có thể cứu tất cả mọi người, chỉ là ngươi không thể chịu đựng nguy hiểm khi bại lộ lá bài tẩy, chỉ có thể chậm rãi chờ bị ta luyện hóa. Lời của hắn để mọi người giật mình, đồng thời đưa mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không biết hắn có lá bài tẩy gì dĩ nhiên có thể cứu tất cả mọi người. Lý Vân Tiêu cười nói, ít ở đó gây xích mích. Phá câu xá trận của ngươi ta tự có biện pháp, chỉ là có thể giải thích nghi hoặc cho ta một thoáng hay không, trên câu xá luân ngưng ra hư ảnh nữ tử là người nào. Ta tựa hồ ở những địa phương khác thấy quá, khắc sâu ấn tượng a. Cái gì, ngươi ở những địa phương khác thấy quá nữ tử này, là ở nơi nào? Sắc mặt Thương trong giây lát trở nên nghiêm nghị, thân thể vài tên đại yêu bên người cũng đồng thời chấn động, phảng phất khó có thể tin. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, đã quên, người báo cho ta cô gái này là người nào, ta nói không chắc sẽ nghĩ ra. Hừ,
ngươi không có mấy câu là thật sự, chờ ta chậm rãi nung nấu ngươi, tự nhiên có thể biết tất cả. Thương lời lẽ vô tình, hắn biết cùng Lý Vân Tiêu giao thiệp tuyệt đối khó chiếm chỗ tốt, chỉ có trực tiếp chấn áp hắn lại, đến thời điểm muốn giết muốn chém đều do mình. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ngươi chừng nào thì cũng biến thành kẻ yêu thích tự kỷ. Xem ta phá câu xá trận của ngươi như thế nào. Hắn một cước bước ra ngoài kết giới, nhất thời thân thể cùng linh hồn chịu đến cự lực xung kích, dưới trận lực cùng long uy kết hợp, ép tới trong thân thể của hắn không ngừng phát sinh đùng đùng nặng nề, xương nhẹ nhàng nổ tung, bắt đầu tổn thương, mà trong linh đài, không ngừng có long uy điên cuồng xung kích, để trong đầu hắn một mảnh ong ong vang. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm động tác của hắn, căng thẳng không ngớt. Cũng còn tốt, so với dự đoán muốn tốt. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn định lại, bá thiên luyện thể quyết này quả nhiên biến thái, ngay cả lực lượng trận pháp cũng hấp thu vào, bổ dưỡng thân thể tổn thất, tuy rằng tổng thể vẫn là không ngừng bị thương, nhưng sẽ chậm rất nhiều. Hai chân hắn dùng sức giẫm một cái, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, cả người không ngừng đẩy áp lực bắn ra mà lên, thời điểm cách câu xá luân hơn 10 mét, rốt cục đạt đến cực hạn lớn nhất, thân thể cùng linh hồn đều không thể lại chịu đựng. Thương lạnh lùng nói, ngươi ngay cả câu xá luân cũng không sợ tới, còn muốn phá nó. Hừ, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn cẩn thận đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nở nụ cười, trên trán thái cổ thiên mục bỗng nhiên mở ra, một cái bóng hỏa hồng từ trong đó bay vụt ra, ở trên bầu trời đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một con hỏa điểu màu đỏ. Thu, một tiếng cổ thanh cường đại, phảng phất xuyên qua vô tận thời không mà đến, hình ảnh Phượng Hoàng ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy, gào thét mà lên, hướng về câu xá luân thiêu đi. Cái gì, chân linh hỏa phượng? Con người của Tường Tử lồi đi ra, sợ đến lạnh run, chân long uy áp của hắn suýt chút nữa tan vỡ. Thương trầm giọng nói, không cần kinh hoàng, bất quá là một điểm Phượng Hoàng chân hỏa mà thôi. Hơn nữa lấy sức mạnh của hắn cũng không cách nào khống chế quá lâu, vẻn vẹn là chút hỏa diễm ấy, đã nghĩ công phá câu xá đại trận, không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Hỏa diễm hóa thành Phượng Hoàng vọt lên, chiếu sáng bầu trời, hướng về câu xá luân thiêu đi. Trong trận pháp một mảnh liệt hỏa hừng hực, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá trận. Phía dưới người Thương Minh nguyên bản mừng rỡ như điên, lần thứ hai chìm xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phượng Hoàng hỏa diễm này nguyên bản là không có hy vọng có thể phá tan đại trận, ta đem nó thả ra ngoài, là vì trực tiếp luyện hóa huyền khí câu xá luân của ngươi, đừng quên ta là thuật luyện sư cấp 8, hơn nữa tuyệt đối không phải cấp 8 phổ thông. Trong tay hắn bỗng nhiên đánh ra vài đạo quyết ấn, ở trên không trung từng cái thoáng hiện, mấy ấn hợp lại cùng nhau, phát sinh ánh sáng cường đại, phía trên ba cái khoa đầu văn màu vàng không ngừng lấp lóe, chính là ở trên Sơn Hà đỉnh học được một thức minh vương ấn. Bằng vào tu vi và lĩnh ngộ thuật đạo của ta, thêm vào Phượng Hoàng chân hỏa, còn có minh vương quyết ấn, ta muốn làm vẻn vẹn là đem câu xá luân huyền khí kia luyện chế thành một khối sắt vụn, người cảm thấy ta có thể làm được không? Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra quyết tâm rất lớn, quát lớn một tiếng, ấn quyết trong tay lâm không đánh ra. Ầm ầm ầm. Bên trong ấn quyết lập lòe phong cách cổ, đánh vào Phượng Hoàng chân hỏa, hỏa diễm biến đổi, hình thành từng đạo hình dạng quái lạ. Uy lực tựa hồ gia tăng mấy lần, ở dưới câu xá luân cháy hừng hực. Sắc mặt Thương đột biến, mặc dù thực lực của Lý Vân Tiêu thấp kém, đem câu xá luân luyện thành sắt vụn có chút nói ngoa, nhưng loại thần hỏa cấp 10 này, thêm vào thượng cổ kim văn hắn khó có thể phân biệt, muốn đem câu xá luân luyện thành sắt vụn, độ khả thi rất lớn. Hai tay hắn cuống quyết biến đổi quyết ấn, sức mạnh nung nấu sinh mệnh yếu bớt, phòng ngự tăng cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Quả nhiên ta không có nói sai, tuy rằng câu xá luân trận này công năng cường đại, nhưng sức mạnh chung quy có hạn, chỉ nhìn ngươi lấy hay bỏ. Tăng mạnh phòng ngự xác thực có thể trì hoãn thời gian ta luyện chế, ta chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được, nhưng cũng rút ngắn thời gian ngươi nung nấu tính mạng mọi người, ngươi cảm thấy cái tốc độ này, trong một nén nhang có thể giết tuyệt chúng ta sao? Tường Tử hừ một tiếng nói. Không nên nhìn ta, thời gian vừa đến ta liền ngừng tay, giao dịch thanh toán xong. Sắc mặt Thương lập tức có chút khó coi, Lý Vân Tiêu không ngừng đánh thần hỏa vào trong ấn quyết, xác thực đưa đến uy hiếp cực lớn, nếu như câu xá luân thật bị luyện hóa, toàn bộ đại trận bị phá, phía dưới nhiều vũ đế cường giả như vậy lao ra, đừng nói bọn họ chữa trị hỗn thiên nghi, sợ là bảo mệnh cũng khó khăn. Lý giật cắn răng cả giận nói. Lý Vân Tiêu,
người thực sự là khắc tinh đời ta, khắp nơi đều muốn nhằm vào ta, thương đại nhân, để ta tiến vào trận pháp lấy tính mệnh của hắn. Kiềm chế. Sắc mặt Thương trầm trọng, lắc đầu nói. Nếu như ngươi đi vào, lập tức sẽ bị đại trận cùng long uy áp chế, sợ là sẽ bị hắn thuấn sát. Sắc mặt Lý Dật trắng bệch, Thương phán đoán rõ ràng chính là hắn kém Lý Vân Tiêu quá nhiều, nội tâm dâng lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Vẫn để ta đi cho, hy vọng lần này có thể triệt để đánh giết hắn, không có thể bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không quá khủng bố. Vũ bước ra mấy bước, nhìn Lý Vân Tiêu phía dưới, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Thương trầm tư một lát mới gật đầu nói. Nơi này ngươi xác thực thích hợp nhất, bất luận thân thể hay là hồn lực, tu vi đều không dưới Lý Vân Tiêu, huống hồ ngươi cần làm chỉ là cuốn lấy hắn, để hắn không có thời gian phá trận liền được. Thương đánh ra mấy đạo ấn quyết khác ở trên câu xá luân, nhất thời trong phòng ấn hồn ám hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh, Vũ Lâm không bước ra một bước, liền từ trong ánh sáng màu xanh chìm xuống, hai tay Thương lần thứ hai hợp lại, phong ấn sát nhập. Trong con ngươi Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, có Vũ ở bên trong, hắn tuyệt đối không thể luyện chế câu xá luân. Ở dưới uy thế của đại trận, khuôn mặt Vũ dần dần có chút vặn vẹo, hắn hét lớn một tiếng, từ từ hóa ra yêu hình. Ác liệt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Lần này nếu như ta vẫn chưa thể giết ngươi, sau đó ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Sau khi yêu hóa, thân thể hắn biến lớn hơn hai lần, trong tay hàn quang lấp lóe, vĩ quang kiếm cũng lớn lên rất nhiều, ở trong tay hắn tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, vẻn vẹn là lực lượng huyền khí liền đem uy thế phụ cận thân kiếm đánh văng ra, cách ra một mảnh chân không. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trên mi tâm hỏa vân lấp lóe. Hồ lô tiểu kim cương bay ra, ở trên không trung đồng dạng giống to một thoáng, hóa thành vóc người như Vũ, nắm chặt song quyền, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, bảo hộ ở bên cạnh Lý Vân Tiêu. Sau đó Lý Vân Tiêu mạnh mẽ cắn răng, một đạo lực lượng thái cổ cương phong từ mi tâm bắn ra, nhảy vào trong ngọn lửa kia, nhất thời hỏa thế tăng mạnh, lập tức tăng cao mấy lần, đem toàn bộ câu xá luân nuốt hết trong đó, điên cuồng nung đốt. Hắn biết muốn luyện hóa câu xá luân độ khả thi không lớn. Hiện tại tận lực kéo dài thời gian, để người Thương Minh có thể sống đến long uy tan hết, sau đó để những vũ đế kia liên thủ một đòn, tương tự có thể phá trận. Thương thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên tụ tập sức mạnh đại trận lại, hình thành lực lượng phòng ngự rất lớn chống đối hỏa thế, toàn bộ trận pháp uy thế chợt giảm. Vũ kinh nộ không ngớt quát. Đừng vội khinh thường ta. Ánh kiếm ở trong tay tăng mạnh, hàn quang phá không mà đến, ở trong trận hôn ám có vẻ chói mắt, Vũ quát. Đáng chết, bát kiếm. Hồ lô tiểu kim cương ở dưới cỗ kiếm uy kia gầm rú liên tục, kim cương quyền cũng thuận theo đánh ra ngoài, chỉ là uy lực so với bình thường nhỏ hơn không ít. Lý Vân Tiêu xem mà nhíu chặt mày, hồ lô tiểu kim cương sớm nhất là yêu thú thân, khẳng định không cách nào chống lại long uy, nhưng hiện tại đã trở thành tồn tại bán khí bán yêu, xem ra vẫn bị long uy ảnh hưởng không nhỏ, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Oanh! Ánh kiếm chấn động ở trên quyền phong. Liền có thể đem toàn bộ quyền phong dập tắt, hồ lô tiểu kim cương ở trong đó không cam lòng kêu to, chỉ thấy trên cánh tay hắn ra quyền dạn nứt đạo đạo hoa văn, dĩ nhiên có dấu hiệu phá nát. Lý Vân Tiêu kinh hãi không ngớt, thân thể của hồ lô tiểu kim cương là vật liệu cấp 9 luyện chế thành, lại bị một đòn của Vũ tổn hại, nói rõ thực lực của Vũ trong khoảng thời gian này cũng chiếm được tăng cao rất lớn. Vũ nồng dạng là nội tâm chấn động, quái vật trước mắt này không phải yêu không phải khí. Nguyên bản lấy dự tính của hắn, một chiêu kiếm của mình làm sao cũng có thể đánh nát đối phương, thời điểm ánh kiếm chém ở trên quả đấm của đối phương, là bị cự lực mạnh mẽ chấn động trở về, để cánh tay hắn tê dại một hồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hồ lô tiểu kim cương cũng chỉ là bị thương mà thôi, không cái gì trở ngại. Cánh tay tan vỡ kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chữa trị, hồ lô tiểu kim cương hồn nhiên không biết đau đớn, lần thứ hai giơ tay trái lên, lại là một kim cương quyền đấm ra. Cú đấm này càng thêm dũng mãnh liều mạng, thân thể cũng thuận theo đè lên. Đáng chết a! Vũ kinh nộ liên tục, mắt thấy câu xá luân ở dưới thần hỏa của Lý Vân Tiêu nung đốt, trời mới biết khi nào xảy ra vấn đề, để hắn vạn phần lo lắng, tổ mạch bắt đầu nổi lên, kiếm thế tỏa ra ba động khủng bố, đem hết toàn lực đánh chém mà đi. Kiếm thập tam, dập tắt cho ta! Ầm ầm ầm, hồ lô tiểu kim cương lần thứ hai bị ánh kiếm dập tắt trong đó. Một cánh tay trái ở dưới kiếm thế phát sinh tiếng vỡ nát lanh lảnh, như pha lê triệt để nát ra, hóa thành điểm điểm mảnh vụn,
cả người hắn đồng thời bị đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi xuống, ầm một tiếng vang thật lớn ngã xuống đất. Đến phiên ngươi. Khuôn mặt Vũ dữ tợn, chiêu kiếm kia tiêu hao rất lớn, hắn không lo được nửa phần thở dốc, kiếm thứ hai lâm không mà lên, đâm thẳng Lý Vân Tiêu. Nội tâm Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, kiềm chế câu xá luân chấm dứt ở đây. Chỉ hy vọng thời gian trì hoãn đầy đủ, ở trong một nén nhang thời gian còn lại, có thể làm cho những thành viên trọng yếu kia tránh được một kiếp. Bất kể là đứng ở góc độ thương minh, hay là góc độ nhân loại, sự kiện lần này quá mức trọng đại, chờ thương chữa trị xong hỗn thiên nghi, những đại yêu này từng cái khôi phục thực lực lúc trước, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ rơi vào khủng hoảng. Thiên hạ đại sự liền để người trong thiên hạ gánh đi, ta chỉ cầu lần này có thể tận lực cứu bọn họ liền tốt. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, thiên mục ở trên trán đột nhiên khép kín, toàn bộ thân thể hóa lôi, để kiếm thế của vũ tử trong cơ thể xuyên qua. Cái gì? Vũ cả kinh, ngơ ngác nhìn, tuy rằng lúc trước nhìn thấy Lý Vân Tiêu có thể hóa lôi, nhưng mà chỉ cho rằng đó là một loại lôi điện độn thuật, tuyệt đối không ngờ hắn lại có thể tùy ý thân hóa lôi đình. Giờ khắc này kiếm thế từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu xuyên qua, mà thân thể Lý Vân Tiêu cũng ở dưới hóa lôi bắt đầu bành trướng, thật giống như một khí cầu, cực kỳ khổng lồ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, cánh tay lôi điện bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay mở rộng, một thoáng liền dán vào trước khuôn mặt Vũ, lạnh giọng nói. Không có đế khí oai, ta nhìn ngươi làm sao đối kháng lực lượng nguyên tố của ta. Trên lòng bàn tay lôi đình đột nhiên ngưng tụ quả cầu sét, tụ tập vạn đạo ánh chớp ở trong đó, đồng thời không ngừng áp xúc, lấp lóe ở trước khuôn mặt Vũ, mồ hôi lạnh từ hai gò má Vũ chảy ra, lôi điện này mạnh, ở trước mắt lấp lóe liên tục, hầu như làm mù hai mắt của hắn. Tiêu chuẩn, 1. Thanh lôi, tán. Lý Vân Tiêu phun ra lời nói lạnh như băng, ánh chớp bị áp xúc đến cực hạn đột nhiên nổ ra, vạn đạo sấm sét ở cách khuôn mặt Vũ gang tấc phóng ra. Vũ bỗng nhiên hút ngụm hơi lạnh, đâm ra chiêu kiếm kia để thân thể của hắn không cách nào tránh né, trơ mắt nhìn lôi đình ở trước mặt mình nổ tung, chỉ có thể dùng hết hồn lực toàn thân, bỗng nhiên phát động thuấn di, nhưng dưới long uy áp chế, hắn có thể tuyên chuyển hồn lực cũng không nhiều, mạnh mẽ bùng nổ ra lực lượng linh hồn, để thân thể ở dưới ánh chớp biến mất. Ầm ầm ầm, một trường sấm sét giống như pháo hoa, ở trên không trung bắn ra vạn đạo hào quang, soi sáng toàn bộ đại trận. Thân thể bành trướng của Lý Vân Tiêu như lôi thần lâm lập giữa trời, sau khi trường lực đánh ra, đột nhiên thu nhỏ lại khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là sắc mặt rất trắng xám, từ lúc triển khai thần hỏa đến vừa nãy lôi đình nhất kích, sức mạnh của hắn tiêu hao rất lớn, may là dọa dẫm đến không ít đan dược, vội vàng lấy ra mấy hạt cực phẩm đan dược nuốt vào. Thân thể Vũ ở cách đó không xa hiện ra, trực tiếp phun ra một ngụm huyết, khí thế trên người kịch liệt giảm xuống. Hơn nữa trên gương mặt máu thịt be bét, tuy rằng thuấn di chạy ra, nhưng vẫn bị lan đến gần, thảm hại hơn chính là vừa nãy mạnh mẽ lấy ra hồn lực, linh hồn chịu đến thương tích rất lớn, giờ khắc này dưới long uy, chống đối trở nên muôn vàn khó khăn, thân thể có chút run lẩy bẩy. Lần này tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, kinh sợ là đám người đường kiếp, bị thủ đoạn của Lý Vân Tiêu làm khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hỉ là người thương minh phía dưới, đồng thời lớn tiếng khen hay. Thân hóa lôi đình, dĩ nhiên là thân hóa nguyên tố thuật, Lý Vân Tiêu này là từ đâu học được. Chu Khả Đình khiếp sợ lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Lệ Phi Vũ cùng đám người Trần Phong ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm ra, trong lòng bắt đầu dần dần thán phục, những chiêu thức này của Lý Vân Tiêu, bất luận một loại nào đều kinh người, không đem hết toàn lực không cách nào chống lại, thật sự vật lộn sống mái, trong trẻ tuổi không người là địch của hắn. Trên bầu trời. Trên mặt thương cực kỳ nghiêm túc, hỗn thiên nghi còn đang hấp thu sức mạnh từ câu xá luân chuyển hóa đến, muốn chữa trị toàn bộ chỉ ít vẫn cần một quãng thời gian, hắn mở miệng nói. Nhìn dáng dấp Vũ nguy hiểm, tốc độ người này trưởng thành quá khủng bố. Lê, ngươi xuống phối hợp Vũ kiềm chế hắn, không cầu giết chết, chỉ cần kiềm chế liền có thể, chờ hỗn thiên nghi của ta hoàn toàn chữa trị, là thời gian đánh giết hắn. Sắc mặt đám người đường kiếp đều khó coi. Nguyên bản kế hoạch không có sơ hở nào dĩ nhiên nổi lên biến số như vậy, có thể ở dưới trận pháp cùng Long Uy song trọng áp lực còn nhảy nhót tưng bừng, cũng chỉ có người ở thuật Vũ song tu đều có thành tựu cực cao. Bên bọn họ, được chọn tốt nhất là Vũ không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới Vũ dĩ nhiên do bất cẩn liền bị đánh trọng thương. Không cần, một mình ta giết hắn liền đủ. Vũ gào thét truyền đến,
thân thể to lớn không ngừng thở hổn hển, máu tươi từ trên gương mặt chảy xuôi hạ xuống. Giờ khắc này sau lưng của hắn bắt đầu hiện ra ba đạo kinh mạch màu đỏ sậm, màu sắc càng ngày càng tươi đẹp, đồng thời sức mạnh trên người cũng đồng bộ tăng cường. Vừa nãy lực lượng sấm sét kia đối với hắn thương tổn cũng không lớn, chân chính để hắn bị thương chính là mình mạnh mẽ bạo phát hồn lực, làm cho linh hồn bị hao tổn, giờ khắc này ở dưới long uy run rẩy không ngớt, nhưng theo ba đạo tổ mạch trong cơ thể mở ra, loại run rẩy kia cũng dần dần xua tan. Ồ, ta thật là tò mò, thần hóa lôi đình, ngươi không có đế khí như thế nào phá giải? Vẫn là Tôn Nghiêm ngu xuẩn để cho ngươi thả chết không phục a. Thân thể Lý Vân Tiêu lần thứ hai tan ra, lực lượng lôi điện càng tụ càng mạnh, ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Vũ, cơ thể hơi hướng về trước loan xuống. Một đạo hồ quang nhảy lên nổ tung, thân thể Lý Vân Tiêu hóa thành một tia chớp đánh về phía Vũ, khoảng cách hắn gang tấc liền hiển hóa ra ngoài, một trường lôi đình lập tức đập xuống. Thanh lôi, sập. Chiêu thức giống nhau, chỉ bất quá lần này cho Vũ đủ thời gian chuẩn bị. Hắn chậm rãi giơ tay cầm kiếm lên, ở trên không vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, không nhanh không chậm nói. Cái gọi là đế khí trấn áp tất cả, bất quá là bởi vì đế khí ngưng tụ thiên địa quy tắc, mà thế gian vạn vật không ai không ở dưới quy tắc. Nhưng, mặc dù không có đế khí, chỉ cần đẳng cấp sức mạnh đầy đủ cao, tương tự có thể trấn áp lượng lớn công pháp. Tỷ như lực lượng yêu tộc thủy tổ của ta. Vũ hét lớn một tiếng, yêu lực khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, so với sức mạnh trước kia tuyệt nhiên có khác biệt, trên đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Lực lượng sấm sét ở dưới kinh khí của hắn bạo phát, Lý Vân Tiêu bị cản lại, con người đột nhiên áp xúc, ngơ ngác thất thanh nói. Cái gì, dĩ nhiên đè ép lực lượng nguyên tố của ta. Trên bầu trời, Lê mắt ngơ ngác không ngớt, cả kinh nói. Dĩ nhiên mở ra ba đạo tổ mạch, Vũ điên rồi sao? Như vậy hắn cũng sẽ chết. Sắc mặt Thương nghiêm túc nói. Vũ không hổ là đại tế tư, Lý Vân Tiêu là túc địch của hắn, thậm chí đã trở thành tâm ma của hắn, nếu như chưa trừ diệt, sợ lúc ngủ bất an. Cái này cũng là nguyên nhân Vũ lựa chọn chiến một trận, hắn muốn thông qua hai tay của mình triệt để xóa đi Lý Vân Tiêu. Bên người Lý Giật chấn động mạnh, trong mắt thù hận ngập trời, thấp giọng gào thét nói. Lý Vân Tiêu là của ta, túc địch của ta. Ta muốn tự tay xé hắn, hơn nữa muốn đem tra tấn như địa ngục khủng bố, toàn bộ dùng ở trên người hắn. Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Oanh! Vũ chém xuống một kiếm, lực lượng sấm sét của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt tán diệt, ánh kiếm cắt phá trời cao, chém nhập trong thân thể hắn, bắn mạnh ra một đạo máu tươi như cột nước. Vân Thiếu! Phía dưới người Thiên Nguyên Thương Hội từng cái kinh hãi thất thanh, bốn người Đinh Linh Nhi càng là sắc mặt trắng bệch. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngồi không yên, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang xông ra ngoài. Vô liêm sỉ, trở lại cho ta. Mạc Tiểu Xuyên kinh nộ không ngớt, càng là vào lúc này càng không thể loạn, bọn họ mạnh mẽ đi tới chỉ có thể gây thêm phiền. Cả người Hắc Liên Thiếu Hoàng lao ra mấy chục mét, rốt cục phun ra một ngụm huyết, cả người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, lần thứ hai xuất nhập kết giới, lực lượng Long Uy ở ngoài trực tiếp chấn động linh hồn. Không có hồn lực của thuật luyện sư cấp 8 là không cách nào chống đối. Chỉ có thể thêm phiền. Mạc Tiểu Xuyên giận không chỗ phát tiết, đi tới mạnh mẽ dẫm hắn mấy đá, cả giận nói. Còn loạn nữa, ta trực tiếp đập chết ngươi. Thôi bác khổ sở nói. Vân Thiếu sợ là không ngăn được, nhưng hắn đã tận lực, chư vị còn có diệu pháp gì không? Tiêu chuẩn, 2. Trương Sùng nói. Ta xem chỉ có thể tranh thời gian, tranh thủ chặn đi qua. Long uy kia chỉ có thể chống đỡ một nén nhang, ta xem cũng cách không bao lâu. Chỉ cần long uy không còn, chỉ là lực lượng của câu xá luân căn bản không ngăn được chúng ta. La Anh cười khổ nói. Ta xem không hẳn, tự vừa nãy Vân Thiếu muốn luyện hóa câu xá luân tới nay, tựa hồ yêu nhân kia ra tốc nung nấu, lẽ nào ngươi không cảm nhận được sức mạnh bên ngoài đang nhanh chóng tăng cường, sợ là không lâu kết giới sẽ ép phá. Đột nhiên Trần Phong mở miệng nói. Chuyện đến nước này, ta cũng chỉ có thể thử xem một phương pháp. Nếu như thành công còn có thể chạy ra mấy người, nhưng nếu thất bại, liền triệt để biến thành cho bụi. Ồ, Trần công tử có diệu pháp gì? Thôi bác vui vẻ nói. Vào giờ phút này, biện pháp gì cũng nên thử một lần. Chu Khả Đính hơi động lòng, bỗng nhiên nói. Lẽ nào là, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Trần Phong lắc đầu nói. Không hề nắm chặt. Nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Biện pháp này cũng cần thời gian ấp ủ nhất định, nếu như chờ kết giới phá nát, liền căn bản không kịp, hơn nữa mặc dù thành công, cũng nhiều nhất đi 18 người. Cái gì, mới 18 người? Mọi người giật mình, trong kết giới có mấy ngàn người, tâm thần lần thứ hai lạnh lẽo xuống, chỉ có thể rời khỏi 18 người, này với bọn hắn liền không hề quan hệ. Trái lại nội tâm đều tà ác nghĩ, ước gì kết quả thất bại, để 18 người này chết trước. Trần Phong giơ tay, rút ra nhuyễn kiếm bên hông mình, để dưới đất, từ tốn nói. Chuôi tử xà kiếm này, chính là dùng tử xà thật sự làm chủ tài luyện chế thành, sau khi giải phong liền có thể huyễn hóa ra nguyên hình tử xà. Hơn nữa ở trên thân rắn ngưng khắc 3.000 đạo trận pháp, chủ trận 3 cái, một công một thủ, còn có một cái ta chưa bao giờ dùng qua, đó là qua lại không gian. Thôi bác cau mày nói. Qua lại không gian này có thể đi bao xa, xác định có thể đột phá câu xá đại trận. Trần Phong ngạo nghễ nói. Đương nhiên, xuyên toa trận trên kiếm này, là có thể xuyên qua tất cả không gian, không bị bất kỳ sức mạnh nào hạn chế. Mặc dù là loại lĩnh vực không gian biến dị kia của Lương Ngọc Y, ở dưới tử xà kiếm cũng không hề tác dụng. Thân sắc của hắn thoáng mở đi, cười khổ nói. Bất quá ta chỉ từng thử đem kiếm khí đưa vào xuyên toa, từ trước tới nay chưa từng thử cho người qua lại, nhưng phụ thân từng nói, người cũng có thể. Thôi bác than thở. Nếu như Trần Tông Chủ ở đây, tỷ lệ thành công sẽ có 100%. Chu Khả Đính hừ lạnh nói. Thôi đại nhân, người nói gì vậy? Nếu như tông chủ đại nhân ở đây, trực tiếp một chiêu liền tiêu diệt những đạo trích kia, cần dùng đến chiêu qua lại không gian đào tẩu sao? Này cũng phải. Thôi bác khổ sở nói. Không biết 18 tiêu chuẩn này của Trần Công Tử, có thể mang khuyển tử hay không? Cha! Thôi Nguyên thay đổi sắc mặt, kiên định nói. Trừ khi cùng đi, bằng không ta quyết không một mình đào mạng. Tất cả mọi người đều là tinh thần căng thẳng, con đường đào mạng duy nhất này. Chỉ có một ít tiêu chuẩn, tuy rằng tồn tại xác suất thất bại, nhưng dù sao cũng hơn lưu lại chờ chết tốt. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm Trần Phong, lộ ra vẻ khát vọng, bất kể là ai, đều không muốn chết. Thôi bác sầm mặt lại, giận dữ quát lên. Ngươi lưu lại cũng chỉ có thể liên lụy ta, thời khắc này không cho phép ngươi làm chủ. Hắn đứng dậy, hướng Trần Phong cúi đầu nói. Mong Trần công tử cho một tiêu chuẩn, chỉ cần khuyển tử có thể chạy trốn, thôi mỗ cảm ơn bất tận. Mọi người đều biến sắc, lấy thân phận địa vị của Thôi bác, mặc dù kém Trần Đoạn Thiên, nhưng chí ít sẽ không dưới trưởng lão Đao Kiếm Tông, dĩ nhiên lại cúi đầu trước Trần Phong. Cả người Thôi Nguyên cũng chấn động, nước mắt bắn mạnh ra, hai tay nắm chặt lấy. Phụ thân làm như vậy, tất cả đều là vì hắn, bằng không lấy thân phận Vạn Bảo Lâu phó lâu chủ, mặc dù chết cũng không thể hành lễ cho vãn bối. Mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, đã không cách nào mở miệng nói ra lời từ chối. Phụ thân một mảnh tâm, hắn sao nhẫn tâm từ chối. Trần Phong cũng chấn động, không nghĩ tới Thôi bác chịu hạ mình như vậy, vội vàng nói. Thôi đại nhân yên tâm, danh ngạch này cho Thôi huynh một cái. Đa tạ Trần công tử. Thôi bác kinh hỉ, lần thứ hai bái tạ. Mọi người đã từ trong lúc Thôi bác hạ mình khiếp sợ quay về, tiêu chuẩn vốn có hạn, hiện tại lại thiếu mất một cái, nội tâm lo lắng, nhưng không biết làm sao mở miệng. Đột nhiên Cần Đan Hà đứng dậy, cũng đi tới trước mặt Trần Phong, học Thôi bác bái một cái, cười lấy lòng nói. Trần công tử, lão thân thân là thiên nhất các đại trưởng lão, 18 tiêu chuẩn này có thể cho lão thân một cái hay không? Ta đồng ý dùng bất luận đồ vật gì trao đổi, cho dù hiện tại ta không có, lấy thân phận địa vị của ta, cũng nhất định có thể lấy tới. Tất cả mọi người là một trận té xỉu, đồng thời quăng đi ánh mắt khinh bỉ. Thôi bác là vì nhi tử mà hạ mình. Nàng là vì mình a, nhân cách cùng tiết tháo, lập tức phân cao thấp. Ngay cả Trần Phong cũng không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh bỉ, từ tốn nói. Tiêu chuẩn có hạn, sợ là rất khó lấy ra cho Cần trưởng lão rồi. Tiêu chuẩn có hạn, Cần Đan Hà thay đổi sắc mặt, vốn cho rằng bằng thân phân địa vị của nàng, là sự tình không vấn đề chút nào, đối phương dĩ nhiên từ chối, lập tức âm thanh quái khí gọi to. Ngươi nói một chút. 18 tiêu chuẩn này phân biệt cho ai? Ta ngược lại muốn xem còn có ai so với ta có tư cách hơn. Trần Phong hừ lạnh một tiếng nói. Đao kiếm tông chúng ta liền có 11 người, thêm vào Thôi Nguyên liền 12 người, chỉ còn 6 tiêu chuẩn mà thôi. Đột nhiên Tiêu Cảnh Minh nói. Còn có Thủy Cô Nương, tiêu chuẩn chỉ còn 5 cái. Trần Phong hơi nhướng mày,
ánh mắt từ trên sắc mặt trắng bệch của Thủy Lạc Yên phất quá, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên Tiêu Cảnh Minh nói. Trần Phong, coi như là ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi mang Thủy cô nương, sau này Tiêu Cảnh Minh ta thấy ngươi liền tự động nhường đường, ở trước mặt ngươi vĩnh viễn thấp hơn một đầu. Hắn nói xong, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, đầu gối quỳ xuống. Trần Phong cùng Thủy Lạc Yên đều chấn động, tâm tình hai người tuyệt nhiên không giống, hai tay Thủy Lạc Yên nắm chăm chú, nước mắt lăn xuống. Chu Khả Đính thở dài một tiếng, Tiêu Cảnh Minh là triệt để rơi vào bể tình, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bỏ qua. Được, ta đáp ứng ngươi. Trần Phong lạnh nhạt nói. Ngươi là thiên tài thuật luyện sư kiệt xuất nhất trong tông môn, ngươi có tư cách tự mang một người. Tiêu Cảnh Minh trầm giọng nói. Đa tạ. Trần Phong không tiếp tục để ý hắn, ánh mắt chuyển hướng mọi người nói. Chỉ còn 5 tiêu chuẩn. Hắn quét mắt nhìn mọi người một chút, từ tốn nói. Mạn Đa Thương Hội cùng Đao Kiếm Tông ta quan hệ không ít, quyền dân trưởng lão được một cái. Xa nhau, một. Quyền dân đại hỉ, không nghĩ tới còn có phần của mình, liên tục kích động nói. Đa tạ Trần Công Tử. Ánh mắt Trần Phong quét qua, khẽ cười nói. Ta cảm thấy Lệ Huynh thân là một trong Bắc Vực tứ tú, có tư cách một cái. Nội tâm mọi người hồi hộp một thoáng, lại thiếu mất một cái, sắc mặt từng cái khó coi. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Đa tạ. Trần Phong gật gật đầu nói. Tứ cực môn đường tâm lão đệ, thân là vương tọa truyền nhân, ta cho rằng có tư cách một cái. Bằng không ngày khác vương tọa biết được chuyện hôm nay, tìm tới cửa ta không cách nào bàn giao. Đa tạ Trần Công Tử. Đường Kiếp cũng lộ ra vẻ cảm kích. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi, lần này chỉ còn lại hai cái. Trương Sùng mở miệng nói. Hy vọng Trần Công Tử có thể lo lắng tới Kim Tiền Bang ta, có thể cho vô địch công một tiêu chuẩn. Trần Phong hơi trầm ngâm một thoáng, nhân tiện nói. Được, vô địch công tử thân là người nối nghiệp Kim Tiền Bang, có tư cách một cái. Giờ khắc này phân phối tiêu chuẩn, hắn nhất định phải cân nhắc đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Bỗng nhiên Cần Đan Hà quát lên. Còn lại cái cuối cùng, nhất định phải đến phiên thương hội chúng ta rồi. Ai so với ta có tư cách hơn? Nàng lập tức đem mấy thương hội đã chiếm được tiêu chuẩn gạt ra khỏi, bằng không luận thân phận địa vị, hoặc là thực lực, nàng đúng là không có chỗ xếp hạng. Mẫn Thành Tương cười khổ nói. Không biết lão phu có thể có tư cách này hay không? Cần Đan Hà cả giận nói. Lão thất phu, tương tử này chính là ngươi mang đến. Ngươi là một trong kẻ cầm đầu, không giết ngươi cũng đã nhân từ rồi. Trần Phong ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một trận không nói, sau đó thở dài một tiếng nói. Tiêu chuẩn cuối cùng, ta vốn là muốn lưu cho Lý Vân Tiêu, hắn là đối thủ đáng giá tôn kính. Nhưng ta sợ hắn xuống không được, cái tiêu chuẩn này liền cho Thiên Nguyên Thương Hội đi, các ngươi ai muốn đi theo ta? Ánh mắt hắn nhìn về phía mấy người Thiên Nguyên Thương Hội. Ninh Linh nhì biến sắc. Cả giận nói. Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại, Vân Thiếu chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống, tất cả mọi người đều sẽ được cứu trợ. Lạc Vân Thường cũng lạnh lùng nói. Không sai, Thiên Nguyên Thương Hội không có ai thích danh ngạch của ngươi. Vân Thiếu ở chúng ta ở, Vân Thiếu tử chúng ta tử. Lời nói của nàng như chặt đinh chém sắt, trên mặt đám người Mạc Tiểu Xuyên cũng là một mảnh kiên quyết. Trong mắt Trần Phong lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười khổ nói. Ta xác thực không bằng Lý Vân Tiêu, ngay cả ta tự xưng là ngự nữ thuật cực cao, bên người cũng chưa từng thiếu qua mỹ nữ, nhưng nếu là chân chính gặp phải sống còn, có thể có một người đồng ý cùng ta đồng sinh cộng tử hay không? Trên mặt tứ nữ bên người Trần Phong hiện ra vẻ xấu hổ, Xuân Cầm vội hỏi. Bốn người chúng ta tất nhiên là nguyện ý cùng công tử đồng sinh cộng tử. Sắc mặt Trần Phong hiện ra ý lạnh, hừ nói. Ta khuyên ngươi không cần nói khẳng định như vậy. Bằng không ta sẽ coi là thật. Xuân Cầm mặt đỏ lên, ngượng ngùng không còn dám ngôn ngữ. Ha ha, ha ha. Cần Đan Hà cười to nói. Lôi Phong Thương Hội không có tư cách, Thiên Nguyên Thương Hội không cần, tiêu chuẩn cuối cùng làm sao cũng nên đến phiên Thiên Nhất các ta chứ. Trần Phong gật đầu nói. Có thể, tiêu chuẩn cuối cùng này liền cho Lương cô nương đi. Lương. Cần Đan Hà nổi giận nói. Tiêu chuẩn cho Thiên Nhất các ta, tự có ta phân phối. Ngọc Y nàng sao dám cùng ta tranh? Trần Phong lạnh lùng nói. Tiêu chuẩn cho ai do ta định,
Sú lão bà ngươi là cái rắm gì? Không nên ở trước mặt ta sôi nổi, ta sẽ rất không thích. Ngươi! Cần Đan Hà tức giận không nhẹ, nhưng vẫn nhịn xuống, ngưng tiếng nói. Trần công tử, hy vọng ngươi lo lắng nhiều một chút, cứu ta được lợi ích sẽ lớn hơn nhiều lắm. Huống hồ không mang theo ta đi, Ngọc Y cũng sẽ không chịu đi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ khinh bỉ, thấy qua vô liêm sỉ, nhưng ở trước mặt nhiều người vô liêm sỉ như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy. Trần Phong nhìn về phía Thiên Nhất Các nói. Lương Ngọc Y, ngươi có nguyện theo ta cùng đi không? Khí thế trên người Cần Đan Hà băng hàn, ánh mắt nhất thời bắn thẳng qua. Lương Ngọc Y cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người rét run, nàng cắn răng, bỗng nhiên nói. Đồng ý, ta nguyện ý cùng Trần công tử rời đi, mời ngài mang ta cùng đi. Ngọc Y, Cần Đan Hà tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo lên, giận dữ hét. Ngươi dám theo ta tranh danh ngạch, ta giết ngươi. Nàng giơ tay lên muốn đập tới. Thân ảnh của Chu Khả Đình lóe lên, một ánh hào quang xẹt qua, lập tức đem nàng hù sợ, lạnh lùng nói. Phong lão thái bà, người muốn động thủ ở nơi này sao? Kết giới vừa vỡ, tất cả mọi người xong đời. Cần Đan Hà cười gằn nói. Nếu ta không thể sống, đều xong đời đi. Mới vừa nói xong, vài đạo khí tức cường đại nhất thời lạc ở trên người nàng, chính là người của thương hội còn lại, Thôi Bác lạnh giọng nói. Cần Đan Hà. Nếu ngươi dám làm càn một thoáng, ta liều mạng kết giới phá nát cũng muốn giết chết ngươi. Con trai của hắn ở trong tiêu chuẩn, làm sao cũng phải đưa đi. La Anh cũng là một mặt xương lạnh, lạnh lùng nói. Giết nàng như giết gà, cũng sẽ không ảnh hưởng kết giới chút nào. Trương Sùng hừ lạnh nói. Cần Đan Hà, ngươi vẫn là thành thật một chút, mọi người đồng sức đồng lòng có thể còn đường sống, ngươi còn tiếp tục như vậy, hiện tại liền chết. Sắc mặt Cần Đan Hà hết sức khó coi, thế nhưng ở dưới khí tức cường đại của mấy người, nàng đúng là không dám làm càn, chỉ có thể oán độc nhìn Lương Ngọc Y từ trong đám người đi ra, dựa vào bên Trần Phong, giọng căm hận nói. Người cái bạch nhãn lang cật lý bái ngoại này, sao kẻ vô ơn bạc nghĩa? Trần Phong lộ ra vẻ mỉm cười nói. Lương cô nương, ta xem Thiên Nhất Các đối với người tựa hồ không coi trọng lắm, không bằng gia nhập vào Đao Kiếm Tông ta đi. Ta dám cam đoan. Ngươi nhất định sẽ là hạt nhân đệ tử. Lương Ngọc Y sợ hãi thay đổi sắc mặt, Đao Kiếm Tông hạt nhân đệ tử, so với thân phận Thiên Nhất Các hạt nhân đệ tử muốn cao hơn quá nhiều. Trần Phong cười nói. Ngươi không cần hiện tại đáp ứng ta, chờ sau khi đi ra ngoài chậm rãi cân nhắc. Nếu như lão thái bà kia bất tử, sợ là ngươi cũng không trở về Thiên Nhất Các được. Sắc mặt Lương Ngọc Y lộ ra kinh sợ, do dự bất định nói. Đa tạ Trần công tử nâng đỡ. Trần Phong cười nói, không cần cảm ơn, thực lực của ngươi có tư cách này, tin tưởng Đao Kiếm Tông có thể cung cấp cho ngươi không gian phát triển càng tốt hơn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, xem ra bảy đại siêu cấp thế lực cường đại cũng là rất có đạo lý, đối với người trẻ tuổi có thực lực đều hết khả năng lôi kéo, nhân tài sẽ không ngừng tăng. Sau khi phân phối tiêu chuẩn, tất cả mọi người lặng lặng nhìn Trần Phong ở trên đất khắc họa một ít phù hiệu, có đám người Thôi Bác chống đỡ. Cũng không ai dám phát biểu bất mãn, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở kết giới có thể chống đỡ nhiều một hồi. Xa nhau, hai. Trần Phong đem các loại trận pháp bố trí xong, đầu ngón tay ở trên tử xà kiếm khắc họa, nhất thời trên thân kiếm kia ánh sáng tăng mạnh, trong phút chốc hóa thành một tử mãng to lớn, trên người các loại phù văn lấp lóe, khí tức mãng hoang truyền ra, chỉ là ánh mắt tử mãng này tuy sát khí bức người, lại có vẻ dị thường dại ra. Đi thôi, hy vọng có thể thành công. Trần Phong đứng thẳng lên, trước tiên liền vượt đến trên sống lưng tử mãng nói. Có tư cách tất cả đều tới. Mọi người đồng thời nhảy lên, tử mãng tuy nhỏ, nhưng cũng vừa vặn có thể chen 18 người. Sắc mặt Thôi Bác trầm xuống, nhìn chằm chằm Thôi Nguyên quát lên. Còn không mau đi tới. Cả người Thôi Nguyên chấn động, cúi đầu, mái tóc che khuất hai mắt, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Trong lòng Thôi Bác hơi động. Nghĩ tới lần này từ biệt có thể chính là vĩnh quyết, sinh ra một luồng bi thương, không đành lòng trách cứ hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nghe lời, sau khi rời đi lập tức trở về tìm sư phụ của ngươi, từ đây ở bên người sư phụ ngươi an tâm tu luyện, chuyện thương mình cũng đừng xen vào nữa. Thôi Nguyên cảm nhận được trên bả vai truyền đến nhiệt độ, chỉ cảm thấy cả người run lên, càng là nặng như vậy. Hai đầu gối Thôi Nguyên bỗng nhiên quỳ xuống,
cái trán dập xuống, chấn động đến mức mặt đất nẻ ra, khóc ròng nói. Cha, để ta lưu lại đi, không nên đuổi ta đi. Cả người Thôi Bác run lên, cả giận nói. Lưu lại thêm phiền cho ta sao? Hắn một cước đá tới, trực tiếp đá bay Thôi Nguyên, một đạo kinh khí chấn động nhập trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đánh gãy tứ chi kinh mạch, quát lên. Phi Vũ, thay ta coi chừng hắn. Lệ Phi Vũ cũng là một mặt bi thương, một phát bắt được Thôi Nguyên, trầm mặc không nói. Vào lúc này, ngoại trừ người Đao Kiếm Tông trên mặt tràn đầy nụ cười, hiện ra cảm giác ưu việt ra, thì không ai dễ dàng một chút. Trần Phong đánh vào tử xà mấy đạo pháp quyết, từng vòng ánh sáng từ trong trận pháp khuếch tán ra, ở phía trước đầu rắn dần dần ngưng tụ sức mạnh, cuối cùng hóa thành một chấm tròn màu đen, chậm rãi mở rộng, đánh ra đường hầm không gian. Người yêu tộc trên bầu trời Câu Xá Luân từng cái mở to mắt, Lê khó có thể tin nói. Làm sao có khả năng, đường hầm không gian, dưới Câu Xá trận, làm sao có thể có đường hầm không gian xuất hiện. Trên mặt Thương trầm tư không ngớt, ngơ ngác nói. Đây là tử xà kia khi còn sống tự thân mang thần thông không gian, không nghĩ tới còn có một tay như thế, chạy thoát 18 cá lọt lưới. Thiên hạ to lớn, thần thông mạnh, mặc dù là chúng ta từng đứng ở đỉnh cao của thế giới này, cũng không dám vọng ngôn thông hiểu hết a. Kiếm hóa tử mãng ở dưới Trần Phong cẩn thận khống chế, dần dần bay vào trong thông đạo đen nhánh kia, cuối cùng biến mất ở trước mắt mọi người. Chỗ kết giới hạt nhân một thoáng thiếu đi 18 người, nhất thời có vẻ hơi trống trải. Thôi Bác thương cảm một trận, lập tức khôi phục tinh thần, lớn tiếng quát. Hết thảy vũ đế cùng vũ tôn đỉnh cao cường giả có thể tiến vào nơi trọng yếu. Chư vị, liên thủ liều một phen, có thể là một lần hợp tác cuối cùng cũng khó nói. Nhi tử đã đi, trái tim hắn cũng nới lỏng, không có bất kỳ nỗi lo về sau, cả người có vẻ so với lúc trước phấn chấn rất nhiều. Lập tức rất nhiều vũ đế cùng vũ tôn đỉnh cao chen chúc tới, một thoáng lại chiếm đầy. La Anh gật đầu nói. Không sai, bằng vào chúng ta nhiều cao thủ như vậy, lại bị những yêu nhân kia luyện hóa, không khỏi quá vô căn cứ, quá hoang đường rồi. Mọi người lên tinh thần, chỉ cần Long Uy vừa tán, liền đem bọn họ lột ra chóc thịt. Mọi người đều nghe mà lòng sinh hy vọng, lực lượng kết giới đạt được không ít tăng mạnh. Giờ khắc này ngoại trừ gần vạn người ở trong kết giới ra, sợ là toàn bộ Tống Nguyệt Dương Thành đã thành một tòa thành chết. Đám người Đinh Linh Nhi chỉ là ở thời điểm đường hầm hư không mở ra liếc một chút, sau đó liền không thèm nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên trời cao, đầy mặt là vẻ lo âu. Trên trời cao, lực lượng thủy tổ của Vũ Bạo Phát, trực tiếp phá tan thân hóa lôi đình của Lý Vân Tiêu. Ánh kiếm đánh chém, lôi đình hóa ảnh bị chém ra hai nửa, bắn mạnh ra máu tươi, tung bay lên trời cao. Lôi điện ở trên không trung bỗng nhiên thối lui, đột nhiên liền độn ra hơn 100 mét, lộ ra chân thân của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt hắn trắng bệch, ở trước ngực có một vết máu thật dài, nhìn thấy mà giật mình, quanh thân còn có lôi điện đùng đùng lấp lóe liên tục, càng ngày càng yếu. Đánh bạc tên tuổi yêu tộc đại tế tự của ta, hôm nay phải giết ngươi. Khí thế của Vũ Bạo Phát, yêu khí phóng lên trời, ngay cả thân thể cũng lần thứ hai bắt đầu bành trướng, so với lúc trước lớn hơn mấy phần. Vĩ quang kiếm cũng thuận theo lớn lên, ở trên không trung vung ra vạn đạo ánh kiếm, như giọt mưa hạ xuống. Giờ khắc này sức mạnh trên người hắn đã không phải nguyên lực phổ thông, mà là lực lượng thủy tổ truyền thừa từ thời đại viễn cổ của yêu tộc, để mỗi một kiếm uy lực đều tăng lên dữ dội, cái này cũng là quyết tâm hắn muốn giết Lý Vân Tiêu. Này là lực lượng của yêu tộc tổ mạch, phụ tư chất kinh thiên, cũng chỉ mở ra ba đạo mà thôi, ta dự tính hắn đạt đến đỉnh cao, có thể mở ra bảy đạo tộc mạch liền nghịch thiên rồi. Thương Lâm không chậm rãi nói. Mà bên trong cơ thể ngươi có lực lượng cơ thể mẹ thủy tổ, đó là cội nguồn tổ mạch của yêu tộc, trên lý thuyết chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể ngưng luyện ra vô số đạo tổ mạch, nói cách khác không gian trưởng thành của ngươi là vô cùng vô tận, thậm chí trên xa ta. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Dật, hoàn toàn là hâm mộ nói. Ta cũng không hiểu vì sao lực lượng cơ thể mẹ yêu tộc dĩ nhiên sẽ ở trên người hai tên nhân loại biến thái, cuối cùng càng là để ngươi đạt được. Bất quá nếu đã như vậy, kia chính là thiên ý. Chỉ cần ngươi trung tâm theo ta, ta sẽ đưa ngươi từng bước một mang tới đỉnh cao. Lý Dật nhìn Vũ bùng lên sức mạnh, cả người kích động không thôi, thời khắc hắn này đột nhiên cảm thấy hào hùng vạn trượng. Mình chịu đựng tất cả cực khổ rốt cục có báo lại. Thế giới đỉnh phong, địa phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hắn trước đây,
giấc mơ bất quá là cướp đoạt thế lực cùng của cải Lý gia, thành tựu Vũ Vương cũng đã hài lòng, không nghĩ tới mới ngăn ngắn bao lâu. Từ sau khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, chịu hết thống khổ kinh khủng nhất, cũng chiếm được báo lại như bây giờ. Năm đó giấc mơ Vũ Vương, ở trong mắt hắn ngay cả run rế cũng đã không phải. Lý Dật Kiên định nói, ta tất nhiên thể sống chết cống hiến cho Thương Đại Nhân, xin mang ta hướng về đỉnh cao nhất của thế giới này đi. Thương mỉm cười gật đầu, liền không nói nữa, một bên nhìn chăm chú vào quyết đấu phía dưới, một bên ra sức chữa trị hỗn thiên nghi. Khốc liệt, Lý Vân Tiêu bị một chiêu kiếm chém trúng, nguyên khí đại thương, vội vàng nuốt vào không ít đan dược, vạn đạo kiếm khí của Vũ dị thường ác liệt, bỗng nhiên tay phải của hắn bấm quyết, ma thiên khải nổi lên, sau đó một đạo ma khí từ lòng bàn tay hiện lên, đánh vào trong áo giáp. Nhất thời hình bóng áo giáp hiển hóa ra ngoài, phòng ngự ở trong mấy trượng, ma khí còn đang không ngừng tràn vào trong đó. Thiên mục cũng bỗng nhiên mở ra, hoàng triều cổ trung trấn áp ma khí cũng phóng thích ra, vang lên cổ âm lả lướt, ở trên không trung đánh vang ra. Rầm rầm rầm, vạn đạo ánh kiếm đồng thời chém ở trên ma thiên giới phòng ngự, từng vòng ma khí màu đen nhộn nhạo lên, như mưa rơi đại địa, chấn động ra đạo đạo gợn sóng, hiện lên ở không trung. Ma thiên khải vốn là chiến giáp phòng ngự cấp 9 tuyệt cường, chỉ bất quá bị hắn bức ra ma khí, lúc này mới giống như sắt vụn, giờ khắc này lại rót vào ma khí, khoảnh khắc liền khôi phục phòng ngự bá đạo đến cực điểm. Sau đó tiếng hoàng triều trung rung động mà đi, âm cổ là lướt thanh tẩy bầu trời hôn ám, chấn động hồn phách người. Vũ đứng ở trên trời cao, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo sức mạnh từ trong cơ thể bắn ra, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn trực tiếp cách ly tiếng chuông ở bên ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Mặc ngươi có nhiều huyền khí cấp 9 hơn nữa, ở dưới long uy áp chế ngươi có thể khống chế sao? Lấy ngọc bi ra đi, bằng không chỉ có thể gia tốc ngươi tử vong. Hắn giơ vĩ quang kiếm lên, ở trên không trung vẽ ra từng vòng tròn, lại như tiểu hài dùng xà phòng thổi ra bóng khí, từng cái liên tiếp một cái, ở dưới kiếm khí vung vẩy, hình thành một dây xích bong bóng, phi tập mà đi. Thiên mục của Lý Vân Tiêu hợp lại, tay phải bấm quyết ấn. Ma thiên khải bị thu vào trong cơ thể, tay phải hiện ra Bắc Thiên Hàn kiếm, một kiếm chém đi, tương tự là mấy chục ánh kiếm lao ra, chém về phía những bong bóng kia. Giờ khắc này tình hình của hắn như Vũ nói không khác nhau chút nào, tuy rằng huyền khí đông đảo, nhưng căn bản là không có cách đồng thời điều động, hao tổn thực sự là quá to lớn. Ầm ầm ầm, ánh kiếm của Lý Vân Tiêu thế như trẻ tre, đem những bong bóng kia từng cái nổ tung ra, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động. Trực giác cảm thấy không ổn, trong con ngươi thấy lượng lớn kiếm khí ngưng tụ thành, mỗi một bong bóng nổ tung liền chấn tan lượng lớn kiếm khí. Thật giống như ở trên không trung tung ra một mảnh loan đao, chỉ nhìn thấy một mảnh sáng loáng, cắt rời không khí, trong chớp mắt Lý Vân Tiêu liền rơi vào trong đó. Mọi người thương minh xem mà mồ hôi lạnh tràn trề, này vẫn là Vũ Hoàng cùng Vũ Tôn trong lúc đó chiến đấu sao? Hiện tại trái tim tất cả mọi người đều ở trên người Lý Vân Tiêu. Nhìn hắn rơi vào trong ánh kiếm đều là một trái tim bay ra, lo lắng không thôi. Oanh! Trong ánh kiếm tuôn ra một chùm quang mang, từng đạo thái cổ cương phong đem ánh kiếm cuốn vào trong đó, một con rồng lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm bao phủ ra, ba con mắt toàn bộ mở, hóa thành vẻ huyết nguyệt, con ngươi một mảnh đỏ chót. Muốn giết ta sao? Ta hôm nay liền nhìn ngươi dựa vào cái gì đến giết ta? Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay giơ lên, cương phong quanh thân ở dưới hồn lực của hắn khống chế chậm rãi hội tụ đến trên thân kiếm, đồng thời Phượng Hoàng Hỏa Diễm cũng hiển hiện ra, một đạo long ảnh càng là lấp lóe trong kiếm. Khuôn mặt Vũ dữ tợn, ba đạo huyết mạch đỏ tươi trên người làm người khủng bố, ánh sáng trên vĩ quang kiếm cũng cường đại trước nay chưa từng có. Hai người đều xúc thế vận sức, dự định một lần là xong. Bầu trời vào đúng lúc này bị khí thế trên người hai người xé rách phân biệt thành hai bộ phận rõ ràng. Kiếm quyết, Trảm Yêu. Hạo Thiên kiếm, Thập Tam. Hai đạo kiếm khí kinh thiên vọt lên, ở trên không trung va chạm, hai cỗ sức mạnh trong lúc đó trực tiếp xé rách ra một vết nứt màu đen, ở trong trời cao như hắc long thoáng hiện, khí tức kinh khủng từ trong hư không vô tận lan ra, ánh mắt tất cả mọi người chiếu tới, đều dùng mình. Đáng chết a. Lúc này hai cỗ sức mạnh va chạm, trên thân thể Vũ bắt đầu nổ tung, lực lượng này vận dụng vượt qua hắn chịu đựng cực hạn, Vũ mạnh mẽ cắn răng, đem máu tươi từ trong nội tạng xông ra lần thứ hai nuốt xuống, ba huyết mạch khủng bố trên người đột nhiên bành trướng, ầm một thoáng trực tiếp nổ tung.
Oanh! Một luồng sức mạnh kinh khủng dội rửa toàn thân hắn, hắn cũng không kịp nhớ mình liệu có thể chịu đựng không, gào thét cầm kiếm thế trong tay ép xuống. Ầm ầm ầm, ánh kiếm của Lý Vân Tiêu rốt cục không chống đỡ được, bị ép tới tán loạn. Vũ Nhất Chiêu đắc thủ, như phát điên vọt tới, cả người kể cả thế kiếm kia đồng thời chém xuống, muốn đem Lý Vân Tiêu chém thành hai khúc. Đại yêu trên bầu trời từ lâu xem mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ Vũ dĩ nhiên trực tiếp nổ tung tổ mạch, Lê càng là sợ hãi hai tay che miệng, trong ánh mắt óng ánh lấp lóe. Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng ta so với người tàn nhẫn, bằng ta đánh bạc vinh dự của Đại Tế Tư. Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, lâm không chém xuống. Quanh thân Lý Vân Tiêu nổi lên ma thiên khải hóa ảnh, ở dưới kiếm khí đồng thời tán loạn, ma khí màu đen cũng không còn sót lại chút gì. Ầm, vĩ quang kiếm chém ở trên ma thiên khải, phát sinh nổ vang to lớn, đem tia ma khí cuối cùng trong áo giáp chấn tan. Ầm ầm ầm, kiếm thế không giảm, ở sau khi đánh nát ma thiên khải, trực chém nhập vào trong thân thể Lý Vân Tiêu. Đám người Đinh Linh Nhi cả người chấn động mạnh, hai chân hầu như nhũn ra, muốn ngã quắp xuống. Phốc, một ngụm máu lớn từ trong miệng Lý Vân Tiêu phun ra ngoài, chỗ vĩ quang kiếm xuyên thấu thân thể hắn. Một mảnh ánh chớp lấp lóe, tuy rằng bộ phận hóa thành lôi đình, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm khí nhập thể, thương thân thể của hắn. Đột nhiên nhẹ nhàng đùng một tiếng, con người Vũ đột nhiên áp xúc, chỉ thấy tay phải của Lý Vân Tiêu vào lúc này dĩ nhiên nắm lấy tay cầm kiếm của hắn. Tay trái của Lý Vân Tiêu đổ ra lượng lớn đan dược, như hạt đậu đổ vào trong miệng, nuốt vào. Trong lòng Vũ bỗng nhiên cả kinh. Những đan dược kia vẻn vẹn từ mùi liền có thể phân biệt ra được là tồn tại cấp 9, một lần nuốt vào nhiều đan dược cấp 9 như vậy, coi như là thân thể đại yêu cũng sẽ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Ngươi nói ngươi so với ta tàn nhẫn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nói, thân thể chậm rãi yêu hóa, phía trên che kín vảy, hơn nữa từ từ biến thành một mảnh vàng óng ánh, trong đó còn lộ ra minh nguyệt thần quang. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, kéo lấy thân thể Vũ hướng trên người mình đập tới. Hơi nghiêng thân về phía sau, lấy đầu của mình làm chùy đụng vào, giận dữ hét. Ngươi nói ngươi so với ta tàn nhẫn, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Giao phó, một, ầm, đầu lâu màu vàng của hắn trực tiếp đánh vào trán trên Vũ, tuôn ra một đoàn huyết, cũng chia không rõ là của ai, chỉ nghe Vũ kêu thảm một tiếng, sau đó bị Lý Vân Tiêu ôm lấy, giơ đầu gối lên liền hướng lồng ngực hắn đội tới. Ầm, thân thể to lớn của Vũ lập tức phát sinh vang vọng nặng nề, nổ nát rất nhiều xương, thân thể càng là bị đính trên không trung, trên gương mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Tay phải của Lý Vân Tiêu chậm rãi buông ra, trở lại trước người tạo thành chữ thập, nắm ra một cái quyết ấn, trong cơ thể đột nhiên bắn ra ba đạo kiếm khí mãnh liệt, ba chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm hiện lên ở quanh thân, theo quyết ấn của hắn không ngừng hô ứng, liền thành một thể, kiếm khí chi hải khuếch tán ra. Lần này tất cả mọi người đều mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, xem mà trong mắt một mảnh sợ hãi, một trận Vũ Hoàng đối chiến Vũ Tôn, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có thể khốc liệt đến trình độ như thế, còn có Lý Vân Tiêu này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng làm cho người thương minh triệt để dại ra, đến trình độ này, phảng phất có vô cùng vô tận lá bài tẩy. La Anh liếm môi, khó nhọc nói. Lúc trước chiêu kiếm quyết kia là Trảm Yêu sao? Hắn quả nhiên biết ba thức kiếm quyết của Phá Quân Cổ Phi Dương. Chỉ là giờ khắc này hào quang màu vàng trên người, sẽ không phải là. Trên trán Trương Sùng cũng chảy ra mồ hôi lạnh nói. Ngươi sẽ không muốn nói là bất diệt kim thân chứ. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, tuy rằng người người đều là ý nghĩ này, nhưng chung quy không dám nói ra. Thôi bác ngưng tiếng nói. Có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới trình độ này, đồng thời toàn thân ra dị tượng màu vàng, tựa hồ cũng chỉ có bất diệt kim thân của Ngạo Trường Không Đại Nhân. Lý Vân Tiêu này lai lịch quá không tầm thường. Trong tròng mắt Tuyên Ngọc Đường phát sinh ánh sáng, bỗng nhiên cả kinh nói. Quả nhiên là hắn, thể thuật này có phải là bất diệt kim thân hay không ta không biết, nhưng chiêu này nhất định là thiên kiếm đồ của thần Tiêu Cung. Hắn sợ hãi giống to một tiếng lập tức dẫn tới tất cả mọi người ngơ ngác, ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn một mảnh kiếm hải tràn trề bắn ra, khiếp sợ không thôi. Cả người Lạc Vân Thường cũng chấn động mạnh. Trong mắt hiện ra vẻ mê man, tâm tình tựa hồ lập tức trở lại trong tông môn như tiên cảnh kia. Lẽ nào hắn là người của thần Tiêu Cung, nhưng mà không nói thần Tiêu Cung phong sơn đã lâu, hơn nữa chưa từng nghe có nam đệ tử A.
Thôi bác không quá tin tưởng, lắc đầu liên tục. Tất cả mọi người chờ tuyên trưởng lão tiếp tục nói, nhưng hắn ngậm miệng không nói chuyện, làm cho tất cả mọi người một trận té xỉu, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trên bầu trời, ba thanh trường kiếm của Lý Vân Tiêu đổi chiều liên tục, ở dưới từng đạo quyết ấn của hắn không ngừng liên hệ kết hợp. Thời khắc này toàn bộ sức mạnh của hắn cũng kích phát ra, trong cơ thể rót vào quá nhiều đan dược, các loại năng lượng phức tạp hỗn loạn không thể tả. May là bất diệt kim thân đủ mạnh, một mặt trấn áp những sức mạnh bạo loạn kia, một mặt hấp thu. Vũ bị một cước của Lý Vân Tiêu đá sập thân thể, vẻ mặt khó có thể tin, con người dần dần co rút lại, tổ mạch đứt đoạn mang đến sức mạnh vào đúng lúc này từ từ biến mất, thân thể cũng bị phá hoại gần đủ rồi, đầu óc hắn vào lúc này ngược lại là dị thường bình tĩnh, nhìn ba thanh kiếm của Lý Vân Tiêu tản mát ra khí tức kinh người, lại không có cảm giác nào. Ta, chung quy là thua a. Trong lòng Vũ thở dài một tiếng, đau đớn trên người trở nên không hề hay biết, bắt đầu phiền muộn, bầu trời ở trong mắt hắn cũng càng thêm hôn ám, phảng phất có mưa to, lôi điện đan xen. Nhanh, hắn ở phía trước, đừng cho hắn chạy. Không nghĩ tới thằng nhóc con này dĩ nhiên là người của ngục yêu tộc, lúc trước nên giết hắn. Đừng nói nhảm, phàm là ngục yêu tộc, đều phải chết. Vũ ở trong rừng cây nhanh chóng lao nhanh, nghe từng âm thanh phía sau, nội tâm sợ hãi. Mưa to rơi vào trên gương mặt non nớt chảy xuống, cũng chia không rõ là nước hay lệ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Trốn, không ngừng trốn, chạy ra vùng trời này. Oanh! Trong mưa rào tầm tã, một đạo lôi điện từ không trung đánh xuống, trực tiếp nổ vang ở dưới chân Vũ, đem hắn chấn động đến mức cả người bay lên. Oa! Vũ sợ đến khóc lớn một tiếng, té lăn trên đất, phía sau hơn 10 cái bóng xúm lại, truyền đến từng trận cười lớn. Ha ha! Ông trời cũng giúp chúng ta a, xem ra để ngục yêu bộ tộc tuyệt diệt, đây là ý trời a. Tại sao các người muốn giết ta, tất cả mọi người là yêu tộc, sao không đoàn kết nhất trí, ở chung hòa thuận? Vũ không biết dũng khí từ đâu tới, lớn tiếng chất vấn. Hắn triệt để chán ghét loại tháng ngày lưu vong này, triệt để tuyệt vọng, chớp giật trên không trung giao nhau bắn xuống, ánh sáng màu xanh lấp lóe ở trên mặt hắn, tràn đầy đều là thủy ngân. Ha ha. Tại sao? Con thỏ nhỏ chết bầm này lại còn hỏi tại sao? Một người trong đó đi lên phía trước, dưới ánh chớp chiếu rọi, khuôn mặt hắn hiện ra một mảnh dữ tợn, đầu mọc hai sừng, dáng dấp khủng bố, hung hăng nói. Vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết tại sao đi, tất cả đều bởi vì tổ tiên của ngươi, làm cho cả yêu tộc triệt để luân hãm ở dưới Ngũ Hà Sơn, để những người còn sót lại như chúng ta kéo dài hơi tàn, ở trong ảo cảnh này, phàm là người ngục yêu bộ tộc đều đáng chết. Hắn phẫn nộ rút ra một thanh trường kiếm, tỏa ra đạo đạo hàn mang, không chút do dự chém xuống. Kiếm ảnh ở trong con ngươi Vũ càng ngày càng gần, nội tâm hắn đã triệt để tuyệt vọng, mất hết ý nghĩ sinh tồn. Ngục yêu tộc sao? Dĩ nhiên còn có người của ngục yêu tộc tồn tại. Một thanh âm khàn khàn vang lên, sát theo đó đạo kiếm quang kia đột nhiên ầm một tiếng liền bẻ gãy, khuôn mặt Vũ dại ra. Ngươi là ai? Người nào? Lũ yêu truy sát Vũ từng cái tức giận ngập trời, thế nhưng từ vừa nãy người này xuất thủ, liền đứt đoạn mất trường kiếm đến xem, thực lực tất nhiên không tầm thường. Người đến cũng không để ý tới vấn đề của mọi người, mà nhẹ nhàng điểm một chút, đánh vào trên xương bả vai Vũ, hắn đau đến quát to một tiếng. Trên xương bả vai lập tức bắn mạnh ra một đạo máu tươi, bị người đến nắm trong tay, ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu, hé miệng trực tiếp nuốt xuống. Ùm ục. Trong cổ họng người kia truyền đến âm thanh nuốt xuống, đột nhiên mừng lớn nói. A, mỹ vị A, quả nhiên là ngục yêu bộ tộc, ông trời có mắt, dĩ nhiên để ta gặp phải ngục yêu bộ tộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Phía sau những yêu tộc kia đã không nhịn được hô to, từng cái vọt lên. Ngươi, ngươi là ai? Sẽ không phải là muốn ăn ta chứ? Vũ sợ hãi hướng phía sau thối lui. Nghĩ thầm bị những người kia một đao chém chết dù sao cũng hơn bị người này ăn tốt. Giao phó, hai, ầm ầm. Một tia chớp ở trên không trung nổ vang, ánh sáng chiếu vào trên mặt người đến, dĩ nhiên là một khuôn mặt già nua, trong hai mắt mang theo vẻ mừng rỡ, như ngạ lang theo dõi hắn, cười to nói. Ta là ai? Ha ha, ta là ai? Ngươi không cần biết, từ nay về sau ta chính là sư phụ của ngươi, ha ha. Người đến cười to, trên người đột nhiên tuôn ra một đoàn kình khí, trực tiếp chấn động tới phía sau, hơn 10 tên yêu tộc trong nháy mắt kêu rên liên hồi, bị nổ tan xương nát thịt.
Sư phụ, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao nói người ngục yêu tộc ta hại toàn bộ yêu tộc? Nghe bọn họ đánh giám làm gì, đây chỉ là yêu hoàng dùng để tẩy não mọi người, ngục yêu bộ tộc từ xưa tới nay chính là một trong 8 đại chủng tộc chí cường trong yêu tộc. Năm đó yêu hoàng là tổ tiên của ngươi, ngươi có biết vì sao ta muốn thu ngươi làm đồ đệ không? Đồ nhi không biết, hy vọng sư phụ công khai. Bởi vì ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể mở ra phong ấn Ngũ Hà Sơn, cứu yêu tộc ra, ở trong đó cũng có tổ tiên của ngươi. Ta muốn ngươi vì ngục yêu tộc, cùng với quả yêu tộc của sư phụ, cọ rửa oan khuất cùng sỉ nhục ngàn năm qua. Tâm tư của Vũ dần dần từ thiếu thời năm ấy trở về, bầu trời cũng hôn ám như đêm đó. Khuôn mặt sư phụ ở trên bầu trời xa xôi lấp lóe, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sao. Ngàn năm chấp nhất, ngục yêu tộc cùng quả yêu tộc oan khuất, thần tiêu cung mang sỉ nhục cho yêu tộc ta. Trong đầu Vũ không ngừng quanh quẩn những thanh âm này, hai hàng nước mắt chảy xuống. Hai tổ mạch trên người trong giây lát bắt đầu bành trướng, trở nên đỏ tươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, lạnh lùng nói. Kẻ này chắc chắn phải chết, còn làm dãy dụa cái gì? Không thể thanh thản ổn định chết đi sao? Ầm ầm, hai cái tổ mạch của Vũ liên tiếp nổ tung, thân thể nguyên bản sắp vắng lặng lần thứ hai rót đầy sức mạnh, trong tròng mắt hắn chảy xuống nước mắt, gào thét nói. Không phải ta sợ chết, mà là hứa hẹn đối với sư phụ ta không thể hoàn thành, người để ta sau khi chết làm sao đi gặp hắn a? Vũ gào thét ở trên trời cao vang vọng, thân thể Lê nhìn không được run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác không đành lòng nhìn. Thương đại nhân, giấc mơ chưa xong của ta cùng sư phụ, liền giao cho ngài, xin ngài cần phải làm được, ta không cách nào nhìn thấy một ngày ngài vinh đăng yêu hoàng vị kia. Thân thể to lớn của Vũ hướng về trên cao bỗng nhiên dập đầu. Sắc mặt thương xám trắng, ngưng tiếng nói. Ngày ta đăng cơ yêu hoàng, đó là thời gian ngục yêu cùng quả yêu chi tộc, một lần nữa trở thành 8 đại thần bảo vệ yêu tộc. Này, ta liền yên tâm. Bỗng nhiên Vũ ngẩng đầu lên. Vĩ quang kiếm trong tay tuôn ra đạo đạo kiếm khí khủng bố, thân thể cũng không ngừng bành trướng, tùy thời đều muốn vỡ ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội, hắn vốn là muốn dùng thiên kiếm đồ trận trực tiếp giết đối phương, nhưng giờ khắc này tuôn ra khí tức căn bản khó có thể chống đối, vội vàng ném ra giới thần bi, quyết khắc phức tạp ở trong hai tay lấp lóe liên tục, rót vào trong đó. Kỳ thực lúc trước Vũ nổ tung tổ mạch đâm trúng hắn, liền để hắn hầu như đèn cạn dầu. Cũng không kịp nhớ ngày sau ảnh hưởng gì, trực tiếp vận chuyển lên bất diệt kim thân, đồng thời dùng lượng lớn đan dược rót vào người. Hiện tại hai người cũng bất chấp tất cả, tùy thời có khả năng ngã xuống, hoàn toàn là quyết tử chiến. Giới thần bi ở dưới hắn toàn lực khống chế, ánh sáng tăng mạnh, ba đạo lực lượng vực giới mở ra, tầng tầng chồng chất, hướng về trên người Vũ chân áp tới. Hiện tại Vũ là quyết tâm chiến tử, liều lĩnh hậu quả tăng lên sức mạnh. Đại địa cùng phong hỏa nhị lực mạnh mẽ đè lên. Một mặt khác, thiên kiếm đồ trận của hắn vẫn còn đang ấp ủ, ba kiếm chi trận, so với hai kiếm đồ lúc trước còn muốn phức tạp quá nhiều, các loại khống chế tinh tế để hồn lực của hắn tiêu hao rất lớn, mặc dù cùng yêu long hợp thể, nhưng cũng gần như sắp tan vỡ. Lý Vân Tiêu, chịu đựng một đòn cuối cùng của ta đi, ngươi là một đối thủ đáng kính nể, nếu như dưới chiêu kiếm này ngươi còn có thể sống, ngươi liền thắng. Âm thanh của Vũ cực kỳ bình tĩnh, vĩ quang kiếm nguyên bản là hàn quang chiếu thủy, giờ khắc này dĩ nhiên trở nên đỏ chót, phảng phất giống như thiêu đốt, khí tức càng dị thường khủng bố. Người điên! Lý Vân Tiêu cắn răng, tức giận mắng một tiếng, Vũ không chỉ nổ tung hai tổ mạch, hơn nữa còn dự định kích nổ vĩ quang kiếm. Hạo Thiên Kiếm Quyết, Thập Tam. Đây là câu nói sau cùng của Vũ ở trong nhân thế, cả người hắn cùng vĩ quang kiếm hợp lại cùng nhau, hóa ra một ánh kiếm kinh diễm. Ngang qua trời cao, cực kỳ rực rỡ. Ầm ầm ầm, ba đạo lực lượng vực giới của giới thần bi đồng thời bị chấn ra, thần bi chỉ cản một thoáng liền bị đánh bay trở về, đi vào trong mi tâm Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, ánh kiếm kia ở dưới câu xá trận dĩ nhiên phá tan một đường nối đen kịt, hắn mạnh mẽ cắn răng, rót thần dịch lực vào trong song trường, vỗ kiếm đổ một cái, ba chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên hóa thành nhất thể, lan tràn ra kiếm khí như núi. Mạnh mẽ đè lên. Ầm ầm ầm. Thiên kiếm đồ trận oanh trên chiêu kiếm trung cực nhất của Vũ, toàn bộ bầu trời tất cả đều là hải dương kiếm khí, hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa oanh đến, trực tiếp chấn tan đường nối đen kịt kia, toàn bộ câu xá đại trận cũng bất ổn, mơ hồ có tư thế đổ nát.
Ba chuôi huyền kiếm cấp 9 thành tư thế tam tài, đem ánh kiếm của Vũ Tráo nhập trong đó, nhưng không ngăn được chiêu kiếm dốc hết thảy này, bị chấn động đến liên tục bại lui, uy thế chợt giảm. Một luồng cự lực trong nháy mắt phản chấn đến trong cơ thể Lý Vân Tiêu, trên thân thể ánh vàng chói lọi tuôn ra từng đám xương máu, không ngừng tan vỡ. Sắp chết rồi sao? Trong đầu Lý Vân Tiêu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức phun đi, giận dữ hét. Người có thể giết ta là có, nhưng sẽ không phải là ngươi. Hai tay hắn ngưng ra một đạo quyết ấn, ba chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm ở trên không trung đột nhiên ngưng tụ thành một luồng ánh kiếm, chiêu thức này triển khai ra, toàn bộ thân thể hắn trở nên kịch liệt run rẩy, kim quang ở trên thân thể không ngừng biến mất. Yêu Long hoảng sợ nói. Cái kia là, người điên, lần này ngươi thật sự chết chắc rồi. Câm miệng. Lý Vân Tiêu gầm lên một tiếng nói. Nếu như hôm nay vì bảo mệnh mà bại, sau này ta dựa vào cái gì đem Vũ Ý trở lại đỉnh cao? Hai cường tranh chấp dũng giả thắng, hiện tại so không phải sức mạnh mà là quyết tâm. Trong linh hồn của hắn chấn động, một đạo tinh quang hồn thể phân thân hiển hóa ra, chính là thân thể Yêu Long, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Vũ, người có vong giác tử ngộ, nhưng này còn chưa đủ để bại ta. Giác ngộ của ta là, mặc dù chết cũng không chịu thua. Chúng sinh câu xá. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, ba đạo huyền kiếm phía trước hợp lại làm một, một luồng kiếm ý trước nay chưa từng có tản ra, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, kiếm thế của Vũ cũng theo đó ngưng lại. Kiếm chảm tinh thần. Một tiếng quát nhẹ, chỉ nhìn thoáng qua tia kiếm khí kia, cũng làm người vĩnh sinh khó quên. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù ở trong mắt đám người Thôi Bác, trình độ sức mạnh như thế còn chưa đủ thương bọn họ. Nhưng vô thượng kiếm ý kia, là nhắm thẳng vào vũ đạo đỉnh cao, như quân lâm thiên hạ. Con người của Thương cũng đột nhiên mở ra, trong con người hắn hạo thiên kiếm khí của Vũ đột nhiên dập tắt, kể cả tính mạng của hắn, đồng thời hóa thành cho bụi, không còn bất cứ dấu vết gì. Hai mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trầm giọng nói. Ngày ta thành yêu hoàng, yêu tộc sẽ không còn có đại tế tư. Lần thứ hai mở mắt ra, trong con người lập lòe kiên quyết, hai tay hắn bay lượn. Đánh vào trong câu xá luân mấy đạo quyết ấn màu vàng, cả trận thế biến đổi, cỗ lực lượng kia từ từ tản ra, bắt đầu hướng về câu xá luân ngưng tụ. Lê Từ trong đau buồn phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói. Thương đại nhân, người đây là. Trong mắt Thương ngoại trừ kiên quyết, còn có lệ khí ngập trời, lạnh lùng nói. Ta muốn những người này toàn bộ chôn cùng cho Vũ, còn có câu xá luân này, yêu tộc chí bảo, ta cũng không cần. Câu xá luân ở trên không trung phát sinh rung động mãnh liệt, bị sức mạnh tập hợp mà đến xung kích run rẩy liên tục, Thương dĩ nhiên muốn triệt để bỏ qua câu xá luân, đem người phía dưới dập tắt toàn bộ. Lê hé môi, muốn mở miệng, nhưng chung quy là nhịn xuống. Giờ khắc này trong trận pháp đã hiện ra hiện tượng tan vỡ, sau khi một thức kinh thiên kia biến mất, Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi lực lượng, bất diệt kim thân cũng thuận theo tan vỡ, từ trên không trung ngã xuống. Vân Thiếu. Đám người Đinh Linh Nhi kích động xông ra ngoài. Lực lượng trận pháp bị đánh tan, long uy của Tường Tử tựa hồ không có cường đại như lúc trước, trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn chòng chọc vào Yêu Long, lộ ra vẻ khó tin. Yêu Long phi thân mà xuống, nâng đỡ Lý Vân Tiêu, sau đó chỉ tay về mi tâm, thiên mục mở ra, Yêu Long một tay bấm quyết, chậm rãi từ trong cơ thể hắn rút ra giới thần bi. Hắn cùng Lý Vân Tiêu vốn là linh hồn nhất thể. Đối với giới thần bi cũng có cảm ứng rất lớn. Đều đi vào, những yêu nhân kia muốn làm nổ toàn bộ trận pháp rồi. Yêu Long hét lớn một tiếng, đánh về giới thần bi mấy đạo pháp quyết, đối với giới thần bi hắn cũng chỉ là có cảm ứng mà thôi, không thể như Lý Vân Tiêu tùy tâm sở dục khống chế. Ngươi là ai? Mạc Tiểu Xuyên sững sờ, ngơ ngác nhìn Yêu Long, tựa hồ cảm thấy rất quen mắt. Không có thời gian, mau dẫn hắn đi vào tìm Viên Cao Hàn. Nhìn còn có thể cứu không? Ta cùng Lý Vân Tiêu linh hồn nhất thể, đồng sinh cộng tử, người xem thân thể của ta, sắp tiêu vong rồi. Yêu Long vội vàng hét lớn. Mạc Tiểu Xuyên cả kinh, mặc dù Yêu Long này là hồn thể, nhưng giờ khắc này xác thực càng ngày càng nhạt, lẽ nào biểu thị Lý Vân Tiêu tiêu vong? Hắn không dám do dự, vội vàng ôm lấy Lý Vân Tiêu nhảy vào trong giới thần bi. Mấy người Đinh Linh Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, từng cái đi vào. Hồ lô tiểu kim cương lúc trước bị Vũ đập vỡ hai cánh tay, cũng khôi phục hơn nửa, ở dưới Yêu Long triệu hoán chạy tới, nhảy vào trong đó.
Chuyện này, ta không hoa mắt chứ. Chuyện gì thế này, ngọc bi kia có thể hấp người đi vào. Trong kết giới, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Mẫn Thành Tương cả kinh há hốc miệng nói. Không phải chỉ có siêu phẩm huyền khí như cửu thiên đỉnh mới có thể làm sao? Lẽ nào khối ngọc bi này giống như cửu thiên đỉnh? Thôi bác cười khổ nói. Hắn làm tất cả đã không thể dùng lẽ thường suy đoán, ngươi xem yêu hóa hồn thể kia, lẽ nào là đạo hồn phách thứ hai của Lý Vân Tiêu? Trên đời công pháp có thể tu ra đệ nhị hồn, cũng chỉ nghe qua băng phách công của trưởng lão phái ta Vũ Văn Bác mới có thể làm được. Yêu Long ở sau khi mọi người nhảy vào giới thần bi, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem giới thần bi hòa vào trong cơ thể của mình, sau đó dùng đằng long pháp thân, hóa thành long hình, hướng về vết nứt không gian trên trời cao phóng đi. Cái gì, hắn muốn xông vào vết nứt không gian, này không phải muốn chết sao? Tất cả mọi người thương minh kinh hãi đến biến sắc, từng cái ngơ ngác, trong vết nứt không gian, coi như là vũ đế cường giả cũng không dám lấy thân mạo hiểm, tùy thời đều có nguy hiểm hồn tiêu phách tán. Sắc mặt Thôi Bác khó coi nói. Hắn dĩ nhiên lựa chọn trốn vào vết nứt không gian, lẽ nào tình thế bên ngoài đã gay gâu đến trình độ như thế sao? Hắn ngửa mặt lên trời nhìn. Chỉ thấy sức mạnh kinh khủng ở trên câu xá luân ngưng kết, không ngừng áp xúc lại, trong trận pháp vũ cùng Lý Vân Tiêu chiến đấu là khắp nơi bừa bộn, các loại năng lượng mặt trái tràn ngập, không ngừng lấp lóe. Khuôn mặt Thương Hầu như muốn vặn vẹo, nhìn chằm chằm Yêu Long lao ra vết nứt, giận dữ hét. Đừng vội đi! Năng lượng của câu xá luân vẫn chưa thể tụ tập đến to lớn nhất, nhưng đã không kịp đợi, Lý Vân Tiêu sinh tử không biết, hắn là không cho phép những hung thủ giết vũ này đào tẩu. Mấy đạo ánh sáng tụ hợp vào trong câu xá luân, hình bóng nữ tử kia lần thứ hai nổi lên, hai tay bấm quyết, cùng quyết ấn trong tay Thương xa xa đối lập, càng là luyện thành nhất thể. Chúng sinh châu ngựa, chư thần long tượng, bát nhã câu xá. Thương khẽ quát một tiếng, quyết ấn đập xuống, trên câu xá luân phát sinh nổ vang cực cường, một đạo khí tức kinh khủng tản ra, những sức mạnh bị áp xúc đến vô cùng vô tận kia lập tức thả ra ngoài, xung kích xuống, như một đạo diệt thế thần quang. Từ cửu tiêu hàng lâm. Dưới ánh hào quang này, mọi người trong kết giới đều cảm nhận được khí tức tử vong, từng cái ngơ ngác nhìn, dĩ nhiên bị sức mạnh kia làm kinh sợ dại ra. Không được, mọi người mau vào trong trấn thiên tháp của ta, liên thủ chống đỡ, bằng không chỉ có một con đường chết. Vào lúc này La Anh trước hết phản ứng lại, không nói hai lời liền ném ra trấn thiên tháp, ở trong kết giới tạo ra, hóa ra độ cao hơn 10 mét, làm cái thứ nhất vọt vào. Người còn lại rốt cục cũng tỉnh táo, từng cái đáy lòng phát lạnh, tranh nhau phóng đi, La Anh giống to. Tất cả mọi người thả ra sức mạnh trên người, để tháp ta hấp thu nguyên lực, bằng không căn bản gánh không được, một kích này thậm chí đã có sức mạnh tiếp cận vũ đạo đỉnh cao. Thôi Bác ở trước khi nhảy vào, hướng về thiên cương pháp lang bàn cách đó không xa, trong tay đánh ra một đạo kình khí, đánh tới. Pháp bàn bị kình khí xung kích, từ trên mặt đất bắn lên. Không ngừng xoay chuyển, bay về phía bầu trời, hướng ánh hào quang kia bay đi. Cho ta mượn xem một chút. Một. Thần quang hạ xuống, trực tiếp đánh vào thiên cương pháp lang bàn, ánh sáng phòng ngự ở phía trên cũng không kịp sáng lên, liền bị phá thành 5 mảnh, triệt để hóa thành mảnh vỡ bay vụt ra. Lực lượng thần quang bị ngăn cản một thoáng, diệt thế oai không giảm, tiếp tục đánh xuống. Giờ khắc này trấn thiên tháp đã có mấy chục người, tất cả đều là hạt nhân vòng trong. Cửa tháp vào đúng lúc này đột nhiên đóng, người bên ngoài còn chưa tiến vào nhất thời sắc mặt thảm biến, tâm tình như đá chìm đáy biển. Tiến vào trấn thiên tháp ngoại trừ thất đại thương minh ra, chí ít cũng là vũ tôn cấp cường giả, ở dưới sự chỉ huy của La Anh, đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong tháp, toàn bộ cự tháp bùng nổ ra hào quang óng ánh, huyền khí oai cấp 9 vào đúng lúc này triệt để tuôn ra, từng đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ tản ra, cực kỳ rực rỡ. Ngoài tháp gần vạn người tất cả đều chửi bậy, không người có tâm tình thưởng thức thân tháp dị biến, người người nhốn nháo, vẫn là hướng về phụ cận tháp vào tới, hy vọng có thể đạt được một chút che chở. Âm thanh của La Anh đột nhiên vang lên, lạnh lùng nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ phòng ngự, có thể có cơ hội sống, nếu ngồi chờ chết chắc chắn phải chết. Lời của hắn ở trong lòng mọi người vang vọng, tuy rằng biết rõ ở ngoài tháp tỷ lệ còn sống gần như không. Nhưng ngoại trừ liên thủ một kích lại không có phương pháp khác, lập tức gần vạn ánh sáng lóng lánh mà lên, nhằm phía bầu trời. Trong tháp, sắc mặt Thôi Bác trắng bệch, than thở. Mặc dù liên hợp xuất thủ,
cũng là chắc chắn phải chết, mọi người chung quy là thương minh, không thể để bọn họ tiến vào tháp ta đã tâm tình bất an, vì sao lâm thời còn phải bị ngươi lợi dụng. Trong giọng nói của hắn tựa hồ khá là bất mãn. La Anh lạnh lùng hừ nói. Mặc dù là chúng ta liên thủ kích phát chấn thiên tháp, ta cũng không có nửa phần nắm chặt có thể sống sót. Nếu bọn họ là hẳn phải chết, vì sao không thể vì chúng ta kéo dài cống hiến một ít sức mạnh, như vậy chỉ ít bảo tồn sức mạnh nòng cốt của thương minh, tương lai cũng có thể vì bọn hắn báo thù. Thôi bác lặng lẽ không nói, hắn không thể không thừa nhận đây là cách làm lý trí nhất, chỉ là trên cảm tình thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Trương Sùng cắn răng cả giận nói. Những yêu tộc này, chờ tránh thoát kiếp này, ta nhất định phải lột da chóc thịt bọn họ. La Anh lạnh lùng nói. Không chỉ như vậy, còn có tường tử kia cũng nhất định phải điều tra rõ thân phận, chân trời góc biển cũng phải đánh giết. Thời điểm tất cả mọi người căn phẫn sục sôi, bên ngoài thần quang hạ xuống, các tiếng kêu thảm thiết khóc thét không ngừng, thân tháp cũng kịch liệt rung động. Yêu nhân, ta liều mạng với các ngươi, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu như có thể bất tử, sau này giết hết yêu thú trong thiên hạ. Ta không muốn chết a, ô ô ô, ta ngày hôm trước mới cưới hai lão bà xinh đẹp a. Các loại âm thanh đồng thời vang lên, nhưng đảo mắt liền bao phủ hoàn toàn, không nghe được bất kỳ tiếng vang, hóa thành tĩnh mịch, chỉ có tiếng ầm ầm không ngừng ở trên mặt đất vang vọng. Trên trời cao, một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ trong đại địa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, thì không còn bất kỳ thanh âm gì. Dưới diệt thế thần quang kia, không chỉ có thành trì câu diệt, đại địa cũng hiện ra nhiều khe nứt, khủng bố dị thường. Vài tên đại yêu ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng đám người đường kiếp là xem mà giật mình, sau khi ánh sáng tan hết, thương thành đệ nhất thiên hạ, không chỉ có nhân viên chết hết, ngay cả thành trì cũng ở dưới một kích này triệt để hóa thành cho bụi, trở thành đất hoang. Nếu như mấy ngày trước, có người nói với bọn hắn Tống Nguyệt Dương Thành sẽ tiêu vong như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại bất quá chớp mắt, liền thành hiện thực. Tường tử cũng thu hồi lực lượng long uy, đoạn xương sống khôi phục lại hình dáng của La Hậu thần thương, song giác trên trán dần dần ẩn lui, khôi phục thân thể nhân loại. Đã chết rồi sao? Đều đã chết rồi sao? Lý Dật nhìn phía dưới, tự lẩm bẩm. Câu xá luân đột nhiên phá tan ra, cũng không biết là chất liệu gì làm thành, một khi tổn hại, liền hóa thành điểm điểm trầm tinh, tiêu tan trên không trung. Thương vỗ hỗn thiên nghi một cái. Nhất thời phát sinh vạn đạo hào quang, ở trên không trung không ngừng thoáng hiện, xuất hiện chư thiên tinh đấu. Lê nói, thương đại nhân, hỗn thiên nghi này. Thương hiếm thấy quét đi vẻ âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, hỗn thiên nghi rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần thứ hai vung tay lên, hỗn thiên nghi ở giữa bầu trời không ngừng thôi diễn vũ đạo biến hóa đột nhiên thu nạp hết thảy ánh sáng, gào thét mà xuống, rơi vào trong tay hắn. Rực rỡ như mới. Khuôn mặt Lê lộ ra cô đơn cay đắng nói. Hy sinh vũ, chết hơn 300.000 người, chung quy là thay đổi hỗn thiên nghi tân sinh, cũng coi như đáng giá. Trên mặt phù cũng có chút cô đơn, bi thương không ngớt nói. Mâu cùng vũ lục tục từ trần, bây giờ chỉ còn lại ta, rực, còn có Lê đi theo đại nhân. Thương động dung nói. Thiên hạ không có yến hội không tan, cũng không có đại yêu vĩnh hằng bất tử. Phải, người sống cả đời, sở cầu là vương bá hùng đồ. Chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh cao thế giới, chết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. Khuôn mặt đường kiếp lộ ra vẻ dữ tợn, trên mặt lập lòe tia sáng yêu dị. Trừ trưởng lão cùng bốn tên vũ đế sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, nội tâm bọn họ cũng đang dãy giụa, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Lý Dật đứng ở một bên, lặng lẽ không nói, không nhìn ra nội tâm suy nghĩ. Chỉ là ngưng mắt nhìn phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch trống không, vô số thi thể rải rác, oán khí xông thẳng lên đến, để hắn bất giác hơi bị lạnh. Đột nhiên tường tử nói. Sự tình đã xong, các ngươi hứa hẹn đâu? Vì sử dụng long uy tới kéo dài lâu như vậy, ta là tiêu hao ba khối long tinh cuối cùng, giá trị to lớn các ngươi hẳn phải biết. Thương nói. Long tinh đối với vũ giả bình thường mà nói, giá trị còn trên long thân bí bảo, nhưng đối với ngươi mà nói. Long thân bí bảo là tồn tại cao hơn tất cả. Hắn lấy ra một vật, cũng không thèm nhìn liền ném tới. Khuôn mặt tường tử lộ ra vẻ kích động, vội vã tiến lên nắm lấy, hướng về trong tay vừa nhìn, lập tức cả người chấn động mạnh,
một luồng uy nghiêm vô hình thẳng vào hồn phách hắn. Ha, ha ha, quả nhiên là móng vuốt chân long, ha ha, ha ha. Tường Tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục, khuôn mặt lộ ra ý cười quái lạ nói. Thương tiên sinh, vừa nãy huyền khí hình cầu kia của ngươi ta xem rất yêu thích, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Tất cả mọi người sững sờ, toàn bộ đều giận tái mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, Thương hít mắt, từ tốn nói. Tường Tử, ngươi muốn đánh chủ ý hỗn thiên nghi của ta. Ngươi điên rồi sao? Cho ta mượn xem một chút. Hai. Tường Tử nhếch miệng lên, cười nói. Nguyên bản là vô ý, thế nhưng hỗn thiên nghi này của ngươi ta càng xem càng giống như là thánh khí A, rất muốn đánh cược một lần. Ồ. Chân mày Thương cau lại, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng chúng ta, hoặc là muốn dựa vào chiêu chân long tức kia, không có long tinh chống đỡ, ngươi có thể triển khai bao lâu? Hoặc là ngươi còn có long tinh? Tường Tử cười nói. Long tinh là thật không có, nhưng ngươi cho ta long thân bí bảo, ta rất muốn thử xem uy lực. Đường Kiếp cả giận nói. Tường Tử ngươi điên rồi sao, ngươi bất quá là có 4 cái long thân bí bảo mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể biến hóa ra chân long? Không tìm đường chết sẽ không phải chết, xem ra câu nói này lại muốn nghiệm chứng một lần. Tường Tử châm chọc hừ nói. Ngươi là đồ vô sỉ, ngay cả tộc nhân của mình cũng có thể bán đi, có mặt mũi gì nói chuyện với ta. Bất quá là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ngươi, đáng chết, trừ trưởng lão, giết hắn cho ta. Đường Kiếp phẫn nộ quát, vừa nãy lực lượng long uy để hắn đối với Tường Tử có kiêng kỵ, mình không dám tiến lên. Trừ trưởng lão nhíu mày. Vẫn là tuân mệnh xông lên phía trước, lấy hắn xem ra, mặc dù Tường Tử mạnh hơn, nhưng nếu không có long uy trợ trận, là không có thể thắng được hắn, Lâm Không một trưởng liền đập tới, để thử hư thực của Tường Tử. Ha ha, chó săn lên trước cũng được, liền để các ngươi nhìn uy lực của long thân bí bảo, mỗi tập hợp nhiều một cái, sức mạnh là tăng cường gấp 10 lần A. Khí tức của Tường Tử biến đổi, lần thứ hai hóa rồng, chân long móng vuốt lập tức hòa vào trong cơ thể hắn. Một cánh tay hóa thành xích màu đen, hướng về trưởng ảnh trên không trung một chảo chảo xuống. Ầm, trưởng ảnh của trừ trưởng lão lập tức bị nắm nát tan, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau một chảo long uy không giảm, chấn động hạ xuống, kinh sợ đến mức hắn vội lùi về sau. Long lân trên người Tường Tử lần thứ hai hiện lên, đầu mọc hai sừng, một tay thành móng vuốt màu đen, một tay nắm trường tiên long chi cột sống, thô bạo 10 phần đứng ở trên không trung, cười to nói. Ha ha, lực lượng cường đại không gì sánh được, mặc dù 4 long thân bí bảo không cách nào biến thân chân long, nhưng đủ để ta thành tựu bán long thân A, Thương, ngươi nói ta có tư cách hỏi mượn hỗn thiên nghi hay không? Trừ trưởng lão giận dữ, đang muốn xông lên phía trước, lại bị Thương ngăn lại, Từ Tốn nói. Cũng tốt, ngươi đã muốn nhìn, ta liền để ngươi ngắm nghía cẩn thận. Tay phải hắn nặn ra một cái quyết ấn đơn giản, hỗn thiên nghi nhất thời từ trong ngực hắn phi ra. Ánh sáng lấp lóe, hiện ra chư thiên tinh đấu, bầu trời một thoáng liền mở đi. Tay Tường Tử nắm trường tiên bỗng nhiên căng thẳng, toàn thân bắt đầu đề phòng, tuy rằng khí tức huyền khí kia cũng không để hắn cảm giác không khỏe, nhưng mình muốn đối mặt dù sao cũng là thánh khí trong truyền thuyết, uy năng cũng chỉ nghe qua ở trong truyền thuyết, không sốt sắng là không thể. Thương hơi điểm nhẹ nói. Tinh thần, trụy. Bầu trời đầy sao bỗng nhiên bùng nổ ra ánh sáng cường đại. Từng cái thoát ly quỹ tích vận động nguyên lai, bắt đầu từ trên trời rơi xuống, đánh úp về phía Tường Tử, ánh sao như mưa mà xuống. Hừ, đây chính là thánh khí oai sao, tuyệt đối đừng để ta thất vọng. Long tiên trong tay Tường Tử chấn động, nhất thời phát sinh một tiếng long ngâm, dần dần hình thành từng đạo quyển hình, đem hắn quay chung quanh trong đó, long tiên lại không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên sát kinh long tiên. Hắn hét lớn một tiếng, long tiên vung quét mà ra, toàn bộ bầu trời đêm ở dưới một roi kia nứt thành vô số khối không gian to to nhỏ nhỏ, lực lượng hắc long bao phủ mà lên, đem ánh sao ngút trời nuốt chừng từng cái. Thương lạnh lùng nhìn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, nhẹ giọng nói. Bạo, con người Tường Tử bỗng nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn trên roi dài, đã chiếm đầy điểm điểm ánh sao, đột nhiên lóe sáng giống như ban ngày. Một luồng lực lượng khó có thể ngang hàng trực tiếp cắt đứt long khí của hắn. Oanh! Long tiên vào đúng lúc này vỡ ra, kịch liệt thu nhỏ lại,
khôi phục lại dáng dấp La Hậu trường thương, phía trên không chỉ có linh khí mất hết, hơn nữa hiện ra vết rách. Tường Tử cả kinh hút ngụm hơi lạnh, trên trán mồ hôi lạnh lã chã mà xuống, long tích bị hao tổn, liên đới sức mạnh của hắn cũng kịch liệt giảm xuống, dưới ngơ ngác, đột nhiên mang theo trường thương hóa thành một ánh hào quang hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ để lại tiếng cười to tự giễu truyền đến. Ha ha, Thương tiên sinh quá có ý tứ, ta bất quá cùng ngươi đùa một chút mà thôi, lại coi là thật, chưa từng thấy người nghiêm túc như ngươi, sau này còn gặp lại, không cần tiễn. Sắc mặt Thương không hề biến hóa, Lâm Không một điểm, liền đem hỗn thiên nghi thu vào trong cơ thể, toàn bộ trời cao lần thứ hai khôi phục một mảnh thanh minh. Trừ trưởng lão cũng hoảng sợ, vừa nãy Tường Tử tiện tay chảo một cái, uy lực hắn cũng có mấy phần đánh giá, không nghĩ tới một roi cường đại như thế vứt ra, lại bị hỗn thiên nghi phá tan cả huyền khí. Truy a, tại sao không đuổi theo giết chết hắn? Đường Kiếp nhìn phương hướng Tường Tử bỏ chạy, một bụng lửa giận, lớn tiếng quát hỏi. Thương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới, nhẹ giọng nói. Hết thảy đều kết thúc, đi thôi. Nhìn sắc mặt Đường Kiếp dần dần trắng bệch, Lê tiến lên giải thích. Tuy rằng hỗn thiên nghi được chữa trị, nhưng lấy thực lực trước mắt của Thương đại nhân còn không cách nào thỏa thích điều khiển, vừa nãy một đòn kia nhìn như tùy ý, cũng đã là phần lớn sức mạnh. Tuy rằng Tường Tử tổn thương một bảo, nhưng mà không phải chúng ta có thể dễ dàng giết chết. Lúc này sắc mặt Đường Kiếp mới chậm rãi khôi phục, hừ nhẹ nói. Thì ra là như vậy, các ngươi muốn khôi phục lại thực lực trước đây, cũng không thể rời bỏ tài nguyên của tứ cực môn ta chống đỡ, cũng được, Tường Tử này sớm muộn sẽ cho hắn đẹp mặt. Đúng rồi, hiện tại liền đi, những người thương minh kia chết hết rồi sao? Lý Vân Tiêu đâu? Thân thể Lý Giật cũng chấn động, người thương minh sinh tử hắn không đáng kể, nhưng ba chữ Lý Vân Tiêu là xúc động thần kinh của hắn, vểnh tai lên lắng nghe. Còn người thương hơi co rụt lại nói. Lý Vân Tiêu đi vào vết nứt không gian, sinh tử do trời, nhưng ta nhìn hắn là thiên mệnh chi nhân, tám phần sẽ không chết. Nói ra lời này, chính hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng nội tâm lại cho rằng như vậy. Còn những người thương minh kia? Thương nhìn chăm chú một chút, khẽ cười nói. Hẳn là còn có một chút chuột lớn chạy thoát, bất quá lấy thực lực của chúng ta bây giờ, e sợ khó có thể quét sạch. Cái gì, bọn họ cũng chưa chết. Trong lòng Đường Kiếp kinh hãi, thất thanh nói. Nếu như bọn người La Anh cũng chưa chết, sức mạnh thương minh vẫn còn, chúng ta há không phải nguy rồi. Trấn Thiên Tháp, 1. Thương lạnh nhạt nói. Ngoại trừ người thất đại thương minh, còn lại cơ bản đều chết hết, lấy sức mạnh của tứ cực môn, cộng thêm chúng ta, ngược lại cũng không cần sợ hãi cái gì. Nếu phụ thân ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta, thì nhất định có ý nghĩ cùng thực lực của hắn, ngươi không cần quan tâm. Sắc mặt Đường Kiếp trầm xuống, chỉ cảm thấy một bụng khó chịu. Đường Kiếp hừ lạnh nói. Động tác lớn như vậy, vẻn vẹn là giết một ít tiểu lâu la, hiệu quả quá kém. Lê nhìn hắn một chút, lạnh nhạt nói. Mục đích của chúng ta cũng không phải giết người, mà chỉ là chữa trị hỗn thiên nghi mà thôi, bây giờ nhìn lại, đã làm được. Lý Vân Tiêu, ngươi tuyệt đối đừng chết a, ta chờ tự tay lột ra ngươi a. Sắc mặt Lý Giật tràn đầy dữ tợn. Hung hăng nói. Thương nói. Có cơ hội, đi thôi. Quyết định của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất, tuy rằng Đường Kiếp tâm có bất mãn, nhưng mà sẽ không phản kháng. Lê lấy ra cửu lê chống trận, mọi người từng cái nhảy lên, chống trận lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, bay về phía chân trời, biến mất ở xa xa. Trên mặt đất hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể, này đều là chỗ cách thần quang khá xa, bị chấn động ra. Những chỗ trực tiếp bị bắn chúng từ lâu là hài cốt không còn. Lần này Thương Minh song quyết không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy, Tống Nguyệt Dương Thành được xưng thiên hạ thương thành triệt để hủy hoại trong một ngày, đừng nói biến thành tử thành, hiện tại chỉ còn dư lại vết tích thành trì mà thôi. Ầm ầm, giữa quảng trường phá nát không thể tả, lòng đất truyền đến tiếng động to lớn, đột nhiên mặt đất rạn nứt ra, Trấn Thiên Tháp như măng sông ra, một cái trận pháp phức tạp hiện ra ở bốn phía tháp, dần dần nhạt. Cuối cùng biến mất. Dầm. Đột nhiên trận pháp giống như gương phá nát, vào đúng lúc này Trấn Thiên Tháp cũng mất hết ánh sáng, người ở bên trong trực tiếp bị cấm chế trong tháp trấn ra, té rớt một chỗ, mỗi một người đều là sức cùng lực kiệt, vừa nãy vì chống đỡ thần quang, thân tháp hầu như là hút sạch toàn bộ sức mạnh của bọn họ, gần như là đèn cạn dầu. Giờ khắc này nhìn cảnh tượng bốn phía,
loại vui sướng sống sót sau tai nạn kia lập tức tiêu tan hết sạch, từng cái trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, trong mắt tràn đầy bi thương. Thôi bác chỉ cảm thấy yết hầu khát khô, thanh âm khàn khàn nói. Việc này quá mức trọng đại, thương minh tổn thất nặng nề, chư vị mau chóng về các phái đi, chờ đợi tin tức vạn bảo lâu ta, tổ chức hội nghị cấp bậc cao nhất. Trương Sùng, là anh, hoàn toàn là lộ ra vẻ nghiêm túc, Tống Nguyệt Dương thành bị hủy, đủ để kinh thiên động địa, sợ là chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ đại lục, thương minh trải qua chiến dịch này, đã là nguyên khí đại thương. Thời điểm mọi người ở đây từng cái tâm tình cực kỳ trầm trọng, Cần Đan Hà lại nở nụ cười nói. Ha ha, tránh được đại kiếp nạn, cuối cùng cũng coi như là không chết, ha ha. Trương Sùng cả giận nói. Cần Đan Hà, người cũng xứng trở thành trưởng lão một phái, mất mặt. Cần Đan Hà lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục cười to không ngớt, nàng là hài lòng xuất phát từ nội tâm. La Anh ngồi dưới đất, cường chống thân thể, giờ khắc này hắn là suy yếu nhất, khống chế chấn thiên tháp đã đem sức mạnh của hắn tháo không nói. Cũng may những yêu nhân kia giết luôn thánh vực chấp pháp xứ, lần này không chỉ có thương minh chúng ta lên trận. Nói xong, sắc mặt hắn có chút ảm đạm xuống. Thôi bác cau mày nói. La huynh, lần này nhờ có ngươi, mọi người có thể tránh được tai nạn này, ngươi có công lớn nhất. Không bằng theo ta về vạn bảo lâu, tứ cực môn tựa hồ trở thành nơi thị phi a. La Anh lắc đầu, trầm giọng nói. Càng là như vậy, ta càng phải đi về để hỏi rõ ràng. Đây là mọi người hợp lực, ta không dám kể công, hẳn là Lý Vân Tiêu công lao to lớn nhất, cũng không biết giờ khắc này hắn còn sống hay không. Tiếng cười của Cần Đan Hà đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói. Hừ, sống sót, đi vào vết nứt hư không, coi như là ta cũng không nắm chặt có thể sống, hắn là 100% chết chắc rồi. Tất cả mọi người là trong lòng một trận giận dữ, trên người bùng nổ ra sát khí, mặc dù mọi người đều là thương nhân. Nhưng ân cứu mạng này có thể nào đảo mắt liền vong, cảnh tượng Lý Vân Tiêu huyết chiến đại yêu, đẫm máu trời cao còn ở trong đầu. Cần Đan Hà cười quái dị ngừng bặt, nàng cũng phát hiện lửa giận trong hai mắt mọi người, nàng tin tưởng nếu như mình lại cười xuống, phỏng chừng những người này thật sự sẽ nhào lên xé nát mình, nhất thời liền ngậm miệng lại. Tuy rằng nàng không phải một lão thái bà thông minh, nhưng là một lão thái bà vô cùng tiếc liều mạng. Thôi bác khổ sở nói. Tiểu tử kia là nhìn không thấu, những chiêu thức kinh thế hãi tục kia, hắn rốt cuộc là ai? Lần này ngoại trừ truy sát những đại yêu kia ra, một nhiệm vụ khác chính là vận dụng sức mạnh toàn thương minh đem thân phận Lý Vân Tiêu tra rõ ràng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bốc lên một người có thể triển khai kiếm quyết của Cổ Phi Dương, thiên kiếm đồ của Thần Tiêu Cung, luyện thể thuật của Ngạo Trường Không, còn có phương pháp phân hồn, hơn nữa huyền khí cuối cùng của hắn. Sắc mặt khô vàng của Tuyên Ngọc Đường vẫn luôn không có biểu hiện, vào lúc này hơi có chút thay đổi sắc mặt. Ánh mắt đám người Thôi Bác đều nhìn hắn, tựa hồ hắn đối với lai lịch của Lý Vân Tiêu có một ít tình báo, nhưng vẫn như cũ là trầm mặc. Địch Sinh Hóa rốt cục không nhịn được hét lớn. Lão Tuyên, đã đến lúc này, người có tình báo còn che đậy, mau chóng lấy ra chia sẻ. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường không hề thay đổi, lạnh nhạt nói. Không có tình báo. Ngươi. Địch Sinh Hóa tức đến liên tục đập nát mấy khối thạch đầu bên người, xoay người không muốn lại nhìn tới hắn. La Anh cười khổ nói. Có thể tự thành ngày địa, thu nạp vạn vật, cũng chỉ có siêu phẩm huyền khí, chỉ bất quá này bất luận một tồn tại nào đều là kinh thiên động địa, chúng ta cũng không có thể phán đoán bậy. Trương Sùng bình tĩnh nói. Hơn nữa những đồ vật này một khi truyền ra, đối với Lý Vân Tiêu ảnh hưởng sợ cũng là vô cùng to lớn. Nếu không phải vì cứu mọi người. Ta nghĩ hắn sẽ không bộc lộ ra nhiều lá bài tẩy như vậy, ta kiến nghị thương minh liên thủ trước bảo vệ hắn. Hừm, lời ấy có lý. Thôi bác gật đầu nói. Thương nhân tuy nhìn lợi ích, nhưng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Cần Đan Hà. Cần Đan Hà hừ lạnh một tiếng không nói, còn lại đều là đồng thời gật đầu tán thành. Sau khi thỏa thuận, tất cả mọi người bắt đầu an tọa. Khôi phục khí lực. Tứ đại truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương thành hủy sạch, bọn họ muốn đem tin tức truyền đi, sợ không biết phải mất bao lâu thời gian, cũng không vội ở nhất thời. Mấy canh giờ sau, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên. Hừm, đó là cái gì? Chấn Thiên Tháp, 2. Đột nhiên Trương Sùng ngẩng đầu lên, ngóng nhìn bầu trời, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Tất cả mọi người trong lòng hơi động, theo ánh mắt của hắn nhìn đi, điểm đen nhỏ kia từ từ lớn lên, dĩ nhiên là một huyền khí, hiện ra hình tháp, đang nhanh chóng rớt xuống, mà chỗ cần đến đúng là chỗ bọn họ ngồi. Đó là... Trong mắt La Anh lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh nói. Chấn thiên tháp. Trong thanh âm hắn mang theo kinh ngạc cùng chấn động. Đại gia cũng đồng thời phát hiện, cự tháp giữa bầu trời thật cùng chấn thiên tháp của La Anh này cực kỳ tương tự, từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Trương Sùng nghi ngờ nói. Lão La, chấn thiên tháp của ngươi lẽ nào là một đôi? La Anh ngơ ngác nói. Một đôi, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chấn thiên tháp của ta chính là một vị đại thuật luyện sư trước đây, căn cứ một siêu phẩm huyền khí trong sách cổ ghi chép phỏng chế thành, tuyệt đối là tồn tại độc nhất vô nhị. Trương Sùng cau mày nói. Cái này liền kỳ quái. Hắn ngửa mặt lên trời nói. Tháp kia thực sự là quá giống a. Đột nhiên thôi bác quát lên. Không được, tháp kia mục đích là nơi đây, mọi người tản ra, ta xem tháp này vô cùng quái lạ, mặc dù không phải chấn thiên tháp, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Theo cự tháp tới gần, tất cả mọi người là trong giây lát nhanh chóng tản ra, để chống một khối khu vực chân không. Cự tháp kia rốt cục ở trong mắt mọi người lộ ra toàn bộ chân thân, ầm ầm mà xuống, mà mục tiêu chính là chấn thiên tháp của La Anh. Ầm ầm ầm. Hai tòa tháp hầu như giống nhau như đúc lẫn nhau va chạm, tuôn ra năng lượng khổng lồ rung động, từng vòng khuếch tán ra, nguyên bản đại địa khắp nơi thê lương càng nứt ra không thành bộ dạng, thật giống như thế giới tận thế. Sức mạnh này một làn sóng che lại một làn sóng, đầy đủ chấn động thời gian uống cạn chén trà mới dừng lại. Phốc! Những vũ giả của bảy đại thương hội ở dưới dư âm liền bị thương tảng lớn, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. La huynh ngươi làm sao? Trương Sùng trong giây lát phát hiện sắc mặt La Anh hoàn toàn trắng bệch, không có một chút màu máu nào, chỉ là cực kỳ sợ hãi nhìn phía trước. Dư âm đẩy lui, huyên náo tan mất. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người triệt để choáng váng. Ở dưới hai tháp chấn động, chỗ chấn thiên tháp trước kia đứng, vẫn như cũ là chấn thiên tháp đứng ở đó, chỉ bất quá khí tức càng thêm hùng vĩ trang nghiêm, tản mát ra khí tức trực tiếp rung động lòng người. Phốc! La Anh lần thứ hai phun ra một ngụm máu, cả người trong nháy mắt uể oải đi, khó có thể tin tưởng được ngơ ngác nói. Đây là, lẽ nào đây mới thực là chấn thiên tháp? Lời của hắn ở trong tai mọi người truyền ra, tất cả đều bỗng nhiên hút ngụm hơi lạnh, cảm thấy một trận cả người rét run. Chỉ thấy bốn phía chấn thiên tháp này, giải rác mảnh vỡ huyền khí, chính là chấn thiên tháp lúc trước của La Anh, chính là hắn dùng huyết khí ẩn dưỡng huyền khí cấp 9, bị triệt để tổn hại, trực tiếp phản vệ đến trong cơ thể hắn, làm cho cả người trọng thương. Chấn thiên tháp chân chính. Cần Đan Hà hoảng sợ nói. Này há không phải là siêu phẩm huyền khí sao? Tất cả mọi người đều triệt để choáng váng, ở dưới thể xác cùng tinh thần luân phiên bị hành hạ, chỉ cảm thấy hơi choáng. Khí tức trên cự tháp hùng vĩ kia chậm rãi thu nạp, cửa tháp dần dần mở ra, một nam tử thể trạng cường tráng từ bên trong đi ra, còn có một con ngạc ngư nằm ở cửa tháp không nhúc nhích, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài sửng sốt một chút, hắn tự lẩm bẩm. Hừm, đây là địa phương nào? Không ít người a. Lẽ nào ta rơi xuống trong phố xá sầm uất? Không đúng, rõ ràng là một mảnh hoang vu mà. Nam tử này thân mang một bộ trang phục quái lạ, vóc người của hắn so với người bình thường cao lớn hơn không ít, trên da tay ngăm đen họa đầy hoa văn cổ quái kỳ lạ, trải rộng toàn thân, trong mơ hồ lộ ra cảm giác cực kỳ mạnh. Hắn dùng mũi ở trên không trung ngửi mấy lần, lộ ra vẻ ngột ngạt nói. Hừm, trong không khí có sóng năng lượng dày đặc a, các ngươi đánh nhau. Hắn nhìn người thương minh một mặt khiếp sợ, sắc mặt kinh ngạc biến mất, đổi thành một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lúc này, ngạc ngư vẫn bình thường cũng từ trong tháp đi ra, chậm rãi bò đến dưới chân nam tử, lười biếng khép hờ mắt, tựa hồ ngủ. Ngươi là người phương nào? Thôi bác trầm giọng nói. Tại sao lại có chấn thiên tháp? Hắn một mặt hỏi dò, một bên chậm rãi tích trữ sức mạnh. Người này xuất hiện cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng hiện tại hơn nửa còn chưa khôi phục, hơn nữa ở dưới chấn thiên tháp oanh kích, không ít người lại thêm thương mới. Chấn thiên tháp. Nam tử ngạc nhiên một thoáng, lập tức chỉ vào cự tháp phía sau nói. Ngươi nói chính là cái này. Các ngươi đem nó gọi là chấn thiên tháp, đây chỉ là một linh kiện hạt nhân của huyền khí mà thôi.
hồi hộp. Nội tâm mọi người đều kịch liệt co giật, đồ vật có thể một lần đem chấn thiên tháp oanh nát, còn chỉ là một linh kiện huyền khí, sắc mặt mỗi người đều giống như xương đánh cả, khó coi đến cực điểm. Làm sao? Không tin. Nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay hiện ra một cái quyết ấn, cự tháp nhanh chóng co rút lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó một vùng thế giới ở bốn phía tháp biến hóa ra, không ngừng mở rộng, muốn đem tất cả mọi người bao phủ vào. Trương Sùng sợ hãi giống một tiếng, bỗng nhiên nổi lên, mấy đạo ánh sáng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, liền mạnh mẽ vỗ ra, giống to. Mau lui lại, hắn muốn đem chúng ta thu vào. Một lời thức tỉnh, tất cả mọi người ngơ ngác lui ra. Có thể sống đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, tuy rằng tất cả đều chưa khôi phục sức khỏe, nhưng phản ứng bản năng cùng thực lực là không thể khinh thường. Ồ, không phải các người muốn xem sao, làm sao lại sợ? Nam tử khà khà nở nụ cười, trêu tức nhìn mọi người. Nhâm Quang Nhiễm cả giận nói. Ngươi đến cùng là người phương nào, muốn làm gì? Ta là người phương nào? Nam tử ôm đầu nghĩ một trận nói. Các ngươi có thể gọi ta là đế quân, còn ta làm cái gì, khà khà. Hắn bỗng nhiên một cước đá Ngạc Ngư ra ngoài, cười to nói. Khởi công rồi. Thân thể Ngạc Ngư ở trên không trung lăn lộn, liên tục vùng vẫy mấy lần biểu thị bất mãn, sau đó thân thể từ từ giải phong, hóa thành một đạo cương phong ác liệt, gào thét mà lên, càng quyển càng lớn, hóa thành một mảnh phong chi hải dương, hướng về tất cả mọi người lan tràn mà đi. Nguyên tố hóa hình. Thôi bác giật nảy cả mình, sợ hãi nói. Mọi người cẩn thận. Tất cả mọi người đồng thời trở ra, hướng bốn phía tán đi, có chút người tốc độ chậm trực tiếp bị cương phong dính lên nửa điểm. Cả người trong nháy mắt biến thành hóa thạch, cương phong lại thổi một hơi, đột nhiên tan vỡ, hóa thành bụi phấn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Bù đắp, mọi người đều đổ mồ hôi, thế này sao lại là phổ thông nguyên tố hóa hình gì, lực lượng nguyên tố này cũng quá biến thái đi. Gió xoáy càng lúc càng lớn, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, rất nhanh liền đem hơn 10 người cuốn vào trong đó, chỉ có vũ đế mới có thể khổ sở chống lại, dưới vũ đế đều là trong nháy mắt tan thành mây khói. Chết không để lại bất cứ dấu vết gì. Thôi bác cả kinh nói. Đây là lực lượng nguyên tố biến dị, mọi người đừng trốn, liên thủ lại đủ để đem hắn chân áp. Hắn đột nhiên đứng ở trong không trung, hai tay kết thành một cái hoa sen, phía trên dần dần hiện ra một đoàn ánh sáng ấm áp, như một ngọn nến từ từ bay lên, đem chung quanh chiếu sáng một mảnh, lực lượng cương phong gào thét mà tới, đem hắn cuốn vào trong nước xoáy, dĩ nhiên không cách nào xâm nhập. Mà sức gió thổi qua thân thể của hắn, bị mạnh mẽ giảm tốc độ xuống, vệt hào quang kia chậm rãi hiện ra hình dạng, là một đèn lồng, bị Thôi Bác để ở trong tay phát sinh ánh sáng ấm áp, tay trái của hắn không ngừng đánh linh quyết vào bên trong, tia sáng kia dần dần lớn lên, chỗ chiếu sáng, cương phong đại giảm. Là Trường Minh chiếu cổ đăng. Trương Sùng mừng lớn nói. Không nghĩ tới bảo bối này ở trong tay ngươi, có nó thể trấn áp nguyên tố hóa hình. Hắn đồng thời hét lớn một tiếng, trong một trường phù văn lóng lánh, trực tiếp vỗ vào trên đại địa, đạo đạo kim quang xạ lên, liên tiếp hướng về bốn phương tám hướng tản ra, như một cái đinh to lớn đóng ở trên đại địa. Vũ đế cường giả còn lại cũng tự tin tăng nhiều, từng cái nhảy vào trong gió lốc, dùng thân thể của mình ổn định sức gió vận chuyển. Trong lúc nhất thời cương phong oai giảm mạnh, ở giữa không ngừng truyền ra Ngạc Ngư liên tục gào lên giận dữ. Đế quân hơi nhướng mày. Không vui nói. Rác rưởi, thu nhỏ phạm vi công kích lại, từng cái đánh sẽ chết a, những người này không phải là hạng đơn giản. Ngạc Ngư ở dưới hắn quát mắng, dần dần đem sức gió thu nhỏ lại, ở trên mặt đất ngưng tụ thành một đầu quái vật Ngạc Ngư to lớn, con ngươi của nó ở bên trong quét một thoáng, cuối cùng nhìn chăm chú vào Thôi Bác, giống to, trực tiếp dùng thân thể to lớn nhào tới, hình thể tuy lớn, nhưng tốc độ cực kỳ mau lẹ, khiến người ta không phản ứng kịp. Thôi Bác cả kinh, triển khai Trường Minh chiếu cổ đăng trong tay, là vô cùng tiêu hao khí lực, nguyên khí hoàn toàn theo không kịp, mà các loại đan dược cường đại đã đem trợ giúp Lý Vân Tiêu, hắn đem lực lượng còn lại rót vào trong Trường Minh chiếu cổ đăng, ra sức vỗ một cái, một đạo ánh sáng từ trong Trường Minh chiếu cổ đăng bắn ra, trùng kích Ngạc Ngư. Oanh! Ánh sáng kia trực tiếp đem thân thể Ngạc Ngư nổ ra một cái lỗ thủng to, nhưng đối với nó tựa hồ không hề ảnh hưởng, cả người che kín bầu trời nhào xuống. Đá vụn to lớn chấn động vào không trung, Thôi Bác ở một khắc cuối cùng trốn thoát,
nhưng vẫn như cũ bị một ngọn cương phong chấn động nhập cơ thể, trực tiếp hóa đá mấy đạo kinh mạch của hắn, bắt đầu lan tràn toàn thân. Hắn ngơ ngác, vội vàng lùi về sau 100 mét, ngồi xếp bằng xuống điều tức, vận chuyển đế khí đem một tia cương phong kia niêm phong ở trong phạm vi nhỏ, phòng ngừa nó lan tràn ra, đồng thời thử bước ra khỏi cơ thể. Mọi người kinh hãi, Ngạc Ngư này không khỏi cũng quá cường hãn đi, dưới một đòn liền để Thôi Bác trọng thương, không cách nào tham chiến. Sau khi Ngạc Ngư phế bỏ Thôi Bác, ánh mắt ở bên trong quét qua, rơi vào đám người Trương Sùng cùng Nhâm Quang Nhiễm, quan sát mục tiêu kế tiếp, ánh mắt lạnh lẽo không hề tình cảm này, để nội tâm mỗi người đều rét run. Nếu như tất cả mọi người đều ở trạng thái đỉnh cao, liên thủ lại là không hề áp lực, nhưng giờ khắc này từng cái hao tổn rất lớn, cực phẩm đan dược đều cung cấp cho Lý Vân Tiêu, nếu như Ngạc Ngư thực hành tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ là không có chút biện pháp nào. Huống chi bên người còn có một đế quân thực lực quỷ dị khó lường. Đế quân cười quái dị nói. Đừng giết hết, rời đi thiên vũ giới quá lâu, ta trước tiên cần phải tìm mấy người phổ cập khoa học tri thức. Các ngươi ai nguyện ý làm nô lệ của ta, có thể sống sót. Ta đồng ý, đừng có giết ta. Trong ánh mắt sợ hãi của Cần Đan Hà lộ ra vẻ đại hỉ, liên tục đáp. Thiên nhất các đại trưởng lão, ngũ tinh vũ đế cường giả, nguyện ý làm đầy tớ của ngài. Nhâm Quang Nhiễm phẫn nộ quát. Cần Đan Hà, ngươi sao một điểm cốt khí cũng không có, ta thật xấu hổ khi cùng ngươi làm bạn. Cần Đan Hà lạnh lùng hừ nói. Cốt khí có thể làm cơm ăn sao? Cốt khí có thể sống sao? Ngươi! Nhâm Quang Nhiễm tức giận không lời nào để nói, nhưng người có chí riêng, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn không có quyền can thiệp. Kha kha, nói vô cùng tốt a. Đế quân cười nói. Cốt khí là không thể làm cơm ăn, thế nhưng chẳng có một chút gan dạ, này không phải nô lệ, mà là heo, ta không cần heo, huống hồ là một con lão heo xấu như thế, giết. Cái gì, ngươi? Cần Đan Hà vừa kinh vừa sợ, đã không có thời gian cho nàng suy nghĩ. Ngạc Ngư kia liền đánh tới, trong lòng nàng đột nhiên chìm xuống, cuối cùng đã rõ ràng vì sao Thôi Bác dưới một chiêu liền trọng thương, tốc độ bực này căn bản không thể tránh khỏi. Bất quá may là nàng vẫn giấu lá bài tẩy, ở trong Chấn Thiên Tháp cũng không cống hiến bao nhiêu sức mạnh, phần lớn thực lực vẫn còn, một cái thiết quải trong tay đột nhiên đánh xuống. Oanh! Cái bụng của Ngạc Ngư đồng dạng phá ra một lỗ thủng to, Cần Đan Hà nửa điểm cũng không hàm hồ. Lập tức hóa thành một ánh hào quang từ trong cái hang lớn kia bắn thẳng đi, không dừng lại chút nào, hướng về xa xa bỏ chạy. Hừ, thực sự là một con xuẩn ngư. Đế quân biểu lộ ra bất mãn, vung tay phải lên, nhất thời toàn bộ bầu trời biến sắc, ở bầu trời phía xa hiện ra cổ tháp, bốn phía cổ tháp nổi lên hào quang, xâm la vạn tượng, tự thành thế giới, trực tiếp đè xuống. Trên bóng người Cần Đan Hà bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, chống lại thế giới oai kia. Nhưng bất quá là trong nháy mắt liền bị đè ép bể mất, toàn bộ không gian nhẹ nhàng rung động một thoáng, thiên nhất các đại trưởng lão bạo thành bùn nhão, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Đế quân vung tay lên, cổ tháp trực tiếp biến mất ở phía chân trời, phiêu phù ở trong tay hắn, như mộng như ảo, hắn lấy tay một điểm, thế giới trên cổ tháp lan tràn ra, muốn đem mọi người thu vào trong đó, lạnh lùng nói. Không cốt khí liền chết, quá có cốt khí cũng phải chết. Những người các ngươi còn lại làm nô lệ cho ta sẽ rất thỏa mãn. Giờ khắc này mọi người từng cái trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó, Cần Đan Hà bảo lưu lại phần lớn thực lực, cũng ở dưới một chấn biến thành cho bụi, bọn họ ai còn có sức mạnh đi chống đối siêu phẩm huyền khí này. Quả nhiên là siêu phẩm huyền khí a, tự thành thế giới, bất quá siêu phẩm huyền khí của ngươi tựa hồ đã hỏng hóc a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kinh chiến, một. Đột nhiên một âm thanh vang lên, để thân thể đế quân chấn động, ánh mắt đột nhiên ngóng nhìn đi, chỉ thấy Tuyên Ngọc Đường nhàn nhạt đứng ở trong đám người, không chút nào dễ thấy. Ồ, tay đế quân ngưng lại, thế giới khuếch tán kia cũng lập tức ngừng lại, lạnh lùng nói. Ngươi làm sao biết cổ thần chiến trường ta tổn hại, nếu như nói không ra nguyên cớ, một bãi thịt nát tiếp theo chính là ngươi. Sắc mặt vàng như nghệ của Tuyên Ngọc Đường bất biến, mở tay phải. Dần dần hiện lên một ánh hào quang, rất nhanh một vật thể hình vuông xuất hiện ở trong tay hắn, lập lòe ánh sáng màu bạc. Vật ấy vừa ra, sắc mặt đế quân nhất thời đại biến, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được hưng phấn. Cùng lúc đó, trên cổ thần chiến trường phát sinh nhiều tiếng cổ vận, dĩ nhiên cùng vật trong tay Tuyên Ngọc Đường lẫn nhau hô ứng.
Đế quân vạn phần kích động nói. Vật này ngươi từ đâu mà đến, mau chóng dâng lên, ngươi chính là nô lệ lập xuống đại công, sau đó ngươi chính là thống lĩnh của những người này. Tuyên Ngọc Đường thay đổi sắc mặt than thở. Không nghĩ tới đồ vật thần bí trong tay ta, dĩ nhiên sẽ là mảnh vỡ siêu phẩm huyền khí trong tay ngươi. Tuy rằng lúc đầu ta làm qua suy đoán như vậy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày lại có thể có cơ hội bù đắp nó. Đế quân ngưng tiếng nói. Không sai, cổ thần chiến trường của ta từ lâu bị đánh sụp đổ, tuy rằng được ta chữa trị, nhưng trong đó thiếu hụt mấy khối linh kiện trọng yếu, mà trong tay ngươi chính là một khối trọng yếu, mau chóng cho ta. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, nghe hắn nói như vậy, siêu phẩm huyền khí này lại bị đánh sụp đổ. Khuôn mặt Tuyên Ngọc Đường lộ ra một nụ cười quái lạ, nhẹ giọng nói. Ta nói bù đắp, là để ngươi đem bộ phận trong tay ngươi cho ta, bù đắp khối trong tay ta. Thần sắc đế quân kích động lập tức cứng ngắc, ngớ ra vài giây, dần dần âm lãnh xuống, nhanh sắc nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không quá rõ ràng, lẽ nào rời đi thiên vũ giới quá lâu, ý nghĩa từ ngữ pháp có biến. Mọi người cũng đều chấn động, ngơ ngác nhìn Tuyên Ngọc Đường, không hiểu hắn có dũng khí gì dám khiêu khích người trước mắt này. Tuyên Ngọc Đường hờ hững cười nói. Đương nhiên không thay đổi, nếu không nghe rõ, vậy ta nói lại lần nữa. Để ngươi lấy cổ thần chiến trường của ngươi ra, bù đắp thế giới thiếu hụt khối trong tay ta. Ồ, thế giới thiếu hụt, nghe danh tự này của ngươi, trong mảnh vỡ kia quả nhiên có một bộ phận lực lượng thế giới của cổ thần chiến trường, công lao của ngươi rất lớn, bất quá khuôn mặt của ngươi ta càng xem càng không thoải mái, công lao to lớn hơn nữa cũng trung hòa không được tội lỗi để con ngươi ta không khỏe. Sắc mặt đế quân lạnh lẽo nói. Xuẩn ngư, lên cho ta. Ngạc ngư nhận được mệnh lệnh, hét lớn một tiếng liền nhào tới, hóa thành một đạo long quyển nho nhỏ, hướng về trên người Tuyên Ngọc Đường đánh xuống. Tuyên Ngọc Đường một tay nắm chặt, đem cất đi thế giới trong tay, một đạo kình phong từ trong tay nổi lên, bỗng nhiên một quyền đánh tới, lực lượng ở trên đầu quyền đánh văng ra, như là gợn nước, cuồng phong ở dưới cú đấm này bị chấn động đến mức ngưng lại, hóa ra thân thể ngạc ngư, gào gào kêu to. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động, đối với lực lượng cú đấm này của Tuyên Ngọc Đường cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Địch Sinh Hóa ở phía xa hừ lạnh một tiếng, lộ ra bất mãn, tức giận hừ nói. Nguyên lai ở trong trấn thiên tháp còn có người bảo tồn mình như vậy, thật là nhục nhã. Nội tâm mọi người cũng đều là bất mãn, nhưng mà chính là nguyên nhân như vậy, mang đến cho nội tâm bọn họ một tia hy vọng cầu sinh. Tuyên Ngọc Đường không để ý tới Địch Sinh Hóa oán hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngạc ngư, liếm môi, khàn giọng cười nói. Kha kha, quả nhiên không phải nguyên tố hóa hình bình thường, hảo hảo bồi dưỡng xuống, cũng có thể có tác dụng lớn. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng, thế giới thiếu hụt kia bay ra, diễn hóa ra lực lượng thế giới, muốn đem ngạc ngư hút vào. Đế quân vừa kinh vừa sợ, phẫn nộ quát. Ngươi dám! Một đoàn ma khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, đột nhiên bay lên trời. Một đạo ma trưởng ở trên không hiện lên, nhanh chóng chém xuống. Cương phong hóa hình ngạc ngư kia là đồ vật hy vọng lên cấp đến thập phương thần cảnh, hắn có thể nào ngồi xem bị người thu đi. Trưởng lực thật mạnh. Bắp thịt trên mặt Tuyên Ngọc Đường co giật một thoáng, trong lòng bàn tay hiện ra đạo đạo tử khí, quanh quẩn ở lòng bàn tay hình thành một phù hiệu quái lạ, nối thành một vùng trải rộng ra. Tử khí bắn nhanh mà lên, ở quanh người hắn tản đi. Một đạo trưởng lực như ngọn núi từ trong đại địa tuôn ra, chọc vào đám mây, đâm về phía ma diễm thao thiên. Ầm ầm ầm. Trưởng lực đem ma khí ở trên không trung đè ép, nhưng bất quá chốc lát liền tan rã, như ngọn núi đổ nát, liên tiếp vỡ tan hạ xuống. Tuyên Ngọc Đường hơi nhướng mày, thực lực đế quân kia còn trên hắn dự đoán, cả người hóa thành ánh sáng lóe lên, liền độn ra 100 mét, tránh thoát một đòn. Oanh. Chỗ hắn đứng bị đập ra một cái hố to. Ma trưởng kia dĩ nhiên bất diệt, ở trên không trung ngưng tụ thành một đoàn bóng đen, hướng về thế giới thiếu hụt vỗ tới, lúc cách gang tấc liền biến trưởng thành chảo, trực tiếp vồ xuống, muốn lấy đi. Giờ khắc này nửa người của ngạc ngư đã bị nuốt vào, Tuyên Ngọc Đường hơi thay đổi sắc mặt, hai tay bấm quyết, lâm không điểm đi. Trong thế giới thiếu hụt đột nhiên nổi lên một ánh kiếm bá tuyệt, trực tiếp chặt đứt thân thể ngạc ngư, nửa đoạn trên liền bị nuốt vào. Phần còn lại bị chấn bay ra. Vẫn như cũ hóa thành dáng vẻ ngạc ngư, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Đế quân thay đổi sắc mặt, nổi giận mắng. Xuân ngư. Ma chảo kia vồ xuống, trên thế giới thiếu hụt lại nổi lên kiếm thế, đột nhiên một nhân ảnh bạch y từ trong đó bắn ra, kiếm khí trong tay trực tiếp bổ tới ma chảo, nhằm về phía bản thể đế quân. Trên mặt đế quân lướt qua vẻ lạnh lùng, giơ chỉ tay lên cao, lâm không điểm tới, một đạo ma khí chấn xuyên qua kiếm mang kia, đặt ở trên thân kiếm. Bảo kiếm bị ép chúi xuống, nhưng một tay khác của hắn bắt quyết, nhất thời đem ma khí đánh văng ra, cả người lui về phía sau mấy trăm mét mới ngừng lại. Đế quân hơi nhướng mày, tựa hồ đối với không thể sát thương bạch y nam tử cảm thấy có chút bất mãn. Lúc này Tuyên Ngọc Đường đạt được thời cơ, trực tiếp điểm một cái, thu thế giới thiếu hụt vào trong cơ thể, trong hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, các loại ánh sáng màu sắc ở trước người hắn dần dần hóa ra, tử, thanh, lam, hồng, tổng cộng 9 màu sắc, tạo thành một trận pháp kỳ dị, bỗng nhiên hướng đế quân đánh tới. Ồ, lại là lực lượng cửu sắc cực đạo. Con người của đế quân thu nhỏ lại, giờ khắc này hoàn toàn thu hồi tâm bất cần. Một tay bấm quyết, xuất hiện pháp tướng ba đầu sáu tay, mỗi cái khuôn mặt dữ tợn, trong tay cầm chư bảo, trong đó khuôn mặt phía trước dị thường lạnh lùng, hai tay kết ra một đạo ma ấn, phía trên lập lòe ra một vòng hoa văn, lực ép mà xuống. Kinh chiến, 2. Lực lượng cửu sắc cực đạo như kim ấn, chấn động ở trên ma khí. Trận quyết ở phía trên biến đổi, ánh sáng cửu sắc ở trong trận ngưng tụ lại, hóa thành màu vàng, 7 cái khoa đầu văn lóng lánh ở giữa, đại biểu quy tắc cổ vận, diễn sinh ra sức mạnh khổng lồ, ma ấn bắt đầu tan vỡ. Đế quân thay đổi sắc mặt, cả kinh nói. Ma ha cổ văn. Theo sắc mặt hắn nghiêm túc, không chỉ có hai tay trước người, pháp tướng ba đầu sáu tay ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng kết ấn, từng đạo ma khí từ trên người lan ra. Binh khí trên sáu tay đồng thời vung vẩy xuống, sáu cái hư ảnh huyền binh hiện lên, chấn áp công kích của Tuyên Ngọc Đường, dĩ nhiên hình thành thế lực ngang nhau. Khuôn mặt đế quân dâng lên tức giận, loại chiêu thức này nếu như đặt ở trước đây, tự nhiên là quá bình thường, nhưng hiện tại thân thể của mình còn tàn khuyết không đầy đủ, ứng đối vũ đế cường giả cấp bậc này vẫn là dị thường vất vả. Đáng trách Ngạc Ngư kia thông minh quá thấp, tùy tùy tiện tiện liền bị người đoạt đi một nửa, bằng không cùng hắn liên thủ lại. Sớm đã đem tất cả mọi người chém rớt. Con người của Tuyên Ngọc Đường cũng mở lớn, không nghĩ tới đối phương có thể đỡ lấy lực lượng cửu sắc cực đạo của hắn, hai người trong lúc nhất thời giằng co, khó phân cao thấp. Nhưng này đã để người thương minh triệt để dại ra, thật giống như lần thứ nhất nhận thức Tuyên Ngọc Đường. Đế quân kia đến cùng là tu vi thế nào bọn họ nhìn không thấu, nhưng mới vừa rồi cần đan hà còn có hơn nửa sức mạnh, nhưng ở dưới một khích của hắn, ngay cả nhảy nhót cũng không. Liền triệt để hóa thành thịt nát a, hắn dĩ nhiên có thể chống lại lâu như vậy, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong. Đế quân lạnh giọng nói. Thực lực của ngươi không tầm thường, có tư cách làm nô lệ cho ta. Con ngươi của Tuyên Ngọc Đường thu nhỏ lại, chỉ thấy hai mắt của đế quân đột nhiên nhắm lại, trong miệng niệm thanh âm cực kỳ cổ quái, vài đạo tuyến văn màu vàng ở trước ngực lan ra, tạo thành từng phù hiệu kỳ quái, theo nhau mà đến. Trên người hắn lần thứ hai ma diễm ngập trời, ép tới lực lượng cửu sắc cực đạo mơ hồ có tư thế tan vỡ. Tuyên Ngọc Đường kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương còn có sức mạnh như thế, ở dưới ma khí chấn áp, thân thể cảm thấy áp lực thật lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hắn biến hóa song trường, đột nhiên lần thứ hai đẩy tới, da thịt ở thời khắc này đột nhiên trở nên hơi trong suốt, trong xương cốt truyền đến một luồng lực lượng lạnh lẽo, chính là băng tủy từ Vũ Văn Bác đoạt đến. Đã luyện hóa đến trong cơ thể hắn, đè xuống toàn thân không khỏe, lần thứ hai cùng đế quân giằng co cân bằng. Bỗng nhiên Tuyên Ngọc Đường quát lên. Thiên giác, bày trận liên thủ áp chế hắn. Thế giới thiếu hụt trong cơ thể hắn lóe lên ánh sáng, lần thứ hai bay ra hơn 10 bóng người, lại có 12 người, khí tức trên người mỗi người đều là cửu thiên vũ đế, đem đế quân bao quanh vây nhốt, mỗi người trong lúc đó khoảng cách không tăng không giảm, tựa hồ ẩn chứa một loại trận thế nào đó. Người thương minh tất cả đều thấy choáng, không chỉ có thực lực của Tuyên Ngọc Đường vượt xa bọn họ dự liệu, hơn nữa trong thế giới thiếu hụt kia dĩ nhiên ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Lấy Tuyên Ngọc Đường giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu, lúc trước đối mặt đại yêu, làm sao cũng không nên chật vật như vậy mới đúng, hiện tại hai người đối lập, sức mạnh gợn sóng kia thậm chí cùng đại yêu ngưng tụ nhất kích cuối cùng của Câu Xá Luân còn mạnh hơn. Lần này kẻ ngu si cũng nhìn ra được Tuyên Ngọc Đường là giấu giếm thực lực. Hơn nữa ẩn giấu quá sâu. Đột nhiên trong lòng Thôi Bác chấn động, tự lẩm bẩm. Thiên giác, thiên giác.
hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác. Bạch Hy nam tử thiên giác kia cầm kiếm trong tay, quát khẽ. Bày trận. Trong 12 người khác, có 2 người chính là ngày đó đồng thời truy sát Vũ Văn Bác, trong tay mỗi người đều là một thanh huyền kiếm cấp 9, từng người đứng ở phương vị của mình, sử dụng tới một chiêu kiếm, liên thủ lại có một luồng sức mạnh kinh khủng đánh văng ra, bầu trời trực tiếp nứt ra một hành lang thật dài. Đế quân thay đổi sắc mặt, kinh nộ hiện lên, trên 2 gương mặt khác cũng dữ tợn không ngớt, phun ra đoàn đoàn hắc khí, cổ thần chiến trường từ bên trong 3 đầu 6 tay vọt ra, hướng về hành lang màu đen ép đi. Cổ thần chiến trường vốn là hắn mới vừa chắp vá, còn có hỏng hóc rất lớn, ở dưới loại cường độ quyết đấu này vốn không muốn vận dụng, nhưng sức mạnh của Tuyên Ngọc Đường đã vượt quá hắn dự tính. Mà giờ khắc này theo sức mạnh trên 3 đầu 6 tay từ từ mở ra, lực lượng bản thể đế quân còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ không có hạn mức tối đa, binh khí trong 6 tay bắt đầu trở nên giàu có sung túc, cùng Tuyên Ngọc Đường đối chiến bắt đầu thất hành, thế cuộc dần dần bị đế quân quản lý. Trên bầu trời từ lâu không ra hình dạng gì, các loại sức mạnh hỗn loạn không ngừng xung kích, có số rất ít chấn động nhập đại địa, oanh lên gợn sóng to lớn, để những người thương minh kia ngơ ngác không ngớt, người người tự nguy, vẻn vẹn là một chút dư âm lực lượng, liền để bọn họ ngay cả chính diện phòng ngự cũng không dám. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường dị thường khó coi, khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo, càng là bóc ra từng mảng. Trước khi đế quân xuất thủ, hắn so sánh qua lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch. Cảm thấy nắm chặt rất lớn, lúc này mới động thủ, nhưng đối phương dĩ nhiên đem sức mạnh tăng lên 2 lần, trái lại làm hắn kinh sợ. Đế quân nhìn khuôn mặt đối phương vặn vẹo, 3 khuôn mặt đều lộ ra nụ cười quái lạ, lạnh giọng nói. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành nô thi, thân thể của ngươi không tệ, đặc biệt bộ cốt tủy này, tựa hồ tu luyện một loại công pháp cao minh nào đó. Đang lúc hắn đắc ý, sắc mặt đế quân đột biến, tựa hồ cảm giác được việc phẫn nộ gì. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Vô liêm sỉ, ngươi ở đâu, dám ở sau lưng ám hại ta, nếu để cho ta tìm tới, tất nhiên để ngươi không chết tử tế được. Đột nhiên Tuyên Ngọc Đường cả kinh, sức mạnh của đối phương trong lúc vô tình kịch liệt biến mất, trong mắt hắn lóe ra vẻ mừng rỡ, quyết ấn trong tay lóe lên, 7 cái thượng cổ kinh văn biến đổi phương thức sắp xếp, ánh sáng cửu sắc cực đạo lập tức biến hóa, một đạo ánh sáng màu trắng vọt thẳng tới, phá sức mạnh của đế quân. Oanh ở trên người hắn. Tuyên Ngọc Đường nhất chiêu đắc thủ, cũng không kịp thừa thắng xông lên, mà là chuyển hướng cổ thần chiến trường chạy đi, mục đích cuối cùng của hắn là thu lấy siêu phẩm huyền khí kia. Đế quân bị hắn bắn trúng một đòn, cổ thần chiến trường cũng biến thành bất ổn, ở dưới kiếm trận của mọi người thiên giác cùng đánh, bắt đầu lùi về sau, quanh thân diễn biến thế giới cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tên của ngươi gọi là cổ thần chiến trường sao? Kể từ hôm nay ta là tân chủ nhân của ngươi.